Chương 1061, một bước cũng không nhường. Thân hình rung lên trong lòng mình là thứ mà đàn ông không chịu nổi, huống chi, Diệp Phàm đang trong thời kỳ huyết khí đương thịnh, chịu sự kích thích như vậy, máu chăn già trong cơ thể lại tác quái, từ đan điền như toát ra một luồng khí. Anh Diệp, ha u hu. Tống Trinh Giao khóc giống lên, thân thể co run run theo, cặp ngực ép sát vào người đồng chí Tiểu Diệp, hắn thiếu chút nữa là chịu không nổi, muốn khai hỏa. Càng ác hơn chính là cái đó cứ lượn qua lượn lại ngay trước mắt, không muốn xem cũng phải xem. Mẹ kiếp, mình Liễu Hạ Huệ hạ phàm rồi, Diệp Phàm thầm mắng một câu, miệng như niệm chú, cảm giác hình như không kiềm chế được nữa, nghe phần cơ thể bên dưới máu chạy dần dần. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không ngờ chỉ biết đứng im chịu trận. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này khẳng định sẽ xảy ra chuyện không may. Đồng chí Tiểu Diệp mắng một câu. Ôm cô nàng trong lòng mình vào trong phòng, lấy tấm chăn trên giường xoa xoa sau đó mới có cảm giác thư thái trở lại. Em muốn uống rượu. Tống Trinh Giao vung tay múa chân. Vậy thì uống. Diệp Phàm hết cách, đem chai hồng rượu đến, hai người uống điên cuồng. Hồi lâu sau, Tống Trinh Giao say nằm một đống, sau khi ói vài hiệp liền lăn đùng ra ngủ. Diệp Phàm cũng say, một mình uống một lúc bốn chai thì cho dù tửu lượng có cao mấy cũng không chịu nổi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm bị người ta gọi dậy. Mở to mắt nhìn, chợt trợn tròn mắt. Quần áo trên người cũng không biết khi nào trống trơn toàn bộ, Tống Trinh Giao cũng trống trơn như thế, hai thân thể quấn với nhau. Anh không làm gì em chứ? Thằng nhãi này rông dài, bật ngồi dậy, khẩn trương quan sát trên giường một lượt, trên giường không có dấu vết bất thường, cũng không có dấu hiệu gì của lần đầu tiên, mới thấy tâm tư nhẹ nhõm. Tống Trinh Giao cũng thế. Quét ánh mắt qua một lượt, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đứng lên mặc quần áo, chuyện này, hôm qua đúng là điên cuồng, nhưng giờ tỉnh thấy ngượng ngùng. Muốn mặc vào sao, anh còn chưa thấy hết. Diệp Phàm vừa lôi, thân thể hai người lại quấn lấy nhau. Thằng nhãi này bắt đầu dùng động tác tay, sờ soạng khắp nên trên người cô nàng. Tùy anh thôi, dù sao sớm hay muộn cũng là của anh. Tống Trinh Giao tức giận lườm hắn một cái. Không hé răng. Bỏ đi, anh là chính nhân quân tử mà. Diệp Phàm cười, kéo tấm chăn che thân thể của hai người, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì, có phải cậu lớn của em muốn nói chuyện với anh hay không? Ừ, ý của họ là muốn yêu cầu báo săn đem Tào Quân Nghĩa giao cho tòa án quân sự đại quân khu lĩnh Nam, chuyện khác các anh không cần phải xen vào. Điều kiện mà bên này đáp ứng chính là có thể đem sườn núi Nguyệt Nga chuyển cho các anh. Về phần cậu em, ông nói do em toàn quyền làm chủ là được. Tống Trinh nói ngắn gọn về thái độ của Tào Quốc Khánh. Ha ha, xem ra anh còn chưa có đủ tư cách đàm phán với cậu em có phải không? Diệp Phàm giống như tự chế giễu nói. Em đến đàm phán không được sao? Hừ, chê thân phận của Tống Trinh Giao em đây thấp có phải hay không? Vậy sao anh còn muốn cùng em? Tống Trinh ra vẻ xấu hổ nói nửa câu thì không nói nữa, có chút không hài lòng, hung hăng véo hắn một cái. Kỳ thật, Tống Trinh Giao đồng ý đến là do có đưa ra điều kiện với ông cụ Tống, đó là nội trong 3 năm Tống gia và Cố gia không được bức ép cô chuyện hôn nhân. Ông cụ Tống vì suy xét cho đại cục nên đồng ý. Tào gia tất nhiên không phản đối, Tống Trinh Giao một là tuổi còn nhỏ, hai là Tào gia phỏng chừng còn đang hy vọng có biến cố xảy, việc này nói ra thì rất phức tạp. Như vậy được không, nghe nói cậu của em là Bộ trưởng Bộ Tài chính, anh thì đang kiến thiết thôn Đại Vũ. Có thể rót xuống chút tiền xem như trợ giúp hay không, tỉ như lập ra bộ phận tài chính trợ giúp cho Đức Bình kiến thiết thôn Đại Vũ, thấy thế nào? Tâm tư Diệp Phàm đang toan tính, còn muốn kiếm chút lợi. Về phần xử lý Tào Quân Nghĩa, Diệp Phàm vốn không có nhiều hứng thú lắm. Người như thế, cho là Tề Thiên không xuống độc thủ thì phỏng chừng khi lên tòa án quân sự, hai nhà Tào Cố cũng có thể sẽ bảo vệ gã, cũng phải giấu huyệt một khoảng thời gian. Sư đoàn dã chiến số 1 của thành phố Mạc Hương khẳng định không chờ nổi. Anh! Tống Trinh hết lời để nói, xem như bị sự vô lại thuyết phục. Làm gì trừng mắt với tôi như vậy, có phải anh đây quá đẹp trai hay không, làm tiểu muội bị mê hoặc rồi chứ gì? Diệp Phàm bật cười ha hả, đương nhiên là muốn che giấu chút xấu hổ. Lòng tham không đáy, đây hoàn toàn là xảo trá. Chẳng lẽ anh không sợ cậu lớn em trả thù, dù sao cũng là vì quốc gia. Anh hà tất ra sức như thế, đắc tội với cậu lớn của em là hành vi ngu xuẩn không sáng suốt. Nói cho anh biết,
cậu cả của em không lâu nữa sẽ trao quyền cho cấp dưới đến tỉnh nào đó làm bí thư, nếu Sơn không chuyển mà Thủy và đụng phải Sơn thì anh nhức đầu rồi đấy. Tống Trinh Giao trên mặt hiện lên tia u buồn, đích thật là có vì Diệp Phàm mà lo lắng. Bởi vì, Tống Trinh Giao trong lòng vẫn ảo tưởng một ngày nào đó Tống gia, Tào gia đột nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý cho Diệp Phàm cưới mình. Tuy nhiên, cô không hiểu tâm tư Tiểu Diệp, bằng không, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ha ha, tôi sẽ tựa như Bồ Tát để qua sông, bản thân còn không bảo đảm được. Bí thư Trang Đức Bình và chủ tịch địa khu Lô đã xuống mệnh lệnh rồi. Một cái bánh có nhân to đang treo ở trên đầu tôi, làm tốt công tác kiến thiết thôn Đại Vũ sẽ có nơi tốt để đi, cũng coi như đó là biên giới. Nếu làm không tốt thì chỗ nào mát mẻ đến chỗ đó. Nói xem, tôi đắc tội hai đầu sỏ Đức Bình cùng một lúc, còn có đường sống sao? Cho nên, tôi phải tử chiến đến cùng, chỉ tính được chuyện trước mắt, còn chuyện về sau thì về sau sẽ nói. Hơn nữa, hoa hạ lớn như thế, xác suất đụng phải cậu em quá thấp, có thể không cần suy xét đến. Diệp Phàm cười nói, giúp Tống Trinh Giao bớt lo lắng. Kỳ thực điều Diệp Phàm nói cũng là tình hình thực tế, Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên đều từng ám chỉ bí thư thị ủy thị xã La Châu sẽ về hưu, thời gian cách hiện tại cũng chỉ còn độ vài tháng. Hiện tại đã là tháng 4, thôn Đại Vũ đang bước vào giai đoạn quy hoạch và dọn sạch rác rưởi, còn chưa đến giai đoạn mua đất mở hợp đồng, cũng chưa cho thuê được một mảnh đất nào. Diệp Phàm gấp không nói, hai đầu sỏ của địa ủy cũng gấp, Trang Thế Thành thậm chí còn hoài nghi quyết định của mình là lúc trước kêu đồng chí Tiểu Diệp đi có phải đã sai lầm rồi hay không nữa. Vì muốn bắt hai đầu sỏ phải tán thành, Diệp Phàm đích xác cũng đã bước tới hồi tử chiến. Hơn nữa, khi hai đầu sỏ ám chỉ ưu đãi giành sẵn thì đồng thời cũng đặt áp lực rất lớn. Thậm chí, Trang Thế Thành đã xuống thông điệp cuối cùng, nếu thôn Đại Vũ làm không xong, Diệp Phàm muốn có được đề bạt như vậy phỏng chừng sẽ khá khó khăn. Nếu hiện tại Tào gia đã đưa đến tận miệng, không đấp được chút thịt nào thì Diệp Phàm tuyệt không nhả ra. Hắn hiện tại chính là một con chim ưng đang đói mồi, gặp thịt sẽ vồ. Thật là vậy phải không? Hay là em nói ba ra mặt nói cùng bí thư Trang? Hai đầu sỏ Đức Bình có nói thế nào thì cũng không thể bức anh như vậy được. Tống Trinh Giao không hề nghĩ ngợi mà tin liền, không thể không nói, phụ nữ khi rơi vào lưới tình thì chỉ số thông minh đích thật là thấp đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ, giờ phút này chỉ số thông minh của Tống Trinh Giao không phải thấp như thế mà có lẽ là cố ý nói như vậy. Không thể, thứ nhất là ba của em đối với anh không có thiện cảm, phỏng chừng khi có thể dẫm lên anh một cước thì sẽ còn có thể bồi thêm một cước nữa, cho nên, em không việc gì phải nói với ba về anh, tránh cho ông lại nhớ tới tôi như nhớ tới con côn trùng tép siêu thì cực kỳ đen đủi. Thứ hai, cho dù là có cùng bí thư Trang tán gẫu qua việc này, thì cũng sẽ khiến trong lòng lãnh đạo nghĩ mình không có bản lĩnh tìm viện binh, như thế sẽ phá hư ấn tượng tốt đẹp mất. Dù sao, chúng ta ở Đức Bình, cũng là nơi ngoài tầm tay với của ba em. Quyền lực của một bí thư địa ủy không phải bình thường. Diệp Phàm khẩn trương chối từ. Hừ, em không cho phép anh nói ba em như vậy. Kỳ thật, từ chuyện Cố Tuấn Phi mà em thấy, ba em vẫn chưa đồng ý đâu. Sau đó do ông cụ làm căng quá. Ba chỉ còn nước bảo em đi kết thân làm quen, nói chuyện không thành thì có thể cự tuyệt. Tống Trinh Giao trợn trắng nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hừ nói. Có lẽ thế. Diệp Phàm thản nhiên gật gật đầu, thầm nghĩ Tống Sơ Kiệt từ trưởng ban tổ chức cán bộ được điều lên phó chủ tịch thường trực tỉnh, tiến thêm một bước nhỏ, cái này phỏng chừng chính là kết quả mà Tào gia nhượng bộ. Trinh Giao chính là một bước cờ, ôi, Trinh Giao, em rất lương thiện. Vậy em nói với cậu lớn. Xem ông nói như thế nào. Tống Trinh Giao ngược lại thật sự có lòng giúp Diệp Phàm. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, tay vuốt ve trên cơ thể của Tống Trinh Giao. Cậu cả, cháu gặp Diệp Phàm rồi. Hắn đồng ý, nhưng hắn hy vọng cậu có thể giúp hắn một vài chuyện vặt. Tống Trinh Giao cũng không tránh mặt mà trực tiếp nằm trong lòng Diệp Phàm gọi điện thoại. Việc vặt gì? Tào Quốc Khánh hỏi, trong lòng thấy bất mãn, thầm nhủ. Thằng nhóc này lá gan thật đúng là không nhỏ, không ngờ dám đưa ra điều kiện, hơn nữa, hình như có chút xảo trá. Cậu, không phải cậu là bộ trưởng tài chính sao? Tống Trinh cười khanh khách nói. Vậy thì thế nào, họ Diệp có phải muốn tiền hay không? Tào Quốc Khánh cũng không phải kẻ ngu, Diệp Phàm vừa nhỉnh mông, ông ta đã biết thằng nhóc này ị ra cái thứ gì rồi. Dạ, Diệp Phàm không phải ở cục xây dựng Đức Bình sao?
địa khu đem chuyện cải tạo thôn Đại Vũ giao cho hắn. Đức Minh là mảnh đất nghèo, cậu cũng có nghe nói qua rồi đó. Hơn nửa bí thư chủ tịch địa khu lại làm căng, cậu giúp hắn đi. Tống Trinh Giao làm nũng nói. Con bé này, cũng không biết bị thằng nhóc cho uống thứ gì, phỏng chừng mang thân đi dâng cho hắn rồi, cả linh hồn nhỏ bé kia chắc cũng bị hắn mang đi nốt. Bị bán rồi mà còn giúp người ta kiếm tiền, con bé ngốc ạ. Tào Quốc Khánh trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Miệng cũng ngừ nói. Hắn ở bên cạnh cháu phải không? Dạ. Tống Trinh Giao mặt đỏ lên, giọng lý nhí. Cháu đưa điện thoại cho hắn, để cậu nói chuyện. Tào Quốc Khánh hừ thanh nói. Xin chào Bộ trưởng Tào, tôi là Diệp Phàm ở Cục Xây dựng Đức Bình. Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi trước. Lá gan cậu cũng không nhỏ. Tào Quốc Khánh lớn tiếng dọa người, dùng chiêu lấy thế đẻ người. Diệp Phàm sao có thể bị ông ta dọa, bình tĩnh nói. Lá gan tôi chưa bao giờ lớn cả. Còn không lớn, cậu thực sự nghĩ rằng đã thủ sẵn Tào Quân Nghĩa trong tay là có thể làm thế sao? Tin hay không, chúng tôi hoàn toàn có thể di rời Tề Thiên đi. Tào Quốc Khánh phát đại hỏa, thằng nhóc này không ngờ mạnh miệng như thế, không hạ uy phong hắn không được. Vậy các ngài thử xem. Diệp Phàm không chút yếu thế, lúc này so ra chính là một tiên cơ, một khí thế, tuyệt đối không thể yếu thế, nếu yếu thế thì khác nào bị động. Nhóc con, tôi không muốn giằng co với cậu, cậu nói, cần gì thì mới bằng lòng buông tha Quân Nghĩa. Tào Quốc Khánh nói thẳng, không muốn rông dài. Phải biết rằng, chuyện của Tào Quân Nghĩa tuy nói không có mấy người rõ chuyện, nhưng phía đối thủ Tào gia đã có mấy người chú ý. Chậm trễ tất sinh biến. Đó là chuyện Tào Quốc Khánh lo lắng, nhưng, trong lòng người này cũng thầm có chút kinh ngạc sự kiên cường, gan dạ và sáng suốt của tên nhóc này. Chương 1062, cháu gái chủ tịch tỉnh muốn chặn cửa. Thiết lập quan hệ cùng thôn Đại Vũ Đức Bình, thiết nghĩ chuyện này đối với ngài mà nói chỉ là chuyện đầu ngón tay. Tôi không cần nhiều, chỉ cần bộ tài chính rót xuống 30 triệu kinh phi khởi động là được. Về sau này chuyện thôn Đại Vũ tôi không phiền ngài nữa. Diệp Phàm đáp, trong đầu nghĩ bản thân lão không lâu sẽ nhỉnh mông chạy lấy người, mình có cầu nữa cũng vô dụng. Cho nên, nói nghe rất hay. 30 triệu, ăn không ít đấy. Tào Quốc Khánh khóe miệng nhếch lên, thiếu chút nữa là mắng rồi. Số lượng nghe ra thì lớn, nhưng đối với ngài mà nói, đó chỉ là vấn đề quẹt bút ký tên mà thôi, dùng quyền của ngài, hẳn là không khó để làm được. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh đáp. Căn bản không để ý tới sự châm chọc của Tào Quốc Khánh. Đó đương nhiên rồi, đừng nói 30 triệu, 300 triệu Tào Quốc Khánh tôi cũng có thể ký. Nhưng, đương nhiên phải xem xét là ký cho ai. Về phần cậu, cấp cho 10 triệu, quyết định như vậy đi. Con người tôi không phải dân kinh doanh, đừng đi theo tôi dài dòng, bằng không, đến 10 triệu cũng không có. Hơn nữa, tôi hy vọng ngày mai có thể nhận được thông báo từ báo săn đem Tào Quân Nghĩa chuyển giao cho quân vụ tập đoàn quân thứ hai. Tào Quốc Khánh đại khí hừng hừng, một mực chắc chắn chỉ cấp 10 triệu, ông ta đương nhiên sẽ không cấp cho đối thủ của mình nhiều tiền rồi, nếu Diệp Phàm tạo ra chiến tích thì đối với Tào gia mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì, Tào Quốc Khánh cũng không phải là người lương thiện. 30 triệu, một đồng cũng không được thiếu, muốn Tào Quân Nghĩa chuyển tới tập đoàn quân thứ hai không khó. Tôi trước tiên muốn nhìn thấy 30 triệu được chuyển vào sổ sách của Ủy ban Kiến thiết thôn Đại Vũ mới được. Hơn nữa, quyền tài sản của Sườn Đồi Nguyệt Nha phải được chuyển cho địa ủy, Ủy ban Nhân dân Đức Bình. Tôi còn có yêu cầu nhỏ, các ngài phải nói rõ một chút, ký hợp đồng chuyển nhượng đàng hoàng, phí chuyển nhượng chỉ cần sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh ghi rõ đã nhận là được. Tuy nhiên, ngài lưu ý cho, phí chuyển nhượng này chỉ là giả, chỉ là một mánh lới. Chúng tôi một phân tiền cũng không đưa. Về phần sổ sách làm như thế nào, nghĩ rằng sư trưởng Tào sẽ biết cách xử lý. Diệp Phàm giọng điệu rất cứng rắn, chỉ cần Tào Quân Nghĩa còn trong tay Tề Thiên, hắn sẽ không sợ Tào gia không nghe. Ngày mai sẽ làm. Đối phương nói xong những lời này thì liền truyền đến một tiếng rầm giòn vang, phỏng chừng Tào Quốc Khánh đập điện thoại ở đầu bên kia. Thằng nhóc, đồ vô sỉ. Tào Quốc Khánh quăng ba cái ly liên tục. Thiên hạ. Lập tức chạy tới Đức Bình, đem chuyện chuyển đất làm cho xong đi. Nhớ rõ phí chuyển nhượng 5 triệu tệ là giả. Thằng nhóc này đúng là kẻ dối trá thật sự, phỏng chừng sẽ lấy 5 triệu không có thật này đi xảo trá với ai đó. Đến lúc mà hắn đi xảo trá với ai đó thì chúng ta kiên quyết vạch rõ chân tướng, cho hắn uống cả bình mới hay.
Tào Thiên Hạ đen mặt lại, không cam lòng. Cái đó vô dụng, sao không ngẫm lại xem khi vạch rõ chân tướng quân ủy đến kiểm tra sổ sách thì không phải càng phiền toái sao? Việc này như thôi vậy, tên nhóc kia, chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp trị hắn. Một trưởng phòng nhỏ nhoi thì tôi không tin hắn có thể lật trời. Chuyện lần này, chỉ có thể nói là hắn may mắn gặp dịp tốt. Tào Quốc Khánh khoát tay áo không nói nữa. Trình Giao, anh vào nha. Diệp Phàm nằm trên người cô, hừ nói. Ừ, nhẹ thôi, em sợ đau. Tống Trình Giao híp mắt, mặt đỏ ửng, đã quyết định hiến thân rồi, giờ phút này, một cảm giác hạnh phúc bao vây lấy cô. Tuân lệnh. Diệp Phàm cười gượng lên tiếng, tiểu Diệp Phàm chuẩn bị ra trận, vừa mới chạm đến bên cạnh bụi cỏ, điện thoại đột nhiên vang lên. Còn muốn sống hay không, mẹ nó. Thời khắc mấu chốt lại bị phá đám. Thằng nhãi này tức giận muốn đập luôn điện thoại, nhưng vừa thấy số gọi đến, đành phải nghe. Chú Tề, có chuyện gì ạ? Diệp Phàm hỏi. Chuyện gì, Triền núi Nguyệt Nha Loan còn chưa bàn xong. Cháu lập tức chạy về cục xây dựng ngay, chủ tịch mới nhậm chức Chu Tiểu Hồng của bên xây dựng số 1 Nam Hoa Thủy Châu dẫn theo một đám người trấn giữ ở cửa. Tề Trấn Đào lo âu nói. Chuyện sườn núi Nguyệt Nha cũng khiến cho ông ta nhức đầu. Công trình của các đoạn đường khác đều sắp làm xong, chỉ còn công trình cầu lớn của sườn núi Nguyệt Nga Loan không thể khởi công, không vội không được. Hơn nữa, việc này lại liên lụy đến hai nhà Tào, Cố ở Bắc Kinh, thế là loạn càng thêm loạn, cảm thấy bản thân là một phó bí thư tỉnh ủy lại giống như gã hài nhảy nhót trong vở hài kịch, rất nhiều việc không phải mình có thể giải quyết được. Chu Tiểu Hồng, quá vênh váo rồi, không ngờ dám chặn cửa chính của tôi, có ý gì? Xem tôi không đi chỉnh đốn cô ta hãy nói sau. Ngô Tổng bên xây dựng số 1 Nam Hoa trước kia khá tốt, không thể tưởng tượng được con gái lại hống hách như thế. Diệp Phàm có chút tức giận, kêu lên. Chỉnh cái con khỉ, có biết cô ta là ai không? Tề Trấn Đào tức giận hừ nói. Cô ta là ai? Không phải là thiên chi yêu nữ của gia tộc cách mạng nào đó ở Bắc Kinh đến chứ? Người như thế tôi cũng từng gặp qua, Triệu Tứ không phải là một trong số đó sao? Diệp Phàm lạnh lùng châm chọc nói, thằng nhãi này lại như được khơi dậy một phen ngạo khí. Theo lý thuyết khi gặp công trình, đều là công ty công trình tới cầu mình, lần này tốt rồi, Chu Tiểu Hồng vừa ngồi lên ghế chủ tịch công ty xây dựng số 1 Nam Hoa, không ngờ lại dám dương cung, trái ngược, dám đến mức một phó tổng chỉ huy là hắn, thật quá quát. Tên nhóc cậu biết gì, đi chạm vào ả đó cho tôi xem, hừ. Tề Trấn Đào tức giận mắng. Cái này... Ha ha, chú Tề, cô gái đó rốt cuộc lai lịch ra sao? Diệp Phàm thấp giọng hỏi, đương nhiên sẽ không lỗ mãng tùy tiện rồi. Cậu ruột của cô ấy chính là chủ tịch tỉnh mới đến đảm nhiệm không lâu của tỉnh Nam Phúc chúng ta Phí Mãn Thiên, nhóc con nên niêm lượng một chút, có muốn đụng phải tường Nam hay không? Ha ha, Tề Trấn Đào tôi mỏi mắt mong chờ. Tề Trấn Đào trêu chọc sự tự cao tự đại của hắn. Chủ tịch tỉnh Phí, thôi bỏ đi, bức tường Nam này rất cứng. Tôi sợ cậu sẽ bị vỡ trán, không được lợi. Tôi vẫn nên đi gặp Chu Tiểu Hồng xem có phải ba đầu sáu tay hay không. Tuy nhiên, chú Tề, chuyện sườn núi Nguyệt Nha đã giải quyết, phỏng chừng ngày mai sẽ có kết luận. Tuy nhiên, đến lúc đó cháu có gì không phải xin chú Tề thứ lỗi, ha ha. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Có ý gì, nhóc con, nói rõ một chút đi. Họ Tề khai đại pháo, thanh âm như sấm nói. Nhưng Diệp Phàm sớm đã cúp điện thoại. Trình Giao, hay chúng ta nhanh chóng công phá thành trì đi, anh còn có việc cần xử lý. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, không tha cho Tống Trình Giao, nhéo lên người cô một cái, thật sự tiếc hoài không chịu đứng dậy, miếng thịt béo thế này đến miệng rồi mà trơ mắt nhìn nó bay mất, làm người ai chịu nổi. Đặc biệt những chuyện thế này đàn ông mấy ai có thể chịu được. Không được, em, lần đầu tiên mà, anh phải nhẹ nhàng. Tống Trình Giao không hài lòng, hừ nói, nhích mông quay mặt qua chỗ khác. Vậy, đành phải để hôm nào vậy? Chư Ca Bất Nhã nuốt nuốt nước miếng, nói. Biến. Tống Trình Giao tức giận, vứt gối sang một bên. Đàn ông các anh lúc nào cũng bận, bận. Phụ nữ là quần áo có phải hay không? Đến lúc cần thay thì ném. Không phải Trình Giao, anh cho tới bây giờ vẫn xem phụ nữ như tay chân, huynh đệ như quần áo, giống Tề Thiên. Lô Vĩ anh tùy tay có thể ném. Đừng nóng giận, ngày mai vẫn là chỗ này, anh tới đón em. Giờ phải đi bàn bạc chút chuyện trước, sau đó sẽ trở lại liền, thấy thế nào? Diệp Phàm hận đến đau răng,
đối với cô ả Chu Tiểu Hồng kia thằng nhãi này hận không thể một quyền đập chết cô ả. Biến. Tống Trinh Giao bịt đầu lại. Diệp Phàm đành phải đi trước. Dọc đường vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, mắng. Chu Tiểu Hồng, mẹ nó, con đàn bà này phỏng chừng là lão bà, hoa tàn ít bướm không ai thèm nên vội tới khiến bố đây ngột ngạt, để xem bố đây thu thập cô ả như thế nào. Xe vừa mới chạy đến cửa của cục xây dựng. Rất kỳ quái, không thấy ai vây quanh trận cửa tạo cảnh tượng hỗn loạn cả. Đang buồn bực thì cục trưởng Chu Trường Phong vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Phàm lập tức hô. Cục trưởng Diệp, đang muốn tìm ngài, văn phòng ngài có khách nhân, nghe nói là chủ tịch công ty xây dựng số 1 Nam Hoa, ngài mau đi xem một chút đi, người phụ nữ kia, ha ha. Chu Trường Phong cười có chút quái dị. Có phải nhìn giống khủng long hay không? Diệp Phàm ghé sát bên tai Chu Trường Phong nói thầm. Khủng long, ha ha, sếp Diệp thấy thì sẽ rõ. Chu Trường Phong nói xong khẩn trương trốn mất. Diệp Phàm buồn bực nhắm thẳng hướng văn phòng mà đi. Thư ký Lưu Đông từ xa đã nhìn thấy Diệp Phàm, khẩn trương chạy lên, nói. Sếp Diệp, ngài cuối cùng đã trở về, cái bà cô kia thiếu chút nữa phó hủy văn phòng ngài rồi. Diệp Phàm nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, phát hiện đầu đổ đầy mồ hôi. Xem ra là do bị Chu Tiểu Hồng bức quá nên thành ra bộ dáng này. Phá hủy văn phòng, hủy rồi cũng tốt. Bố đây đang lo không có tiền để dỡ bỏ đây. Diệp Phàm hừ một tiếng, đẩy cửa đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy trên chiếc ngai vàng cục trưởng của mình có một phụ nữ đang ngồi. Cô này nhìn qua ước chừng ở độ tuổi lưng chừng. Mặc áo màu tím nhạt, váy thì màu xanh da trời. Trời ạ, trên đầu còn buộc một bím tóc như đuôi ngựa. Tuy nhìn giống học sinh rất thanh thuần và trong sáng, nhưng, khuôn mặt kia, trên thực tế đã sớm đi qua cái thời học sinh non trẻ, nên có vẻ đẹp khôn khéo và thành thục. Gương mặt tròn cười khẽ nhưng sinh động, ánh mắt trăng lưỡi liềm rất xứng với đôi lông mi dài, nhìn rất mê người, nhất là khóe miệng giống như hơi hơi nhếch lên trên của cô làm cho người ta thấy có chút hương vị của sự bướng bỉnh, mê người. Tổng thể về ướng mạo mà nói thì so với tiểu thư Triệu Tứ thì ngang ngửa, tuy nhiên, nhìn qua thì so với Triệu Tứ nhã tính hơn một chút, với phụ nữ, miễn cưỡng thì cũng được cho vào hàng thượng đẳng. Đây là mẹ cô nàng hay chính là chủ tịch công ty xây dựng số 1 Nam Hoa Thủy Châu đại danh đỉnh đỉnh. Sao thấy cao nhã văn tĩnh thế, vừa rồi thư ký Tiểu Lưu còn nói cô này muốn hủy văn phòng của bố mày mà. Một phụ nữ văn tĩnh như vậy sao làm ra chuyện thô lỗ như vậy, cái này có đánh chết đồng chí Tiểu Diệp cũng không tin được đây là thật sự. Xem gì mà xem. Ngài chính là Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm sững sờ nhìn chằm chằm vào mình, Chu Tiểu Hồng hình như có chút giận, không chút khách khí hừ một tiếng, chân mày vừa đá lên nhìn như đẹp hơn. Tuy nhiên, một chút kinh ngạc cũng từ trên mặt người phụ nữ này chợt lóe lên rồi biến mất, phỏng chừng là do thấy Diệp Phàm còn trẻ tuổi nên cô thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, khóe miệng cô này cũng vểnh ra, mỉm cười, phỏng chừng là cho rằng Diệp Phàm giống loại chim non dễ nhào nặn. Cho nên lời vừa thoát ra khỏi miệng chính là những lời gây sự. Là tôi, cô là. Diệp Phàm thản nhiên gật gật đầu, hỏi. Chu Tiểu Hồng, chủ tịch mới nhậm chức của công ty xây dựng số 1 Nam Hoa. Chu Tiểu Hồng lia lia đôi môi, từ xoang mũi hừ ra những lời này, rất ngạo khí. Là Tổng Giám Đốc Chu, mời ngồi. Diệp Phàm cố ý nói, kỳ thật Chu Tiểu Hồng đang ngồi rồi, chỉ có điều ngồi không đúng chỗ. Ngồi vào ngai vàng của cục trưởng Diệp Phàm, cho nên, Diệp Phàm mới phun ra lời này có ý nhắc nhở cô, ý nói là cô ngồi sai chỗ rồi. Chương 1063, chuyên trị loại phụ nữ hống hách. Ngài cũng ngồi đi. Chu Tiểu Hồng giống như đang giả ngu, không ngờ chỉ vào chiếc ghế xoay đối diện dùng cho hạ cấp khi vào phòng bàn chuyện bảo Diệp Phàm ngồi. Địa vị đảo ngược toàn bộ, giống như văn phòng này là của cô ta, Diệp Phàm chính là khách. Rất xin lỗi Tổng Giám Đốc Chu, mời cô ngồi vào đây. Diệp Phàm không chịu đựng nữa, phát giận gõ vào thân ghế nói. Hừ, Cục trưởng Diệp, bản thân là tổ trưởng tổ trưng đất giải phóng mặt bằng, dự án cầu của sườn núi Nguyệt Nha Loan đã đình công gần nửa năm rồi, các ngài thì một chút hành động cũng không có. Nếu cứ kéo dài như vậy công ty chúng tôi phỏng chừng bị các ngài kéo đến lỗ vốn mất. Công ty xây dựng số 1 Nam Hoa chúng tôi cũng đã nhiều lần đi tìm ban điều hành của quốc lộ Thiên Tường. Họ nói việc này do Phó Chỉ huy Diệp phụ trách, bọn họ ai cũng thoái thác, tôi nghĩ, chúng ta không tất yếu phải kiện cáo lên tòa án chứ. Chu Tiểu Hồng lớn tiếng dọa người, chuyển đề tài câu chuyện.
Cặp mông của cô này lắc lư trên chiếc ngai vàng của Diệp Phàm không chịu xuống. Hơn nữa, còn lấy dự án cầu sườn núi Nguyệt Nha Loan làm lý do, mạnh mẽ, cứng rắn áp chế họ Diệp. Diệp Phàm thấy cô nàng không chuyển tư thế ngồi, căn bản cũng không thèm để ý tới cô, mở cửa căn phòng nhỏ đi vào, vừa vào tới liền ngã chỏng vó trông rất bất nhã, nằm trên giường giả ngủ. Ngài, làm vậy có ý gì? Chu Tiểu Hồng tức giận đứng lên, đi theo mở cửa nhìn vào trong thấy Diệp Phàm đang ở tư thế ngủ thì mặt hơi hơi đỏ. Bởi vì tư thế Diệp Phàm nằm, phần chân đưa ra đối diện với cô, tuy nói ăn mặc đầy đủ, nhưng nhìn cũng thấy kỳ kỳ, cho nên mặc dù Chu Tiểu Hồng có ngạo khí mấy cũng chưa từng rơi vào thế trận như vậy, vậy là không dám đẩy cửa đi vào. Người phụ nữ này đứng ở ngoài cửa một hồi thấy Diệp Phàm không có động tĩnh gì, không kìm nổi liền hừ nói. Cục trưởng Diệp, ngài có thái độ gì thế này, tôi sẽ phản ánh lên cấp trên của ngài về hành vi khó chấp nhận này. Cục trưởng Diệp là ai chứ? Tôi nên gọi cô là cục trưởng Chu mới đúng. Diệp Phàm nằm trên giường duỗi người hừ nói. Ngài nói lời này có ý gì? Chu Tiểu Hồng có chút mơ hồ. Vừa rồi người ngồi trên ghế cục trưởng không phải là tôi. Diệp Phàm mắt mở mắt nhắm, nói. Ngài. Chu Tiểu Hồng bị nghẹn, mặt đỏ dần, đột nhiên dậm chân, hừ nói. Chúng tôi sẽ chờ xem, Chu Tiểu Hồng tôi không tin ở Đức Bình này không có chỗ để nói rõ lý lẽ. Tùy cô. Diệp Phàm cực ghét loại phụ nữ không có bản lĩnh chỉ biết tìm chỗ dựa phía sau. Hơn nữa, vừa rồi khi có cơ hội tốt cùng Tống Trinh Giao lại bị quấy rầy, trong đầu còn tức, hơi đâu mà quản cô ả có thân thích với chủ tịch tỉnh hay không. Hơn nữa, trường hợp này Diệp Phàm gặp qua nhiều rồi, đã không còn là loại người vừa nghe nói có cán bộ cấp tỉnh sờ gáy liền sợ xanh mặt. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày cao gót của Chu Tiểu Hồng càng đi càng xa, nghe rất vội vàng. Diệp Phàm liền gọi điện thoại, mới biết Trinh Giao đã về Thủy Châu, tức giận đến mức thằng nhãi này quăng luôn chén trà, gạt tàn thuốc xuống đất mới thấy hạ được chút lửa. Nhưng một giờ đồng hồ trôi qua, Trang Thế Thành gọi điện thoại đến, hỏi. Tiểu Diệp, rốt cuộc sao lại trở về, đây là thái độ công tác gì? Bí thư Trang, thái độ công tác của tôi rất đoan chính. Diệp Phàm cãi lại nói. Còn nói đoan chính, còn có mặt mũi để nói sao? Công ty xây dựng số 1 Nam Hoa của người ta sắp bị tổ trưng đất của các người kéo dài dự án cầu ở Sườn Nguyệt Nha Loan hại chết rồi, cậu còn có mặt mũi nói thái độ công tác đoan chính. Huống chi, người ta là tổng giám đốc Chu đích thân tới tìm cậu, cậu là cán bộ đảng, sao có thể biểu hiện như gã lưu manh thế kia, ngay trước mặt phụ nữ không ngờ dám đùa giỡn thế này. Trang Thế Thành giọng điệu rất nặng, hiển nhiên là đang tức giận. Kỳ thực Trang Thế Thành cũng đang chút khí. Gần đây dự án Nguyệt Nha Loan bị kéo dài, Trang Thế Thành cho rằng Diệp Phàm vẫn chưa chịu dốc hết toàn lực. Ông ta cho rằng Diệp Phàm hoàn toàn có thể đi tìm Phượng Khuynh Thành của Phượng gia nhờ ra mặt, tên nhóc này lại không đi tìm, cho nên, Trang Thế Thành cũng muốn nhân cơ hội này gõ đầu hắn một vài cái, buộc hắn xuất ngựa tìm người giải quyết. Đùa giỡn như lưu manh, ai nói thế, tôi tự khẳng định mình là chính nhân quân tử. Diệp Phàm hơi có vẻ bất mãn, hừ nói. Cậu còn dám nói, lên giường nằm ngay trước mặt người ta còn không nhận là hành vi của lưu manh thì là cái gì? Trang Thế Thành mắng. Bí thư Trang, nếu Tổng Giám Đốc Chu nói như vậy thì chuyện của cô ta tôi sẽ không đi làm. Vừa rồi, Tổng Giám Đốc Chu chạy đến văn phòng tôi, nghe thư ký Lưu nói thiếu chút nữa phá hủy văn phòng tôi rồi. Còn ngồi lên ghế của tôi trong văn phòng, muốn đàm phán, được thôi, tôi cuối cùng nên ngồi vào đúng vị trí của bản thân có phải hay không? Vị trí kia là của tôi. Bí thư Trang ngài cũng biết rằng làm quan sợ nhất là bị người khác ngồi vào chỗ của mình. Diệp Phàm tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng rất kỵ điều đó, tôi nói có phải hay không. Lúc đó, tôi mời cô nàng ngồi sang bên kia, cô ta vờ như không nghe thấy, tôi lại nhắc nhở cô ta ngồi qua bên này một lần nữa. Người phụ nữ này, không ngờ quá cậy thế kinh người, lời vừa ra khỏi cửa miệng là đòi ra tòa án kiện tụng. Đó là kiểu phụ nữ gì thế? Nếu cái ghế cục trưởng cục xây dựng cô ta đã ngồi, tôi đây đâu phải là cục trưởng nữa, còn quản cái gì, chuyện đó do chính cô ta đi xử lý là được rồi. Diệp Phàm chút khí nói. Ra là vậy, cậu nói thật. Trang Thế Thành giọng điệu hòa nhã hơn rất nhiều, nghĩ đến thân phận của Chu Tiểu Hồng, phỏng chừng người phụ nữ này sẽ làm thế thật. Bởi vì, ngay tại phòng làm việc của mình mà người phụ nữ này cũng vẫn có thái độ cao ngạo như thế, tuy nói vẫn chưa dám ngồi vào ghế của mình.
nhưng trong lòng Trang Thế Thành vẫn thấy khó chịu, chỉ có điều lão Trang đa mưu túc trí, suy nghĩ cho chuyện lớn hơn nên che giấu thật sâu vào bên trong mà thôi. Tôi nào dám nói dối, ngài phải biết rằng, bí thư tỉnh ủy Quách trước kia khi gặp tôi còn phải khách khí vài phần, bản thân Phó Thủ tướng Yến ở Bắc Kinh thái độ khi muốn gặp tôi cũng tốt hơn thế này. Không thể tưởng được cô nàng Chu Tiểu Hồng, chỉ là chủ tịch của một công ty xây dựng mà thái độ quá ức hiếp người. Không xem tôi ra gì, nếu cô ta đã thế thì tôi cần gì phải khách khí. Diệp Phàm có chút phẫn nộ, đương nhiên đó chỉ là giả vờ. Tiểu Diệp, có chút chuyện bực rồi thì thôi, tôi thấy việc này nên cho qua đi, cậu gọi điện nói với Tổng Giám Đốc Chu vài lời, rồi đi làm việc đi. Làm quan, phải chịu tức tối, trên chịu sự bực tức của lãnh, dưới chịu của dân chúng, cấp dưới của cậu có khi cũng bị cậu làm cho tức tối đó thôi. Kỳ thật, sống một đời, đều phải chịu cảnh như thế cả. Cậu thấy chủ tịch nước có thoải mái không? Khẳng định là không thoải mái, họ cũng bị tức tối như thế thôi. Thống trị quốc gia không tốt sẽ bị dân chúng chửi, tiền lương không có để phát nhân viên công vụ sẽ chửi, làm người, ai cũng có cái khó. Cậu phải tránh không bị hồ đồ mới được. Trang Thế Thành biết bối cảnh của Chu Tiểu Hồng, cho nên thành thực khuyên bảo Diệp Phàm phải kiên nhẫn. Bí thư Trang, ngài là đại bí thư, trí tuệ rộng lớn và thâm sâu như biển. Tôi chỉ là một cục trưởng nhỏ bé, sự hống hách của Tổng Giám Đốc Chu tôi không nhịn nổi, còn muốn tôi nói vài câu hay ho, chuyện này đừng trách tôi không nể mặt mũi ngài, không thương lượng với cô ả. Diệp Phàm kiên cường nói. Thực sự không nói. Trang Thế Thành giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Trừ phi cô ta nói lời hay ho xin lỗi tôi, bằng không, không có gì đàm phán cả. Tính xấu của Diệp Phàm nổi lên. Tên nhóc này, đủ lông đủ cánh rồi có phải hay không? Nghe rõ lời bố mày, lập tức đi nói chuyện với Tổng Giám Đốc Chu. Trang Thế Thành tức giận, văng lời thô tục ra. Kỳ thật, Trang Thế Thành cũng vì tốt cho Diệp Phàm, không muốn hắn trong lúc vô ý đắc tội với Chủ tịch tỉnh Phí, người mới chuyển đến Nam Phúc. Một khi bị Chủ tịch tỉnh điểm danh thì chung quy không phải là chuyện tốt gì. Mặc dù là Diệp Phàm có Phượng Lão ủng hộ, nhưng cũng bất lợi cho sự phát triển của hắn, kết quả phỏng chừng sẽ bị Lão Phượng trách tội mình không chiếu cố Diệp Phàm. Bí thư Trang, ngài cứ bức ép thế này cùng lắm thì tôi mặc kệ không làm. Tôi trở về tỉnh, tin rằng chú Tề sẽ dành cho tôi vị trí tốt. Diệp Phàm vãi ra những lời này khiến Trang Thế Thành nghe xong hết chỗ để nói. Trầm mặc thật lâu trong điện thoại, mới thở dài, nói. Tiểu Diệp, cậu cho rằng năng lực của Phó Bí thư Tề có thể chống trời sao, bên trên không phải còn có chủ tịch tỉnh Phí mới chuyển tới sao, còn có bí thư Quách. Chỉ năng lực của Phó Bí Thư Cố thôi so với Phó Bí Thư Tề cũng lớn hơn rất nhiều rồi. Đừng có một khi đầu óc nóng lên thì xanh ngớ ngẩn, à Chu Tiểu Hồng kia chính là cháu gái ruột của Chủ tịch tỉnh Phí. Hay là như vậy, tối nay chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm. Trang Thế Thành tính toán không tồi, thậm chí rất tận tình khuyên bảo. Bí Thư Trang, không phải Diệp Phàm tôi cứng đầu muốn đắc tội với Chủ tịch tỉnh Phí mới tới, chỉ có điều Chu Tiểu Hồng rất đáng giận. Chuyện dự án Nguyệt Nha Loan tôi đã giải quyết, hơn nữa, chúng ta còn thu hoạch không nhỏ. Diệp Phàm diễn giải nói. Cái gì, giải quyết như thế nào, Tiểu Diệp, cậu nói ra xem. Trong lòng Trang Thế Thành vui như mở cờ, tạm thời quên hẳn Chu Tiểu Hồng. Là sư trưởng Tào Thiên Hạ bên sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh tự mình gọi điện thoại, phỏng chừng ngày mai có thể sẽ đến sân huấn luyện quân sự sườn núi Nguyệt Nha ký hợp đồng chuyển nhượng. Sư trưởng Tào đã tới Thủy Châu rồi. Hơn nữa, khi đó tôi đề nghị với Tào sư trưởng viết hẳn phí chuyển nhượng vào, là 5 triệu. Chỉ có điều khoản tiền này không cần chúng ta chi trả, sư trưởng Tào nói đây chỉ là một cái cớ. Tôi nghĩ, chúng ta thật ra có thể lợi dụng 5 triệu này tìm đến ban điều hành quốc lộ Thiên Tường kiếm chút tiền. Bởi vì trưng dụng căn cứ quân sự sườn núi Nguyệt Nha cũng là dùng vào mục đích xây dựng quốc lộ Thiên Tường. Cho nên, phí chuyển nhượng trưng dụng đương nhiên do ban điều hành quốc lộ Thiên Tường chi ra. Không nhất định đòi cho bằng được 5 triệu, nhưng đòi 2 triệu thôi cũng được, coi như không tồi rồi. Diệp Phàm cười nói. Tên nhóc thông minh, cậu dùng chiêu gì đi thuyết phục sư trưởng Tào thế, người nhà họ Tào đâu có dễ nói chuyện. Vẻ mặt Trang Thế Thành đầy kinh ngạc. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng 2 tiếng không nói gì thêm, Trang Thế Thành cũng không hỏi lại, ai cũng có bí mật. Tuy nhiên, Trang Thế Thành vẫn có chút kinh ngạc với năng lực của Tiểu Diệp. Ừ, nếu đã nói đều xử lý thỏa đáng cả, tin rằng Tổng Giám Đốc Chu nghe xong cũng sẽ mừng rỡ,
hẳn sẽ không đi so đo thêm gì nữa, cũng tốt, cũng tốt. Trang Thế Thành suy nghĩ xong cũng thấy yên tâm. Cái này thì không chắc, Bí Thư Trang, ngài có thể chuyển lời với Tổng Giám Đốc Chu, nếu thái độ của cô ta không thay đổi, thì chuyện chuyển nhượng kia phỏng chừng tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi là có thể hủy bỏ rồi. Bảo Tổng Giám Đốc Chu tự mình suy nghĩ, muốn lên tòa án thì Diệp Phàm tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ sẵn lòng hầu. Diệp Phàm cười gượng nói. Được, tôi sẽ nhắc nhở Tổng Giám Đốc Chu, tuy nhiên, Tiểu Diệp, cậu cũng đừng làm quá. Dù sao, Chủ tịch Tỉnh Phí cũng không vừa, không tất yếu phải đắc tội ông ta. Trang Thế Thành thận trọng giải thích nói. Bí Thư Trang, còn có một tin tức tốt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Tào Quốc Khánh đồng ý trợ giúp thôn Đại Vũ chúng ta, phỏng chừng sẽ cấp 30 triệu cho Ủy ban kiến thiết thôn Đại Vũ chúng ta. Tuy nhiên, đến lúc đó khoản tiền này có thể hay không, ha ha. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, đương nhiên là hắn muốn nắm trong tay 30 triệu kia rồi. Cái này, trong đầu Trang Thế Thành vừa thoáng qua cũng đã hiểu, cười nói. Tính toán không tồi, đến lúc đó sẽ xem lại. Tiền đó do tôi kiếm về mà Bí Thư Trang. Đồng chí Tiểu Diệp thiếu chút nữa giống lên. Chương 1064, phải đứng về phe tôi rồi. Giống lên gì chứ, cậu kiếm được thì là của cậu sao? Khoản tiền này người ta cấp cho thôn Đại Vũ dùng vào công tác kiến tạo, không phải cấp cho cá nhân cậu. Làm quan, nhất định phải có cái nhìn bao quát đại cục mới đúng. Không phải chỉ biết nhìn chằm chằm về chỗ tiền đó không rời, kỳ thật, khoản tiền sẽ tự đến thôi. Chức vị của cậu càng lên cao, quyền lực sinh sát đồng tiền càng lúc càng lớn. Phải nhìn lên trên, tuy nhiên, nếu khoản tiền này là do cậu kiếm về, thì trước sau gì cũng phải để lại cho cậu một lời giải thích có phải hay không. Tiểu Diệp, Bí Thư Thẩm của thị xã La Châu sắp về hưu, kiên trì thêm mấy tháng nữa, tạo ra thành tích lớn. Trang Thế Thành nhấn mạnh nói. Tôi sẽ cố. Diệp Phàm trả lời, sau đó kể lại tỉ mỉ nội dung cuộc nói chuyện cho Chủ tịch địa khu Lô Trần Thiên biết. Tuy nhiên, Lô Trần Thiên vừa mở miệng đã nói. Tiểu Diệp, trong số 30 triệu thì phải chuyển 20 triệu qua cho Ủy ban Nhân dân địa khu trước, giải quyết tình hình cấp bách trước. Còn lại nói sau, bên này sắp chết đói rồi. 20 triệu, chú Lô, kiếm được khoản tiền kia cháu hao hết bao nhiêu công sức, có thể để lại một chút hay không? Dự án kiến thiết thôn Đại Vũ còn chưa bắt đầu, cũng cực kỳ rắc rối nữa, chỉ còn lại 10 triệu thì có tác dụng gì? Diệp Phàm miệng thiếu chút nữa văng tục, cảm thấy Lô Trần Thiên làm vậy khác nào ăn cướp. Không được thương lượng, để lại cho cậu 10 triệu là không tồi rồi, nói nữa thì 10 triệu cũng chưa chắc còn. Phải nhìn đại cục mà xuất phát chứ, đừng chỉ biết nhìn chằm chằm vào thôn Đại Vũ. Cậu đã có thể kiếm ra khoản tiền này, giải quyết vấn đề sân huấn luyện quân sự sườn núi Nguyệt Nha Loan, cho thấy cậu kiếm đủ rồi. Bên La Châu kia có người cũng sắp về hưu, cậu làm tốt công tác chuẩn bị là được. Tuy nhiên, tên nhóc này từ nay về sau có việc gì dù sao cũng phải báo trước cho tôi một chút, đừng che giấu. Lô Trần Thiên nói lời này đầy thâm ý sâu sắc bên trong. Diệp Phàm sao có thể nghe mà không hiểu, Lô Trần Thiên phỏng chừng cũng biết quan hệ giữa Diệp Phàm cùng Trang Thế Thành, cho nên, nói lời này ra kỳ thật chính là có ý bức ép Diệp Phàm đứng về phía mình. Đương thời, Diệp Phàm chỉ là cục trưởng cục xây dựng, việc đứng về phe nào không phải là vấn đề gì đặc biệt. Nếu đến thị xã La Châu làm bí thư thị ủy, La Châu là thị xã cấp thị duy nhất của Đức Bình. Về kinh tế, tổng sản lượng xếp hàng 30 toàn tỉnh. Là thị xã có nguồn thu kinh tế tốt nhất Đức Bình. Địa vị đương nhiên cũng khá trọng yếu. Hơn nữa, bí thư thị ủy thị xã La Châu rất có khả năng năm sau gia nhập thường vụ, cho nên, chức bí thư thị ủy thị xã La Châu bỗng trở thành một bệ phóng trọng yếu. Lô Trần Thiên và Trang Thế Thành đều muốn nắm trong thị xã La Châu, cho nên, nếu như Diệp Phàm đi, vậy thì phải suy xét vấn đề đứng về phe nào. Bởi vì... Quyền phát ngôn của bí thư thị ủy thị xã La Châu đối với địa khu có ảnh hưởng tương đối lớn, Diệp Phàm nếu còn muốn mọi việc thuận lợi, bản thân như cây cỏ đầu tường thì phỏng chừng hơi khó khăn, làm không xong có khi mích lòng cả hai đầu. Ừ, Diệp Phàm đáp lời, treo điện thoại, mặt âm trầm rất đáng sợ, suy nghĩ đắn đo, cảm thấy bất luận là đứng về phe nào cũng đều không ổn. Trang Thế Thành đối với mình không khác bề trên, Lô Trần Thiên thì có thêm tầng quan hệ với Lô Vĩ. Hơn nữa Lô gia đối với mình cũng không tệ, thật sự khó tính toán. Trong đầu Diệp Phàm mọi thứ hỗn loạn cả lên. Hừ, thằng nhóc này, còn muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình, tuyệt đối không được.
Lô Trần Thiên kia mặt bỗng âm u. Việc này, xem ra vẫn phải tìm thằng Vĩ đi nói chuyện với Diệp Phàm một chút, bằng không, đến lúc đó chuyện thị xã La Châu xảy ra gì đó ngoài ý muốn, phỏng chừng thằng Vĩ lại trách mình. Làm người đã khó, làm quan càng khó hơn, bởi những mối quan hệ phức tạp. 4 giờ chiều. Phương Thiết vừa mới tiến chân một đoàn thương nhân đến thôn Đại Vũ xem đất, người mệt nhoài, đang vỗ vỗ lưng thì điện thoại vang lên. Ha ha, đại ca, anh đến Đức Bình dùng cơm ké sao? Tiếng Lô Vĩ cười gượng nói trong điện thoại. Án của Lâm Trường Cảnh Dương kết thúc chưa? Thằng nhóc cậu sao có thời gian rỗi rãi mà chạy tới Đức Bình này thế? Diệp Phàm tức giận hừ nói, nghĩ rằng thằng nhóc này đang có ý xấu. Đại ca, em sao dám lừa anh? Án của Lâm Trường Cảnh Dương đang bước vào giai đoạn cuối, không thể kết thúc nhanh như vậy được. Sau giây phút làm việc căng thẳng thì cũng phải thả lỏng một chút, cho nên đến Đức Bình đi dạo một vòng. Em hiện tại đang ở Đức Hồng Đại Tử Lầu, em mời khách, nhưng thanh toán thì dành cho đại ca. Dù sao ở mảnh đất này đại cục trưởng như anh hẳn có thể ký đơn được. Lô Vĩ cười nói. Ừ, Lô Vĩ này, vụ án của Lâm Trường Cảnh Dương sau khi kết thúc thì mẹ nuôi anh có thật sự được bồi thường hay không? Nghĩ rằng tổ chuyên án của các cậu mò về không ít tiền từ chỗ Mã Chiếm Khôi rồi, việc này, cha nuôi anh là một chiến binh. Nếu không ông ta cũng không có khả năng vạch trần đại án Cảnh Dương, các cậu không thể bạc đãi mẹ nuôi anh. Diệp Phàm dặn dò nói. Tuy nói bản thân cũng không thiếu tiền, nhưng mẹ nuôi Diệp Kim Liên là người rất biết nhận thức, cho bà tiền bà cũng không cần, nhưng nếu có thể có được theo cách hợp lý thì bà sẽ nhận. Sẽ không đâu. Bạc đãi ai cũng được nhưng sẽ không bạc đãi mẹ nuôi chúng ta. Việc này em đã cùng lão Hạ thương lượng qua, hoàn toàn có thể truy phong Diệp Thủy Căn là liệt sĩ, bên này thưởng, bên kia trợ cấp cũng sẽ được một ít, về phần bồi thường, hẳn sẽ không ít hơn 200 ngàn tệ, đại ca yên tâm, có huynh đệ ở đây lo rồi. Lô Vĩ đại khí hừng hừng. Không lâu thì tới căn phòng riêng xa hoa của Đức Hồng Đại Tử Lầu. Lô Vĩ ra đón ở cửa. Vĩ! Còn có khách nào nữa nói mau. Diệp Phàm cười nói. Chỉ có chú của em và mấy người đẹp nữa, bảo đảm đại ca sẽ thích. Lô Vĩ cười gượng nói. Tiểu tử ngươi, lá gan không nhỏ, công nhiên kéo theo chú vào chuyện gái gú. Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Không thể nói như vậy, các cô này tất cả đều là người con nhà đứng đắn, cũng không phải hạng gái bán hoa, đêm nay ấy à, nhiều lắm chỉ là ngồi cùng, giúp hai anh em mình rót rượu thôi, ha ha. Lô Vĩ cười gượng không chịu dừng. Rốt cuộc là ai? Diệp Phàm có chút tò mò, thầm nhủ, sẽ không phải là Chu Tiểu Hồng chứ, hẳn không có khả năng đâu, cô ả cao ngạo này sao có khả năng chịu cúi người đến cầu một tiểu cục trưởng như mình. Để lát nữa nhìn sẽ biết. Lô Vĩ thần bí cười nói. Vào phòng riêng không lâu. Bên trong ngoại trừ Lô Trần Thiên gia còn có 3 nữ 1 nam. Trong 3 cô ngoại trừ Chu Tiểu Hồng thì Diệp Phàm có quen ra. 2 cô khác Diệp Phàm chưa từng thấy qua, tuy nhiên, bộ dạng khá thanh lịch, người đàn ông kia trông rất uy phong, mặc quân trang, vai đeo quân hàm trung tá, cũng không biết là bộ đội của đơn vị nào. Đến đây Tiểu Diệp, ngồi vào đi. Lô Trần Thiên lên tiếng chào hỏi, bảo Diệp Phàm ngồi xuống. Không thể tưởng được cục trưởng Diệp lại trẻ tuổi như vậy, thật khiến người ta khó mà tin được, ha ha. Một trong 2 cô không quen biết mặc trang phục công sở, váy màu lam. Khuôn mặt thanh tú, mũi cao, tóc dài có vẻ thanh nhã, nhỏ giọng cười nói. Xem ra không phải châm chọc, bởi vì cô cười rất rạng rỡ. Cô là... Diệp Phàm cố ý hỏi, bởi vì hắn không muốn đáp lễ Chu Tiểu Hồng. Đại ca, cô ấy là Chu Ngọc, công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Thủy Châu. Lô Vĩ dành lời giới thiệu nói. Ừ, xin chào. Diệp Phàm gật gật đầu chào hỏi. Tự nhủ thằng nhóc Lô Vĩ này chuẩn bị tiến quân vào ngồi cái ghế ở Cục Công an Thủy Châu, không thể tưởng được hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị thành lập mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên cô họ Chu này, sẽ không phải là thân thích của Chu Tiểu Hồng chứ. Cô nàng xinh đẹp này là vi cửu muội ở đoàn ca múa của thành phố Thủy Châu, người ta là Đại Minh Tinh, là diễn viên chính của đoàn ca múa thành phố Thủy Châu. Lô Vĩ chỉ vào người có mặt trái xoan, mặc váy trắng liền thân. Xinh đẹp và hơi giống Vân Trung tiên tử giới thiệu nói. Ha ha, đích xác rất xinh tươi. Diệp Phàm vẻ mặt giả đứng đắn khen tặng một câu. Quá khen, cục trưởng Diệp, tôi không dám nhận. Vi cửu muội cười nhợt nhạt không lộ răng, đúng là thục nữ. Đại ca,
còn có vị này là phó tham mưu trưởng Phí Hướng Phi của phân khu quân Thủy Châu. Lô Vĩ chỉ vào chàng trung tá giới thiệu nói. Ngài chính là Diệp Phàm. Chàng trung tá kia nhướn mày lên, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, giơ tay lên xem như chào hỏi, tư thế rất bệ vệ, đúng là một tướng quân có khác. Lô Vĩ vừa nhìn thấy biết đã hỏng, quét nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, thầm nhủ, gã này hóa cũng thích khoe khoang. Đại ca của bố mày là ai biết không? Ừ. Diệp Phàm không buồn phản ứng, ừ một tiếng cho qua chuyện, đối với một tiểu trung tá thì trong mắt Diệp Phàm căn bản không là gì. Phí Hướng Phi thấy có chút mất mặt, nên mặt lập tức âm trầm xuống rất nhiều, hừ nói. Cục trưởng Diệp quá ra vẻ rồi, hừ. Lô Trần Thiên nhìn thấy, thầm nghĩ hỏng chuyện rồi, hai gã đều trẻ tuổi và cao ngạo đụng nhau, lần này phiền toái rồi. Phải biết rằng Phí Hướng Phi là con trai lớn của chủ tịch tỉnh mới nhậm chức Phí Mãn Thiên, dựa vào thế lực của Phí gia, tuổi chỉ mới 26 mà đã ngồi vào vị trí phó tham mưu trưởng phân khu quân, đương nhiên vì thế mà ngạo khí cũng cao ngút trời. Hơn nữa Phí Mãn Thiên tới tỉnh Nam Phúc, Phí Hướng Phi nghiễm nhiên tự cho mình là nhị công tử chốn này, đương nhiên đại công tử hẳn là để lại cho thằng con của Quách Phác Dương. Thằng nhãi này tự cho rằng cán bộ của tỉnh Nam Phúc đều phải đến vỗ vỗ nịnh bợ hắn mới đúng. Nào ngờ Diệp Phàm chỉ là một tiểu cục trưởng không ngờ lại dám khinh thị hắn như thế, trong lòng không giận mới là lạ. Cái này cũng khó trách, Phí Hướng Phi mới đến phân khu quân Thủy Châu nhậm chức, ai biết gã là đại công tử của chủ tịch tỉnh Phí. Ở tỉnh Nam Phúc, người mang họ Phí cũng không ít. Còn Diệp Phàm lại là cao nhân lánh đời, Lô Trần Thiên cũng hiểu rõ. Diệp Phàm căn bản là không để ý tới ánh mắt của Lô Trần Thiên, hừ nói. Ra vẻ. Hẳn là còn thua xa đại công tử Phí, quân hàm trung tá rất lớn đấy, ha ha. Nói lời này có ý tứ gì? Phí Hướng Phi trên mặt lộ ra sự tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Riêng Chu Tiểu Hồng thì thản nhiên uống trà, cho thấy rõ cô nàng đến để xem náo nhiệt. Kỳ thật, Chu Tiểu Hồng lôi kéo em họ Phí Hướng Phi đến đây chính là muốn ra uy với Diệp Phàm. Anh nói đi. Diệp Phàm so với gã càng láo hơn, nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái hừ nói. Quả nhiên khiến nhị công tử Nam Phúc giận dữ, nhìn Diệp Phàm hừ nói. Chỉ là một tiểu cục trưởng, lợi dụng chút quyền lực trong tay không ngờ cố ý làm khó dễ công ty người khác. Họ Diệp kia, hôm nay Phí Hướng Phi tôi tại đây nói rõ ràng, tôi hạn cho anh trong vòng 3 ngày phải giải quyết thỏa đáng chuyện của sân huấn luyện quân sự sườn núi Nguyệt Nha có liên quan đến công ty xây dựng số 1 Nam Hoa. Bằng không, anh chờ ngày bị mất mũ quan đi, người gì thế này, hừ. Lô Trần Thiên nhíu nhíu mày. Cảm thấy Phí Hướng Phi cũng quá tự cao, mặc dù là con trai của chủ tịch tỉnh, nhưng Nam Phúc cũng không phải là thiên hạ của Phí gia. Trên đầu còn có bí thư Quách Phác Dương cùng với các đại ủy viên thường vụ ở tỉnh, có người nào dễ bị lần lướt đâu. Tuy nhiên, lòng dạ Lô Trần Thiên vốn rất sâu, tuy bất mãn nhưng không hé răng. Lô Vĩ thì không giống như vậy, lập tức trừng mắt, nhìn Phí Hướng Phi hừ nói. Phí công tử, họ Diệp chính là đại ca của Lô Vĩ tôi. Tuy nói hắn chỉ là một tiểu cục trưởng, nhưng anh muốn hắn mất mũ thì Lô Vĩ tôi cùng Lô gia ở Thủy Châu là người đầu tiên không bỏ qua, hừ, thứ gì thế này. Lô Vĩ nói lời này rất tuyệt, kéo cả Lô gia ở Thủy Châu vào, sắc mặt của Lô Trần Thiên thiếu chút nữa thay đổi, nói vậy không phải tự thêm phiền sao. Chương 1065, nhị công tử ở tỉnh. Hung hăng trừng mắt nhìn thằng cháu Lô Vĩ liếc mắt một cái, thầm nhủ, đồ con bò, 20 mấy tuổi đầu rồi. Có còn muốn tranh vị trí cục công an thành phố Thủy Châu không, sao ăn nói khinh suất như thế? Diệp Phàm tuy tốt với cháu, nhưng cũng không thể vì vậy tử mà đắc tội với chủ tịch tỉnh Phí, sao lại tự dưng đưa tới cho Lô gia một đối thủ mạnh thế này? Phí Hướng Phi phỏng chừng cũng ngửi qua danh của Lô gia Thủy Châu, biết Lô gia thế lực cũng không nhỏ, hơn nữa, tỉnh Nam Phúc này lại là địa bàn của bọn họ. Cha mình là Phí Mãn Thiên mới đến Nam Phúc, căn cơ còn chưa ổn. Đang muốn giao tiếp và lôi kéo trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu, đương nhiên sẽ không tự dưng dẫn hổ đến dưới chân cha mình rồi. Cho nên, thằng nhãi này im thin thít, nhất thời không muốn lật lọng, xem như là biết vì đại cục. Chu Tiểu Hồng vừa nhìn thấy không ổn, lập tức nói. Lô công tử, đây chỉ là chuyện giữ Hướng Phi cùng Diệp Phàm, không can gì với Lô gia. Sao? Lô Vĩ vừa mới nói dứt lời, Diệp Phàm khoát tay. Kéo ghế qua đặt mông ngồi xuống, nói. Không cần phải nói đâu Vĩ, Tổng Giám Đốc Chu nói đúng, đây là chuyện của tôi và bọn họ,
cậu không cần dính vào. Sau khi nói xong nhìn Phí Hướng Phi thản nhiên cười nói. Tuy nhiên, người muốn lấy mất mũ của tôi không phải ít, nhưng, đến cuối cùng người mất mũ lại là bọn họ. Cái mũ của bản nhân tôi cũng không phải dễ lấy như vậy. Không tin, đại công tử Phí cứ thử xem, tuy nói tôi chỉ là một cục trưởng. Nhưng thật ra cái mũ trên đầu anh có là gì, không phải chỉ là một trung tá thôi sao, khéo bày trò. So với quân hàm của anh, quân hàm lớn hơn như thiếu tướng trung tướng bố mày gặp qua không ít rồi. Khoác lác cũng không soạn bản nháp, thiếu tướng trung tướng anh gặp qua rồi, kể ra vài người nghe thử, Chu Tiểu Hồng tôi xin chăm chú lắng nghe. Chu Tiểu Hồng vẻ mặt khinh thường, căn bản là không tin lời Diệp Phàm nói, cho rằng hắn đang khoác lác, hơn nữa, thổi phồng hơi quá. Phí Hướng Phi đương nhiên cũng không tin một cục trưởng có thể thấy qua không ít trung tướng thiếu tướng, chợt lên tiếng ủng hộ chị họ Chu Tiểu Hồng nói. Ừ, quốc gia chúng ta đích xác không ít vị trung tướng thiếu tướng, tuy nhiên, để cho một cục trưởng cục xây dựng quen biết các vị trung tướng thiếu tướng ấy thì hình như chưa đủ tư cách, người ta sẽ để ý anh sao, ha ha ha. Cứ thích nói giỡn, đúng là chuyện đáng cười. Bởi vì Chu Tiểu Hồng cùng Phí Hướng Phi đã sớm tra qua lý lịch của Diệp Phàm, biết hắn không có bối cảnh gì, cho nên, mới dám đường hoàng như thế. Chê cười có phải không, Trấn Thăng Thành chắc anh quen chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Trấn Tư lệnh mà không biết nữa thì Phí Hướng Phi tôi sớm nên cuốn chăn màn về nhà bán khoai lang, ha ha ha. Phí Hướng Phi tỏ ra càn rỡ. Biết là tốt rồi. Diệp Phàm thuận miệng lên tiếng, quay đầu nhìn Lô Trần Thiên cười nói. Chủ tịch địa khu Lô, tôi kính ngài một ly, đến Đức Bình lâu như vậy, tôi vẫn luôn bận rộn, đến rượu cũng quên kính. Mặt của Phí Hướng Phi cùng Chu Tiểu Hồng kia càng khó coi, chuyện đang nói đến phân nửa thì không ngờ không có câu kết, cái này rõ ràng không xem hai người họ ra gì. Anh chính là Diệp Phàm ở huyện Ngư Dương sao? Lúc này, Vi Cửu muội hình như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên che miệng hỏi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không thể giả được, trước kia đích xác tôi từng ở Ngư Dương, thế nào, Cửu muội, cô biết chuyện trước kia của tôi sao? Diệp Phàm cười nói. Tôi có nghe chị mình nói qua. Vi Cửu muội nói. Chị, tôi không biết. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, đích xác nghĩ không ra nên lắc lắc đầu. Chị tên là Phi Ngọc, là diễn viên múa chính của ca múa đoàn tỉnh. Chị nói có lần đi theo đoàn trưởng Giang cùng anh dùng ăn, lần đó hình như còn có mấy người khác nữa ở đây. Hơn nữa, lần ấy Diệp tiên sinh hình như làm chị rất tức giận, sau khi trở về thì bị bệnh, vẫn nhớ mãi không quên cục trưởng Diệp. Vi Cửu muội hình như có chút sợ hãi. Phi Ngọc, à, nhớ ra rồi, lần đó hình như có chuyện như vậy, cô ta lúc ấy uống cạn một chai rượu lớn, phỏng chừng là bị say đến vào bệnh viện truyền nước, đúng là đắc tội. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, trong đầu hiện ra nụ cười của Phi Ngọc. Lúc ấy ba vị đại lão Thiết Chiêm Hùng, Tề Chấn Đào và Trấn Thăng Thành đều ở đây. Còn Phi Ngọc là diễn viên múa của ca múa đoàn tỉnh đi theo đoàn trưởng Giang đến cùng Lý Sương Hải. Lúc ấy Diệp Phàm nể mặt Lý Sương Hải nên nhiệt tình chào hỏi, cô Phi Ngọc này rất lạnh nhạt, không ngờ không lễ phép, sau đó Phi Ngọc kính rượu Thiết Chiêm Hùng không để ý đến cô ả, cuối cùng phải tự phạt rượu nhận sai. Qua, cục trưởng Diệp, ngài cũng làm quá rồi, chỉ tôi tốt như vậy, chỉ là hơi chút lãnh đạm thôi. Quan hệ giữa Vi Cửu muội và Phi Ngọc tình như chị em, nên nói hộ một câu. Cửu muội, rốt cuộc sao lại thế này? Chu Tiểu Hồng thật ra đã thấy rối, muốn hỏi cho rõ hơn. Cái này, lúc ấy chị cùng đoàn trưởng Giang tiếp đón bí thư Lý của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Thủy Châu, bí thư Lý nói là phải mời cục trưởng Diệp dùng cơm. Mà lúc ấy cục trưởng Diệp nói mình đang dùng cơm cùng ba bằng hữu khác, cuối cùng, bí thư Lý dẫn chúng tôi đi cùng, dùng cơm ngay tại Thủy Châu Bát Bảo Các. Lúc ấy sếp Diệp có chào hỏi, nhưng chị tỏ ra có chút lãnh đạm. Sau đó chị theo lời của đoàn trưởng Giang kính rượu bằng hữu của sếp Diệp, không thể tưởng được vị bằng hữu ấy rất có lai lịch, không ngờ không nể tình, tức giận buộc chị phải uống hết một chai rượu xem như nhận lỗi. Vi Cửu muội tóm tắt câu chuyện. Rất có lai lịch gì, nghe cô nói lúc ấy cục trưởng Diệp chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch huyện ở huyện Ngư Dương, vậy bằng hữu của hắn nhiều lắm chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, ha ha, vậy cũng có thể dọa chết đoàn trưởng Giang, tôi được biết. Đoàn trưởng Giang được các nhân vật số 1 ở tỉnh đều biết, phó chủ tịch tỉnh Tần cô ta cũng quen. Chu Tiểu Hồng cố ý hạ thấp Diệp Phàm nói. Chị không biết rồi,
chị Chu, lúc ấy chị nói trong ba người bạn của cục trưởng Diệp hình như có một người tên Trấn Thăng Thành, lúc ấy bọn họ gọi ông ta là Tư lệnh Trấn, bí thư Lý cũng quen. Người còn lại chính là tỉnh ủy, phó bí thư Tề của tỉnh chúng ta. Người còn lại tên, hình như tên Thiết Chiêm Hùng, nghe nói cũng là tướng quân. Hơn nữa, lúc ấy tướng quân Thiết rất tức giận, nói cục trưởng Diệp là anh em kết nghĩa của mình, nếu chị không nhận lỗi thì gặp phiền phức rồi. Đoàn trưởng Giang không còn cách, đành phải nhận sai. Vi Cửu Muội nói vừa xong, trong lòng Chu Tiểu Hồng và Phí Hướng Phi liền chấn động, vội suy nghĩ tìm hướng. Được rồi, chúng ta uống rượu, Vĩ, gọi người lên thức ăn đi. Thấy thời cơ đến, Diệp Phàm lật ngửa quân bài, ít nhất có thể cho Chu Tiểu Hồng và Phí Hướng Phi chút cảnh báo, Lô Trần Thiên cũng cười giảng hòa. Chị cô không phải cũng đến nước Bình rồi sao, sao không thấy cô ấy cùng đến? Chu Tiểu Hồng uống rượu nhưng có chút buồn, suy nghĩ tìm cớ xoa dịu tình hình. Nếu họ Diệp này cũng có chút lai lịch, thì cũng không phải hạn vừa, hơn nữa, hình như quan hệ giữa Lô Gia và họ Diệp cũng không tồi. Đối với loại người như thế Chu Tiểu Hồng cũng không muốn tự dưng đắc tội. Chị nói đi thăm người thân. Vi Cửu Muội nói. Kêu cô ấy lại đây, uống cùng cho vui. Chu Tiểu Hồng cười nói. Chuyện này, chị ấy. Vi Cửu Muội có chút do dự, nhưng bị Chu Tiểu Hồng chen ngang, nói. Sao, chẳng lẽ tôi muốn làm quen một chút cũng không được? Đương nhiên được, để tôi gọi điện thoại, xem chị có qua hay không. Vi Cửu Muội nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, kỳ thực là có chút lo lắng, sợ Phi Ngọc nhìn thấy Diệp Phàm lại xảy ra chuyện, nhưng do bị Chu Tiểu Hồng ép quá nên đành phải gọi điện thoại, đương nhiên là không dám nói Diệp Phàm cũng ở đây, cuối cùng khi thấy Vi Cửu Muội năn nỉ quá Phi Ngọc cũng nhận lời tới đây. Quả nhiên, bất hạnh nằm trong ngôn từ tốt đẹp. Khi Phi Ngọc mặc chiếc váy đỏ, vẻ đẹp như tiên nữ xuất hiện, vừa nhìn thấy đồng chí Diệp, mặt lập tức xa sầm xuống, hừ thanh nói. Sao anh cũng ở trong này? Ha ha, sao tôi không ở trong này được? Diệp Phàm cười hỏi ngược lại, một chút ngại trước kia đã sớm tan thành mây khói. Hừ, Phi Ngọc vừa tính bỏ đi. Chị, ngồi đi thôi. Vi Cửu Muội khẩn trương giữ tay cô lại. Em gái, tôi là Chu Tiểu Hồng, công tác ở công ty xây dựng số 1 Nam Hoa, rất vui quen biết em. Chu Tiểu Hồng nhiệt tình tiếp đón. Lúc này, Vi Cửu Muội ghé sát bên tai Phi Ngọc nói vài câu, chút ngạc nhiên trên mặt Phi Ngọc chợt lóe lên rồi biến mất, thấy Chu Tiểu Hồng mời và Vi Cửu Muội giữ lại nên miễn cưỡng ngồi xuống. Cô nàng Phi Ngọc này, tức khí vẫn chưa tan, Diệp Mỗ thật sự có lỗi. Diệp Phàm cười nói, tôi nào dám, anh đây là người tài cán mà, tôi nào dám giận dữ với anh. Phi Ngọc tức giận, liếc nhìn họ Diệp đang ngồi bên cạnh, hừ thanh nói. Khéo léo sau đó mà Phi Ngọc không ngờ bị Vi Cửu Muội kéo vào ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm, hai người đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Người tài cán, tôi chỉ là một cục trưởng, nào dám nhận, lời này nghe qua khiến chủ tịch địa khu Lô chê cười rồi. Diệp Phàm cười nói. Diệp, đừng nhìn thấp chính mình, năng lực của cậu đích xác không phải đã làm ra quốc lộ thiên tường đó sao? Năng lực của cậu mọi người có thể không biết, nhưng Phó Thủ tướng Yến Vân từng đích thân tiếp cậu rồi đó sao? Ha ha. Lô Trần Thiên thỉnh thoảng chấp thời cơ vì Diệp Phàm tạo thế, ít nhất cũng phải khiến Phí Hướng Phi kinh ngạc một chút mới được. Quả nhiên trên mặt Phí Hướng Phi chợt lóe lên chút khiếp sợ rồi chợt biến mất, Chu Tiểu Hồng cũng hơi ngạc nhiên một chút, mịt mờ nhìn Diệp Phàm. Không dám, chủ tịch địa khu quá khen. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Tổng giám đốc Chu, cô nên bắt lấy cơ hội. Lô Trần Thiên đột nhiên cười nói. Đúng vậy. Chuyện sườn núi Nguyệt Nha còn phải nhờ cục trưởng Diệp nghĩ cách giải quyết, công ty chúng tôi không chịu nổi sự kéo dài rồi. Chu Tiểu Hồng không ngờ chịu thấp giọng, vẻ mặt hiện lên nụ cười yếu ớt, giơ ly rượu lên kính. Tổng giám đốc Chu, cô nên chút say cục trưởng Diệp mới được, bằng không, cục trưởng Diệp kia chỉ một nét bút thôi, ưu đãi không ít đâu. Lô Trần Thiên vừa cười vừa nói. Chủ tịch địa khu, lời này tôi không dám nhận. Một cục trưởng như tôi một nét bút thì có thể được cái gì, còn chưa được một phần ngàn vạn của ngài. Diệp Phàm cười nói. Ai nói, vừa rồi không phải cậu báo cáo với tôi, nói là Bộ Tài chính chi xuống mấy chục triệu tệ đó sao, Ủy ban Nhân dân địa khu bên kia cũng suy xét qua. Ký cho thôn Đại Vũ Đức Bình dùng giải quyết khó khăn trong quy hoạch đô thị mới, cho nên, nếu 30 triệu đến tay thì chuẩn bị cho các cậu 20 triệu tự gánh vác.
Làm kinh phí khởi động dự án quy hoạch đô thị mới, trước tiên xử lý xong cơ sở hạ tầng mới có thể gọi Kim Phượng Hoàng đến. Hơn nữa, khoản tiền này là do đồng chí Diệp kiếm về, cho nên, cũng sẽ do cậu phụ trách xử lý, tôi đã trao đổi cùng Bí Thư Trang rồi, ông ấy cũng đồng ý. Lô Trần Thiên Gia chỉ ý nói, nhưng kỳ thật đang mượn cơ hội lộ tin tức ra cho Chu Tiểu Hồng biết, đương nhiên là ban ơn để lấy lòng cô ta. Chu Tiểu Hồng là loại phụ nữ thông minh thì sao không hiểu. Chương 1066, cái này gọi là nghệ thuật làm quan. Chủ tịch địa khu Lô, bên kia còn có 5 triệu, nếu có thể lấy ra từ bộ chỉ huy, tôi hy vọng Ủy ban Nhân dân địa khu có thể đem khoản tiền này rót cho cục xây dựng chúng ta để xây tòa lầu ký túc xá. Tòa lầu kia tuy nói rất lớn, nhưng đã rất cũ rồi, tôi sợ xảy ra nguy hiểm. Diệp Phàm khẩn trương mịt mờ đưa ra lời đề nghị về khoản phí chuyển nhượng sân huấn luyện quân sự sườn núi Nguyệt Nha. Khoản tiền kia, được, cậu có thể lấy ra bao nhiêu từ bộ chỉ huy, tôi sẽ không giữ lại đồng nào, toàn bộ cho cục xây dựng dùng vào việc xây dựng trụ sở mới. Trụ sở cũ đó đích xác nên hủy đi, Bí Thư Trang cũng đã đề cập qua rất nhiều lần rồi, chỉ nề hà mỗi việc Đức Bình chúng ta thiếu kinh phí, không có tiền thật sự là làm khó chết người. Lô Trần Thiên cười nói, vừa bán ân tình cho Chu Tiểu Hồng, giờ lại vứt cho Diệp Phàm một cái bánh ngọt to đùng, có thể nói là vẹn cả hai bên. Ngay cả đến Diệp Phàm cũng âm thầm khâm phục Lô Trần Thiên, khó trách nghệ thuật làm quan là đây. Dùng cơm xong, Chu Tiểu Hồng đề nghị đi hát. Lô Trần Thiên cười nói có việc phải đi trước, cái này, ông ta đương nhiên giúp Chu Tiểu Hồng có cơ hội tiếp xúc cùng Diệp Phàm. Ánh đèn trong phòng xoay tròn, hồng lục lóng lánh. Phi Ngọc, cô em là diễn viên chính của đoàn ca múa tỉnh, hát một khúc nhạc nhé. Phí Hướng Phi cười nói, thằng nhãi này vừa rồi trên cơ bản không hé răng. Được, chị Phi Ngọc, hát bài Tủ, Mộng Hoa Mai, nha. Vi Cửu Muội vỗ tay cười nói. Hoa Phi Ngọc chối từ không được, đành phải cầm lấy microphone hát theo tiết tấu nhạc, giọng hát vừa cất lên, nghe như có chút gì đó ấm áp và bồi hồi. Cơn gió lạnh thổi bay bông hoa tuyết. Cảnh sắc biến thành một mảnh tiêu điều. Cảnh sắc tiêu điều. Chỉ có hoa mai có thể báo trời sáng. Chỉ có hoa mai mới có thể hiểu. Tuy nhiên, Diệp Phàm luôn cảm giác thấy có chút không được tự nhiên, Hoa Phi Ngọc vừa hát, vừa đưa mắt mịt mờ nhìn chằm chằm chính mình. Giống như kim châm từng mũi châm tới vậy. Hoa Phi Ngọc tuy che giấu rất khá, nhưng Diệp Phàm cũng không thua kém, hắn có đôi mắt ưng. Cục trưởng Diệp, chuyện vừa rồi tôi thay em họ tôi kính anh một ly. Dưới ngọn đèn mờ, Chu Tiểu Hồng ngồi bên cạnh Diệp Phàm giơ ly lên. Em họ cô. Diệp Phàm cố ý giả ngu nói, sớm biết rằng người cô ta nói chính là Phí Hướng Phi. Ha ha, em họ tôi chính là Phí Hướng Phi. Chu Tiểu Hồng chu môi, uống cạn ly hồng rượu, tuy nói tuổi đã 30, nhưng nhìn qua vẫn rất thướt tha, đặc biệt cặp mắt kia, nhìn rất mê người. Ha ha, chuyện quá khứ, tôi sớm đã quên rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười, loảng xoảng một tiếng, hai người uống cạn ly. Mắt thấy Lô Vi ôm Vi Cửu Muội trên sàn nhảy, Chu Tiểu Hồng cười nói. Cục trưởng Diệp, Chu Ngọc nhảy rất giỏi đấy. Thật không, em Chu này. Chúng ta nhảy một khúc nha. Diệp Phàm quay đầu nhìn Chu Ngọc cười nói. Hai người bước lên sàn nhảy. Lô Vĩ chuyển sang khiêu vũ cùng Chu Tiểu Hồng, Phí Hướng Phi kéo Vi Cửu Muội lên sàn nhảy với mình, chỉ còn lại Hoa Phi Ngọc hát xong xuống ngồi một mình trên sofa không biết đang làm gì. Cô Chu công tác ở thành phố Thủy Châu hẳn là làm quan to đây. Ha ha! Diệp Phàm cười nói, ôm nhẹ Chu Ngọc, cảm giác bước nhảy của cô nàng này khá đẹp. Hai người tuy nói là lần đầu tiên phối hợp, nhưng cứ như nhảy chung nhiều năm rồi vậy, phối hợp rất ăn ý. Không đâu, chỉ là một phó chủ nhiệm nhỏ thôi, sao có thể cùng cục trưởng Diệp so sánh. Chu Ngọc cười nhợt nhạt, lông mi chớp chớp. Nghe nói bí thư Lý Sương Hải bên Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Thủy Châu của các ngài đã điều nhiệm sở sang công an tỉnh đảm nhiệm chức phó giám đốc thường vụ sở. Diệp Phàm cười nói. Ừ. Bí thư Lý đã chuyển giao công tác vào ngày hôm qua rồi. Chu Ngọc gật gật đầu, những chuyện này, cô không thể không biết. Sau khi nhảy xong một bản và đi xuống, mọi người vừa mới cạn xong một ly, một khúc nhạc nữa lại vang lên, vũ khúc lần này hình như rất quen thuộc, cũng không biết là ai đang làm chuyện xấu, chọn khúc nhạc kề mặt nhau để nhảy. Loại vũ khúc này bình thường chỉ dành cho tình nhân nhảy. Hơn nữa, ánh đèn của sàn nhảy quá ảm đạm. Cũng có thể nói là tê dại lòng người,
khó nhìn thấy rõ, không khí cũng mờ ảo theo. Phí Hướng Phi dò tính thử mời Vi Cửu Muội, Vi Cửu Muội tất nhiên hào phóng đi theo Phí Hướng Phi lên sàn nhảy. Lô Vĩ xem xét nhìn Chu Ngọc cùng Chu Tiểu Hồng, nhìn Diệp Phàm nháy mắt, miệng nhìn cơ thể Hoa Phi Ngọc mà lòng nao nao. Diệp Phàm ra hiệu, ý bảo tên nhóc này cứ lên nhảy trước. Lô Vĩ nhìn thấy, cạc cạc cười, không ngờ mời Chu Tiểu Hồng bước lên sàn nhảy, nhảy với mình. Chu Ngọc và Hoa Phi Ngọc một người ngồi bên trái Diệp Phàm, một ngồi bên phải Diệp Phàm, cả hai người đều có chút không được tự nhiên, họ rót ra một ly rượu trong phút chốc uống cạn sạch. Thằng nhóc này, thật ra đang ra tay trước để chiếm được lợi thế, tới bầy đặt thôi. Chu Ngọc thì như thục nữ, chắc chắn sẽ không nhảy khúc nhạc mặt kề mặt thế này. Còn Hoa Phi Ngọc cho tới bây giờ vẫn lãnh đạm và ghét hắn ra mặt, thế thì tội gì tự mình làm mất mặt mình. Tuy nhiên, Lô Vĩ ở trên sàn nhảy giơ hai ngón tay ra, đôi mắt ưng của Diệp Phàm vừa nhìn đã thấy, tên nhóc này, đang khiêu chiến với Diệp Phàm đây mà. Phí Hướng Phi cùng Vi Cửu Muội nhảy rất hăng hái, hai người ép sát người vào nhau, hơn nữa, Phí Hướng Phi lại tỏ ra có vẻ khiêu khích, rõ ràng đang nhảy cho đồng chí Tiểu Diệp xem. Người trẻ tuổi nên huyết khí sung mãn. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Nhảy một khúc nhé Phi Ngọc. Diệp Phàm phát hỏa, cố liều một lần, ghé sát bên tai Hoa Phi Ngọc mời nhảy. Hoa Phi Ngọc vừa nghe, mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm, không lên tiếng, trong mắt dường như có một chút khinh bỉ. Đi. Diệp Phàm phát đại hỏa, kéo Hoa Phi Ngọc, cô nàng này rằng co một chút, Diệp Phàm càng nổi đóa lớn hơn nữa, rõ ràng hoặc là không làm. Khi đã làm thì phải làm đến cùng, ôm lấy Hoa Phi Ngọc cất bước lên sàn nhảy. Bởi vì đang nhảy nên đám người Phí Hướng Phi không phát hiện ra hành động giãy giụa của Hoa Phi Ngọc, tuy nhiên, hành động của Diệp Phàm thật ra thiếu chút nữa khiến cho Phí Hướng Phi và Lô Vĩ Kinh nhìn mà nổ mắt, trong lòng khâm phục không ngừng. Lưu manh, buông tôi ra. Hoa Phi Ngọc nhỏ giọng hừ nói. Nếu không phối hợp thì tôi cứ ôm cô nhảy đó, tin hay không? Diệp Phàm ghé sát tai Hoa Phi Ngọc hừ nói. Anh! Hoa Phi Ngọc bị nghẹn, hoàn toàn bị hành vi của hắn đánh bại, nhìn chằm chằm vào con người đó. Chúng ta không áp sát quá thấy thế nào? Đồng chí Tiểu Diệp ra kiến nghị nhỏ. Hoa Phi Ngọc không hé răng, nhưng chân vẫn nhảy theo bước chân của Diệp Phàm, chỉ có điều thân thể thì tận lực không nghiêng về phía cơ thể của Diệp Phàm, thoạt nhìn không giống điệu nào hết, rất không được tự nhiên. Diệp Phàm tất nhiên là nhảy có chút thống khổ. Nhưng vì mặt mũi, thằng nhãi này cũng chỉ biết làm thế. Lão đại, nhảy hơi kỳ đó, ha ha. Lô Vĩ vừa vặn chuyển sang bên cạnh Diệp Phàm, nháy mắt nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Biến. Diệp Phàm hừ nói. Nhìn sang Hoa Phi Ngọc, cô nàng này vẫn thản nhiên. Diệp Phàm tức khí nhưng không đánh vào một chỗ, tay nắm chặt hơn, lập tức, hai cơ thể dán chặt vào nhau, Hoa Phi Ngọc muốn giãy giụa, Diệp Phàm hừ nói. Thực không nể tình có phải hay không? Anh sẽ ức hiếp tôi, có phải muốn tôi vào bệnh viện nằm hai ngày nữa hay không? Hoa Phi Ngọc trong giọng nói có chứa chút oán, cũng không tiếp tục giãy giụa nữa, dựa vào Diệp Phàm nhảy theo bước chân hắn. Diệp Phàm vừa nghe, lời này có ý gì, giống như tình nhân đang oán trách nhau vậy, thằng nhãi này nới lỏng tay, buông Hoa Phi Ngọc ra, hai cơ thể không còn dán dính vào cùng một chỗ. Kỳ quái! Chính giờ phút này Hoa Phi Ngọc giống như có chút nhu nhược, có lẽ đã mệt, cả người cô ngã hẳn vào ngực Diệp Phàm. Mùi thơm trên tóc nhẹ nhàng thoảng qua ở phía trên cổ Diệp Phàm, Hoa Phi Ngọc khá cao, Diệp Phàm cao 1m78, Hoa Phi Ngọc cao 1m72, kỳ thực khi hai người nhảy điệu này cùng nhau, miệng Diệp Phàm vừa vặn chạm vào trán Hoa Phi Ngọc, đến hành động chớp mắt của Hoa Phi Ngọc hắn cũng cảm nhận rất rõ. Phi Ngọc, cô có tâm sự gì à? Diệp Phàm vừa nhảy vừa hỏi, không có động tác gì quá đáng. Ôi, làm người thật khó, đoàn trưởng Giang vì kiếm tiền xây dựng lại kịch viện mới, gần 2 năm mà vẫn chưa đủ. Thế là đoàn trưởng Giang gấp đến độ sinh bệnh phải nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng. Việc này, đoàn trưởng Giang cũng có dặn dò xuống, nói ai có thể kiếm đủ số tiền còn lại thì về sau ca múa đoàn này sẽ giao cho người đó. Đối với danh nghĩa, Hoa Phi Ngọc tôi không màng. Nhưng... đoàn trưởng Giang đối đãi với tôi như cha mẹ đẻ, tôi không muốn thấy đoàn trưởng tiếp tục thống khổ như thế. Xây dựng lại kịch viện ca vũ là ước mơ mà đoàn trưởng Giang theo đuổi cả đời, từ sau khi tiếp nhận chức vụ đoàn trưởng, ông đã cố gắng trong rất nhiều năm. Chị em trong đoàn, có người tên là Mai Nhược Phương Anh cũng từng gặp qua.
Đoàn trưởng Giang đương nhiên không muốn giao ca múa đoàn cho cô ta. Nhưng lời đã nói ra thì không có cách nào sửa lại. Tôi sợ. Hoa Phi Ngọc yêu sầu nói, dựa vào trong lòng Diệp Phàm, hình như đang khóc thút thít. Sợ cái gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve cánh mũi của Hoa Phi Ngọc, hỏi. Tôi sợ ca múa đoàn tỉnh sẽ bị hủy ở trong tay Mai Nhược Phương. Hoa Phi Ngọc thở dài. Cô ả đó rất xấu xa sao? Diệp Phàm không rõ. Cũng không thể nói là quá xấu, chúng tôi muốn làm nghệ thuật, nếu ca múa đoàn giao cho Mai Nhược Phương, về sau tính chất khẳng định sẽ thay đổi. Tôi sợ ca múa đoàn tỉnh cuối cùng sẽ lưu lạc thành sàn nhảy disco, sàn lắc, hay là thành chốn nhảy nhót không lành mạnh. Quốc gia chúng ta có vũ đạo dân tộc, Hoa Hạ là một đại quốc, có nghệ thuật khiêu vũ riêng biệt. Tôi sợ những giá trị đó sớm muộn gì cũng sẽ bị mai một và biến tướng. Hơn nữa, những vũ khúc của ca đoàn cũng từng đoạt được giải thưởng. Còn đến các nước Đông Nam Á, Singapore trình diễn nữa chứ. Cũng từng thịnh hành một thời, nên những thứ đó không thể từ bỏ, thật đáng tiếc. Hoa Phi Ngọc nói, cô rất có tinh thần dân tộc. Diệp Phàm khen, nếu vũ đạo của các cô có danh tiếng như thế, vì sao lại kiếm không được tiền? Ôi, hiện tại đã không hưng thịnh rồi, thanh niên trẻ tuổi đều thích nhạc hiện đại. Vũ đạo thì thích những thứ đầy kích thích như nhảy lắc giật, nhảy tự do. Nói đến loại nghệ thuật cao nhã của chúng tôi, không được mấy người xem. Chủ yếu do rạp hát quá cũ, ngồi thưởng thức ca múa nhạc không thoải mái. Người cao nhã đều có tiền, họ theo đuổi nghệ thuật và thích kết hợp với sự thoải mái, ai muốn ngồi trong cái rạp cũ nát thưởng thức nghệ thuật cao nhã đâu chứ. Có muốn cao nhã cũng cao nhã không nổi. Hơn nữa, gần đây rạp hát đã đóng cửa không hoạt động, vì sợ sập xuống đè chết người. Hoa Phi Ngọc nói ra nguyên nhân. Sở thông tin tỉnh sẽ không quản nữa. Diệp Phàm có chút không rõ. Chương 1067, Tào gia chuẩn bị ở phía sau. Nguyễn Bàn tới Thái Chân Lương, một tay khốn khiếp, chỉ nói đàn ông các người thôi, không một ai tốt cả, đặc biệt là những kẻ làm quan. Mặt ngoài thì đường hoàng nhưng sau lưng tất cả đều xấu xa như nhau. Hoa Phi Ngọc tức giận. Thái Chân Lương, tôi nhớ rõ hình như ông ta là cục trưởng của cục thông tin tỉnh, ông ta thì thế nào? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hỏi. Thế nào, trước kia đoàn trưởng Giang còn tưởng rằng ông ta là người chính trực, ai ngờ, kết giao không lâu thì lộ ra bản chất của ông ta là kẻ giấu đầu lòi đuôi. Lúc đầu thì còn nhã nhặn một chút, không lâu sau thì. Hoa Phi Ngọc giận dữ nói. Ăn. Diệp Phàm gật gật đầu. Thái Chân Lương không ra gì. Nhưng cũng không thể nói toàn bộ đều như thế. Đại đa số các cán bộ vẫn rất chân chính, tin rằng sẽ có vị cán bộ nào đó đồng ý giúp các người. Diệp Phàm hỏi. Hừ, đại đa số, thiểu số thì có, so với động vật quý hiếm của quốc gia là gấu trúc còn thưa thớt hơn nhiều. Đoàn trưởng Giang vì chủ bị khoản tiền này mà chạy vậy gần 2 năm, số cán bộ không muốn ăn bớt của cô ta thưa thớt như ánh trăng trên bầu trời. Vì kiếm đủ số tiền, có khi không thể không chịu thiệt. Phải biết rằng, đoàn trưởng Giang là người chính trực, vì lý tưởng của mình, cô ta chịu làm tất cả. Hoa Phi Ngọc nước mắt tuôn trào, dùng đầu chạm vào Diệp Phàm. Tuy nhiên, anh đừng tưởng rằng đoàn trưởng Giang là người tục tằn, cô ta chỉ có thể cố gắng chịu chút thiệt thòi, nhưng không thể vượt quá giới hạn, tỉ như khi nhảy chung, anh đừng mong nghĩ tới chuyện bậy bạ, hừ. Tôi không có nghĩ bậy bạ, hiện tại thế nào rồi? Chẳng lẽ cô cũng đồng ý để cho người ta bậy bạ và chịu chút thiệt thòi? Diệp Phàm cố ý hỏi. Đừng mơ tưởng, Hoa Phi Ngọc tôi sẽ không làm thế. Hoa Phi Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên. Cho nên cô một đồng cũng không kiếm về được có phải hay không? Diệp Phàm một kim châm tới. Anh! Hoa Phi Ngọc bị nghẹn, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Anh cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Vậy sao vừa rồi lại đồng ý chịu thiệt với tôi? Diệp Phàm cười gượng nói, phát triển đến chỗ này nên thấy có chút thú vị. Tôi không biết, tôi. Hoa Phi Ngọc dưng dưng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lắc lắc đầu. Kỳ thật tâm tình của cô rất phức tạp, chính cô cũng không rõ, nghẹn hồi lâu mới nói một câu. Anh là người mà tôi hận nhất. Ôi! Diệp Phàm thở dài, ôm Hoa Phi Ngọc sát hơn, cô cũng không thèm dãy giụa, Diệp Phàm nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Rõ ràng cảm giác được thân thể của cô đột nhiên có chút run sợ, biên độ hình như khá lớn, biết cô nàng này cho tới bây giờ vẫn chưa trải qua cảm giác như thế, đột nhiên cười nói.
Còn thiếu bao nhiêu tiền? Anh có biện pháp. Hoa Phi Ngọc ừ nói. Cô nói xem, là bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Còn gần 5 triệu. Hoa Phi Ngọc thổ lộ. Ừ. Diệp Phàm gật gật đầu. Như vậy đi, tôi tìm bằng hữu của mình mượn trước cho đoàn ca múa nhạc 5 triệu, để sửa sang lại rạp hát. Sau đó, các người sẽ trả dần. Tôi, chúng tôi không trả nổi. Hoa Phi Ngọc lắc lắc đầu. Con số quá lớn, chỉ tiền lời thôi chúng tôi cũng trả không nổi rồi. Không cần lời. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Không cần lời, vậy anh muốn gì, anh sẽ không. Hoa Phi Ngọc hiển nhiên là đang hiểu sang hướng sai lệch, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Anh sẽ không giống Thái Chân Lương chứ? Xem như Hoa Phi Ngọc tôi nhìn lầm người đi. Nói xong đẩy Diệp Phàm ra trở về ngồi trên sofa. Đừng tức giận, tôi thật sự muốn giúp các cô. Như vậy đi, tôi công tác ở quốc lộ Thiên Tường thì cô đã biết, trong kinh phí dự toán của quốc lộ Thiên Tường có một khoản như vậy, đó là khi làm xong và hoàn công thì sẽ có chuẩn bị tiết mục văn nghệ biểu diễn. Bộ chỉ huy đặc biệt rót xuống 3 triệu làm kinh phí cho việc biểu diễn này, trước mắt tôi đang làm việc với một vài đoàn nghệ thuật của Bắc Kinh. Diệp Phàm nói. Vậy sao các anh không chọn đoàn ca múa nhạc của tỉnh? Hoa Phi Ngọc tức giận. Không phải đang nói chuyện này với cô sao? Để lát nữa sau khi rời khỏi đây chúng ta đi uống trà sẽ nói chuyện này. Diệp Phàm cười nói. Không đi. Hoa Phi Ngọc rất kiên quyết. Không đi thì kéo đi, tôi cũng tránh cho lòng thấy không thanh thản. Diệp Phàm thản nhiên nói. Hai người lại trầm mặc. Mãi cho đến 11 giờ mới tan cuộc vui. Phí Hướng Phi cũng không uống cùng Diệp Phàm, cứ như hai người chưa từng quen, Chu Tiểu Hồng thì rất nhiệt tình bởi Diệp Phàm biết cô ta đang nhìn vào công trình của thôn Đại Vũ. Sau khi thôn Đại Vũ khởi công toàn diện, công trình sẽ có rất nhiều mảng cần thi công, bao gồm hầu tổng của công ty Vũ Thánh, cùng với Ôn Bảo Linh bên công ty Thiên Lạc, tất cả đã sớm nhìn chăm chú vào cục thịt béo này rồi. Và khi chính thức khởi công, Diệp Phàm phỏng chừng phải trốn đi mới được. Đi ra bên ngoài. Diệp Phàm không lái xe, mà bước dạo trên đường, Lô Vĩ vội chạy về. Tuy nhiên, khi nói chuyện phiếm với Lô Vĩ, tiểu tử này cũng mịt mờ có ý ám chỉ, yêu cầu Diệp Phàm giúp đỡ chú Lô Trần Thiên. Diệp Phàm thật sự thấy phiền vô cùng, bị vây giữa hai cảnh khó xử, Đức Bình này đã thành nơi thị phi mất rồi. Đi bộ hơn cây số trên đường, Diệp Phàm một mình nhàn tản. Mới vừa đi đến đầu đường đông lộ thì đứng lại, đầu không quay lại, mở miệng nói với người phía sau. Đi thôi, chúng ta đi uống trà. Anh sớm biết tôi đang theo ở phía sau. Hoa Phi Ngọc có chút ngạc nhiên, lông mi chớp vài cái, trên mặt hơi đỏ. Mặt xinh như hoa đào, Phi Ngọc cô đêm nay đặc biệt đẹp mê người. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Xuất diễn cho quốc lộ Thiên Tường có thể giao cho đoàn ca múa của chúng tôi hay không? Hoa Phi Ngọc không thèm để ý sự trêu đùa của người nào đó, hỏi. Cô dùng thái độ này sao? Diệp Phàm hừ nói, chân bước vào quán trà bên đường. Anh muốn tôi dùng thái độ gì, chẳng lẽ giữa nam và nữ chỉ nói về chuyện đó thôi sao? Quan chức các anh vừa nhìn thấy phụ nữ đã nghĩ ngay đến chuyện gì? Chúng tôi phải trở thành đồ chơi cho các người sao? Hoa Phi Ngọc đặt mông ngồi ở phía đối diện, hừ thanh nói. Ít nhất thái độ của cô phải thành khẩn một chút, em gái, là cô đang cầu xin tôi, không phải tôi một mực muốn đem suất diễn đó cầu xin các cô diễn. Đi cầu xin người ta có cần nói giọng như thế không, khó trách không tìm được tài trợ. Diệp Phàm giận, cảm thấy Hoa Phi Ngọc thực sự hơi ương bướng. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, xem ra thật đúng là rất có đạo lý. Được, Hoa Phi Ngọc tôi cầu xin anh đó có được không? Muốn tôi quỳ xuống cầu xin hay không, tôi quỳ cho đại cục trưởng Diệp anh xem, hu hu. Hoa Phi Ngọc cảm thấy thật sự bị uất ức, vội đứng lên. Hai đầu gối mềm nhũn chuẩn bị gập xuống, xem ra cô ta thật sự sẽ vì đoàn trưởng Giang mà làm chút chuyện. Cô làm cái gì vậy? Diệp Phàm khẩn trương đỡ cô lên, hai người lại ở tư thế đang ôm nhau. Hoa Phi Ngọc nhất quyết phải lạy, Diệp Phàm không cho, hai người ôm nhau giằng co, lập tức có hơn 10 cặp mắt tò mò đang nhìn qua. Ha ha, bạn hữu, xin lỗi, bà xã tôi trong lòng đang không thoải mái. Diệp Phàm cười gượng nói. Ha ha ha, bạn hữu, có phải anh bên ngoài lăng nhăng hay không, cho nên. Một người nào đó lên tiếng, lập tức đưa tới một tràng cười vang dội. Đương nhiên, mọi người cười xong rồi thôi,
không ai tiếp tục để ý tới hai người Diệp Phàm nữa. Anh lợi dụng, ai là bà xã anh? Hoa Phi Ngọc bất mãn nói. Sự cấp tòng quyền, đừng để bụng. Chuyện diễn xuất xem như tôi quyết định rồi, còn nữa, sẵn chuẩn bị luôn nghi thức khởi công của thôn Đại Vũ. Quy mô thì không bằng quốc lộ thiên tường, chúng tôi tính lấy hình ảnh Đại Vũ trị thủy, Nguyệt Nữ oán tình, làm tiêu chí cho buổi biểu diễn. Diễn một màn kịch dài, coi như là một đoạn giai thoại của thôn Đại Vũ, kinh phí dự toán cho xuất diễn cũng độ 1,5 triệu tệ. Nếu kịch viện ca vũ các người diễn tiết mục này tốt, chúng tôi còn có thể tăng thêm một chút. Diệp Phàm không cười, mặt nghiêm túc nói. Vậy chúng ta lập tức đi xem Hồ Nguyệt Nữ. Hoa Phi Ngọc đích xác rất yêu thích nghệ thuật, lập tức thấy nóng lòng, muốn khảo sát thực địa. Đã trễ thế này rồi, sắp 12 giờ rồi. Diệp Phàm nhìn đồng hồ. Tôi còn không sợ anh sợ cái gì. Hoa Phi Ngọc hừ nói. Cô không sợ tôi ăn thịt cô sao, ha ha. Diệp Phàm cười gượng nói. Anh thật sự muốn ăn thịt tôi cũng hết cách. Cho dù là vậy thì coi như tôi báo đáp ân tình của đoàn trưởng Giang đi. Dù sao tôi không sợ anh, không biết vì sao tôi cảm thấy sự đáng khinh của anh tất cả chỉ là giả vờ. Anh hẳn là người trượng nghĩa, tôi không tin em kết nghĩa của Tư lệnh Trấn, Phó Bí Thư Tề cùng với tướng quân Thiết, những quan lớn ấy lại xấu xa như vậy. Tố chất của cán bộ Hoa Hạ quá thấp. Hoa Phi Ngọc chân mày nhếch lên, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, đột nhiên nổi da gà, dường như thực không sợ đồng chí Tiểu Diệp. Ha ha, ha ha. Đồng chí Tiểu Diệp chỉ còn biết cười khổ, thầm nhủ, bố đây thật sự là thất lang, đáng tiếc, Hoa Phi Ngọc quá hồn nhiên, bố đây không đành lòng. Tốc độ của Tào gia thật đúng là nhanh, có thể nói là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, vì cứu Tào Quân Nghĩa gia, đã chịu chi một khoản tiền lớn. Ngày thứ ba, Tào Thiên Hạ đến Đức Bình, cùng Lô Trần Thiên người đứng đầu Ủy ban Nhân dân địa khu Đức Bình ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng sân huấn luyện quân sự sườn núi Nguyệt Nha núi Thiên Sa. Phí chuyển nhượng 5 triệu tệ, do Ủy ban Nhân dân địa khu Đức Bình tiền trả, đương nhiên, đây chỉ là giả. Buổi chiều, Bộ Tài chính rót xuống 30 triệu cho Sở Tài chính tỉnh, Tào Thiên Hạ lập tức tìm Diệp Phàm, nói. Cục trưởng Diệp, lời hứa của Tào gia toàn bộ đã thực hiện xong, chuyện kia sao đến bây giờ anh còn không nhúc nhích? Nói vậy anh hẳn sẽ không bội ước chứ. Diệp Phàm tôi là loại người này sao, chuyện sườn núi Nguyệt Nha đã có tôi ở đây, tuy nhiên, chuyện Bộ Tài chính giúp thôn Đại Vũ kiến thiết thành nội mới đã có văn kiện chính thức gửi tới Ủy ban Nhân dân địa khu Đức Bình, về phương diện nội dung văn kiện tôi rất vừa lòng, tuy nhiên, vì sao các người không trực tiếp đem tiền chuyển vào tài khoản thôn Đại Vũ Đức Bình, mà chuyển vào tài khoản Sở Tài chính tỉnh, làm thế phỏng chừng lại bị mất đi một bộ phận tài chính. Diệp Phàm hơi có vẻ bất mãn. Ha ha, Cục trưởng Diệp, chúng tôi đã đáp ứng giúp thôn Đại Vũ, và cũng xuống công văn cho Sở Tài chính tỉnh, nói rõ khoản tiền này chỉ chuyên dụng cho thôn Đại Vũ địa khu Đức Bình dùng cho công tác cải tạo kiến thiết mà thôi. Huống chi, theo yêu cầu của anh, còn đặc biệt ghi chú rõ khoản tiền này do Ủy ban khai thác, phát triển thôn Đại Vũ Đức Bình thảo luận chi dùng. Cục trưởng Diệp anh hiện tại không phải là chủ nhiệm Ủy ban khai thác, phát triển thôn Đại Vũ sao? Có thể nói, điều chúng tôi làm hoàn toàn phù hợp với đề xuất, yêu cầu lúc trước của anh. Chỉ có điều, Bộ Tài chính phải đối mặt cả nước, cho nên, khi muốn dùng khoản này thì đầu tiên phải tìm tới Sở Tài chính tỉnh Nam Phúc trước. Đây là quy củ, anh là Cục trưởng Cục Xây dựng Địa khu, hẳn là phải hiểu trình tự. Về phần nói khoản tiền này Đức Bình có thể cầm về được bao nhiêu, hay nói Ủy ban khai thác, phát triển thôn Đại Vũ có thể cầm về bao nhiêu, cái này không nằm trong phạm vi mà lúc trước chúng ta thỏa hiệp. Chuyện bên Sở Tài chính tỉnh, đó là chuyện nhà các anh. Ha ha! Tào Thiên Hạ cố ý hắng giọng cười nói, cuối cùng cũng phun ra một ngụm ác khí. Chương 1068, nhát đao thứ hai của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Diệp Phàm kia mặt biến sắc, biết bị Tào Quốc Khánh chơi một đao. Phỏng chừng khoản tiền này khi rơi vào Sở Tài chính tỉnh, lại nghĩ đến lão oan gia của mình. Cũng chính là Phó Giám đốc Thường vụ Sở Tài chính tỉnh Ngọc Sử Giới, Diệp Phàm cảm thấy đau đầu. Lão già kia chắc chắn sẽ từ đó làm khó dễ, lần này mệt mỏi rồi, mắt thấy cục thịt béo bở đến miệng mà còn bị Ngọc Sử Giới chia phần, thật sự không phải là cái mà Diệp Phàm mong muốn nhìn thấy. Hừ! Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gọi điện thoại cho Tề Thiên, nói. Đưa Tào Thiên Hạ chuyển giao cho phòng quân vụ tập đoàn quân thứ 2 Thủy Châu. Chỉ 2 giờ đồng hồ, hoàn thành công tác chuyển giao.
Đại ca, nghe nói Diệp Phàm trước kia cùng Ngọc Sử Giới bên Sở Tài Chính tỉnh có không ít ân oán. Tào Thiên Hạ ở trên xe vội vàng gọi điện thoại. Việc này anh sớm biết rồi, lần này cố ý chuyển khoản tiền đó tới Sở Tài Chính tỉnh Nam Phúc chính là muốn tiểu tử đó phải chịu cảnh gà bay trứng vỡ, hừ. Muốn chơi xỏ Tào Quốc Khánh tôi, hắn còn non lắm. Tào Quốc Khánh hừ lạnh nói. Đại ca có đặc biệt dặn dò hay không, em sợ tiểu tử kia sẽ đưa Tề Chấn Đào ra áp chế Ngọc Sử Giới, ông ta có thể chịu nổi hay không vẫn còn là vấn đề. Tào Thiên Hạ có chút lo lắng. Điểm ấy chú mày không cần lo lắng, lúc trước khi rót khoản tiền đó xuống anh đã sớm giải thích cho Ngọc Sử Giới biết rồi, hơn nữa, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Nam Phúc Dương Học Chính anh cũng mịt mờ đánh tiếng. Giám đốc Sở Dương cũng tỏ vẻ hứng thú, sẽ đem khoản tiền này dùng vào chỗ cần dùng. Tào Quốc Khánh thản nhiên nói, kỳ thực dùng chiêu này quá độc. Khá lắm, dùng đúng chỗ của tỉnh Nam Phúc nhiều lắm, ha ha ha, thủ đoạn của đại ca quá cao, thằng nhóc kia chạy quanh nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được kết cục gà bay trứng vỡ, đáng lắm. Tào Thiên Hạ mỉm cười càn rỡ, bổng, thằng nhãi này lại có chút lo lắng, nói. Đại ca, thằng nhóc đó có thể trả thù hay không? Đến lúc đó hắn cắn chặt Quân Nghĩa không giao thì không phải rất phiền toái sao? Ha ha, tin rằng hắn sẽ không làm vậy, quan trường có quy củ của quan trường, giang hồ có luật giang hồ, sẽ không có gì đâu. Chúng ta hoàn thành hứa hẹn đã hứa đối với hắn, Sở Tài Chính tỉnh không chi tiền cho bọn hắn, chuyện đó khác nữa rồi. Chuyện này, hoàn toàn là một chuyện khác, có bản lĩnh thì lấy được, không có bản lĩnh thì hắn cũng ngượng ngùng, không nhắc lại chuyện xưa. Anh tin tưởng thằng nhóc kia sẽ không vô lại như vậy. Làm người, có khi mặt mũi so với thực tế được mất quan trọng hơn rất nhiều. Tào Quốc Khánh rất tự tin. Ừ, Tào gia chúng ta không phải hổ giấy, muốn làm chuyện khác người, chỉ một tiểu cục trưởng thì chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể xử hắn. Hừ, Tào Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, khí phách hiển hách. Tiếng xử hắn được đặc biệt nhấn mạnh. Kỳ thật, về chuyện Trinh Giao đi Đức Bình hoàn toàn có thể không để lại dấu vết cho tên tiểu tử Cố gia kia biết, ha ha. Tào Quốc Khánh đột nhiên cười thản nhiên nói. Không dấu vết, khá lắm, không dấu vết. Ừ, Cố Tuấn Phi tất không biết là chúng ta kêu Trinh Giao đi, thằng nhóc này cũng chỉ biết trừng mắt, Diệp Phàm hẳn phải đau đầu đây. Căn bản là không cần chúng ta ra tay, nếu cho Cố Tuấn Phi biết được chuyện thôn Đại Vũ rút khoản tiền 30 triệu, ha ha ha. Có đại công tử ra mặt, thêm Ngọc Sử Giới, Dương Học Chính, có chuyện để xem rồi. Tào Thiên Hạ thống khoái mỉm cười. Chú ba. Chú lại nói sai rồi, không phải chúng ta bức ép Trinh Giao đi, mà con bé muốn đi. Chú cho là chúng ta có thể bức con bé đi làm chuyện mà nó không muốn làm sao? Hiện tại là xã hội gì rồi, tư tưởng người trẻ tuổi rất tiên tiến, không phải phong kiến như thời cha mẹ. Hơn nữa, đừng nhìn con bé Trinh Giao dịu dàng ngoan hiền, đó chỉ là mặt ngoài, thường thì người như thế sẽ khó sai bảo lắm. Có lẽ, nghe nói đi gặp tiểu tử họ Diệp, có sự đồng ý của chúng ta. Cô bé trông mong còn không kịp. Ôi, quá hời cho tiểu tử kia rồi, cũng không biết Trinh Giao rốt cuộc là thế nào. Tào Quốc Khánh một phen cảm thán. Hời cho tên tiểu tử kia thì không có việc gì, việc này nếu cho Cố Tuấn Phi biết, thì không xong rồi. Phỏng chừng con bé bảo thủ Trinh Giao kia hẳn sẽ không làm ra chuyện khác người gì chứ. Bỏ đi, cứ để Cố Tuấn Phi đi làm loạn, chúng ta vừa lúc có kịch xem. Tào Thiên Hạ hắng giọng cười nói. Diệp Phàm đem chuyện Bộ Tài chính chuyển khoản kể lại tỉ mỉ cho Bí Thư Trang và Chủ tịch Địa khu Lô Trần Thiên nghe, hai vị đại lão liền chỉ thị cho Diệp Phàm, lập tức lên tỉnh, nhanh chóng đem tiền về, bằng không, chậm trễ sẽ sinh biến. Diệp Phàm cũng không dám chậm trễ, sau khi xử lý xong chuyện trong cục, lập tức lái xe thẳng đến Thủy Châu. Tuy nhiên, trước khi đi vẫn không quên thúc giục Lô Trần Thiên nhanh chóng bàn chuyện chuyển nhượng phí của sân huấn luyện quân sự sườn núi Nguyệt Nga cùng ban điều hành quốc lộ Thiên Tường. Bởi vì sư đoàn trưởng Tào Thiên Hạ sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh ký kết ước định chuyển nhượng với Ủy ban Nhân dân địa khu địa ủy Đức Bình, cho nên, phải do Lô Trần Thiên ra mặt hỏi ban điều hành quốc lộ Thiên Tường đòi tiền. Nếu do Diệp Phàm ra mặt, thì hơi có chút hiểm nghi. Lô Trần Thiên cười nói. Tiểu Diệp. Cậu xem tôi là con lừa có phải không? Tôi đi đòi tiền, mặt mũi do tôi mang đi bán, có tiền rồi thì lại được chuyển toàn bộ cho cục xây dựng các cậu dùng xây dựng trụ sở làm việc, chuyện tốt toàn bộ bị cậu chiếm cả rồi. Chủ tịch địa khu, không thể nói như vậy. Cục xây dựng kia thế nào ngài cũng hiểu được,
nếu không xây dựng mới thì chỉ sợ sẽ xảy ra sự cố. Nếu không thể rút tiền ra từ ban điều hành quốc lộ thiên tường, thì mấy triệu tệ dùng xây dựng trụ sở mới kia không phải sẽ do cục tài chính địa khu chi ra sao, nói đi nói lại phải phiền đến lão gia ngài rồi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Chủ ý rất hay, số tôi trời sinh ra đã là mệnh khổ rồi, nên phải phục vụ cho các người. Lô Trần Thiên như cười như không. Ngài là chủ tịch địa khu, hơn nữa, cán bộ đảng đều phải vì nhân dân phục vụ. Diệp Phàm cười nói. Thôi vậy, cậu khẩn trương đến Thủy Châu đi, khoản tiền đó nhất định phải mang về cho tôi. Tuy nhiên, sau khi rút về phải chuyển cho cục tài chính địa khu một ít mới được. Lô Trần Thiên quá giảo hoạt, chỉ một câu nói đã tóm được Diệp Phàm. Cái đó, được rồi, chú Lô, chuyển cho cục tài chính địa khu bao nhiêu? Diệp Phàm bất đắc dĩ hỏi. Một nửa đi. Lô Trần Thiên cố kiềm chế để không cười. Một nửa, đêm qua ngài không phải nói cho chúng tôi 20 triệu tệ, sao hôm nay lại biến ra 15 triệu tệ? Diệp Phàm có chút bất mãn. Trước khác nay khác, hơn nữa, tôi cho cục xây dựng các cậu 5 triệu lấy được từ ban điều hành quốc lộ thiên tường, cộng thêm 15 triệu không phải là 20 triệu thì là bao nhiêu? Lô Trần Thiên một câu nói ra, đồng chí Tiểu Diệp hoàn toàn im lặng, trong lòng thầm mắng lão già giảo hoạt. Tính qua tính lại để ra 20 triệu tệ. Tối hôm qua Lô Trần Thiên do phải ban ơn lấy lòng Chu Tiểu Hồng và Phí Hướng Phi nên mới vậy, hôm nay lại thay đổi. Diệp Phàm buồn bực lái tới Thủy Châu. Nhìn trời đã tối, dù sao có gấp cũng vô dụng, về tới Diệp Phủ Sở Thiên Các. Diệp Tử Y và Mai Tử tươi cười chạy tới kéo cửa xe. Anh thật sự là thần nhân, cả ngày cằn nhằn, đã lâu cũng không chịu trở về nhà một chuyến. Diệp Tử Y mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thấy không thoải mái nói. Ha ha, có việc gấp. Hơn nữa, anh không về nhà, em và Mai Tử không phải càng tự do sao? Diệp Phủ trở thành địa bàn của hai người. Diệp Phàm xoa đầu em gái, cười nói. Lại xoa đầu em, hừ. Diệp Tử Y chợt né người, nhưng vẫn không thoát, miệng kêu lên. Diệp tiên sinh, Tử Y lớn rồi, ha ha. Mai Tử sống ở Diệp Phủ rất thoải mái. Diệp Phàm lại tăng lương, hơn nữa, Diệp Phàm đối với cô ta cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Lúc mới đầu thì Mai Tử còn e dè, hiện tại không còn nữa, thậm chí, có khi còn trách thái độ Diệp Phàm đối với mình quá nhã nhặn, thật ra cũng muốn có chút gì khác người. Cho nên, gần đây tâm tình rất vui vẻ. Diệp tiên sinh, tôi chuẩn bị nước cho ngài rồi, tắm rửa chút đi, lái xe cả một ngày, khẳng định là mệt chết đi được. Mai Tử dịu dàng như vợ săn sóc. Đưa tay ra cầm lấy áo khoác của Diệp Phàm, nói. Anh, em và cô Trần đi chuẩn bị đồ ăn. Diệp Tử Y giống chim non chạy nhảy. Vẫn mãi như trẻ con không chịu lớn, ha ha. Diệp Phàm cười nói, nhìn bóng dáng em gái, thầm nghĩ không biết anh cả Diệp Cường và em trai Tử Kỳ sống thế nào rồi. Bước vào phòng tắm, nước ấm vừa, Diệp Phàm ngâm mình vào cái bồn tắm to có thể đồng thời tắm 3-4 người một lúc. Ngửi thấy mùi thiên nhiên thoang thoảng. Cảm giác rất thoải mái. Đang xoa xoa người thì cửa phòng tắm nhẹ nhàng đẩy ra, ngẩng đầu nhìn, không phải Mai Tử thì còn có ai. Mai Tử mặc chiếc áo ngủ hơi trong suốt rộng thùng thình màu hồng phấn, bộ ngực to đầy đặn, hơi nhọn và nhô cao ra trong lớp áo mỏng manh. Tôi xoa bóp cho anh nha. Mai Tử mặt đỏ ửng, nói. Ừ. Diệp Phàm khẽ lên tiếng, mắt khép hờ, Mai Tử ngồi xổm xuống, ngực lúc này lộ ra hơn phân nửa. Diệp Phàm mắt nhắm mắt mở tha hồ mà thưởng thức. Mặt Mai Tử vẫn đỏ ửng, kỳ thật biết Diệp Phàm đang nhìn ngực mình, dù sao bản thân cũng muốn thế, chỉ có điều cảm thấy hơi ngượng ngùng thôi, cứ để vậy mà không tránh đi. Đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp cho Diệp Phàm, tay nghề cũng không tệ lắm, nghe nói Mai Tử còn chuyên đến trường học huấn luyện khóa massage, nên động tác làm rất chuẩn. Mai Tử, tay nghề của cô càng ngày càng khá. Diệp Phàm cười nói. Tôi chỉ xoa bóp cho một mình ngài. Mai Tử đột nhiên nói một câu, dường như có ý ám chỉ điều gì, Diệp Phàm kinh ngạc trong chốc lát, nhìn chằm chằm Mai Tử. Trong đầu nghĩ Mai Tử rất đáng yêu. Nhìn cái gì? Mai Tử ngượng ngùng cúi đầu, rồi lại ngượng ngùng nhìn lên. Ừ. Diệp Phàm lên tiếng, giơ tay ra, Mai Tử cũng không né tránh tay của Diệp Phàm, dường như mơ hồ chờ đợi chút gì đó. Ôi! Diệp Phàm thở dài. Tay để lơ lửng trên không trung, vừa mới chạm đến đầu nhũ hoa trên ngực Mai Tử. Mai Tử mặt đỏ dần, thân thể run rẩy.
Anh, em trả lương cho anh cả đời nha. Mai Tử đột nhiên trở nên dũng cảm, vừa nói, vừa ấn ngực mình vào lòng bàn tay hắn, còn giữ chặt tay hắn không cho rút ra nữa chứ. Ôi, Mai Tử, em có con đường của mình, về sau đừng nói chuyện ngớ ngẩn thế này nữa. Diệp Phàm mịt mờ cự tuyệt, tay để im một chỗ không nhúc nhích. Anh, em không phải có ý kia, em biết, em không xứng. Em chỉ muốn trả lương cho anh cả đời, cũng không có ý gì khác. Mai Tử có chút vội, nước mắt giàn giụa, cô sợ Diệp Phàm hiểu lầm. Chương 1069, sự phẫn nộ của Cố công tử. Anh biết em không có ý đó, nhưng anh không thể quá ích kỷ như vậy được. Diệp Phàm thở dài nói, đưa tay lên lau nước mắt cho Mai Tử. Mai Tử, 2 tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, đã có dự định gì chưa? Diệp Phàm hỏi, chuyển câu chuyện sang hướng khác, Mai Tử cũng đã lấy lại trạng thái bình thường, tiếp tục xoa bóp cho Diệp. Em thì có tính toán gì đâu, phỏng chừng sẽ trở về trường trung học trong thôn trấn của chúng ta làm một giáo viên dạy âm nhạc. Mai Tử có chút khổ sở và đáng thương nhìn Diệp Phàm. Cô ngượng ngùng khi muốn mở miệng cầu xin Diệp Phàm làm giúp chuyện gì đó. Em thích đến địa phương nào công tác, nói thật anh nghe xem. Diệp Phàm hỏi, trong mắt Mai Tử như lóe lên niềm vui sướng rồi chợt biến mất, lắc lắc đầu, nói. Em không thể lại gây thêm phiền toái cho anh. Nhìn Mai Tử dịu dàng, thiện lương lại biết chuyện như vậy, Diệp Phàm còn có gì để nói. Em không phải nói sẽ trả lương cho anh cả đời sao, thôn trấn của em cách Thủy Châu xa vạn dặm, tay em sao có thể dài như vậy được. Diệp Phàm cười nói. Em ngồi xe tới trả lương cho anh. Mai Tử có vẻ rất khờ dại. Ha ha, em học âm nhạc, có muốn vào dạy trong một trường trung học số 1 ở Thủy Châu không, quyết định như vậy nhé. Diệp Phàm nói. Trường trung học số 1 Thủy Châu, em căn bản là không dám nghĩ tới. Em nghe bạn học cùng lớp là Tiểu Văn nói, muốn vào được trường trung học số 1 Thủy Châu phải trải qua cuộc thi khảo hạch, qua nhiều tầng kiểm tra mới được. Hơn nữa, em còn nghe nói phải chi tiền, không có 70-80 ngàn tệ thì đừng mong vào được. Hay là thôi đi vậy, em không thể lại dùng tiền của anh. Hơn nữa, anh cũng bận rộn, chuyện này quá khó khăn rồi. Mai Tử lắc lắc đầu. Gần đây, tất cả các bạn học trong lớp đều chạy vậy nhờ các mối quan hệ tìm cách được ở lại tỉnh thành. Tuy nhiên, một khi không có bối cảnh thì muốn ở lại là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng, ha ha, Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười 2 tiếng. Mai Tử, đưa điện thoại cho anh. Phó Giám đốc Sở Chu, chào ngài, tôi là Diệp Phàm, ha ha. Diệp Phàm gọi điện thoại cho bí thư thành ủy trước kia của thành phố Mặc Hương là Chu Cản Dương. Chu Cản Dương hiện đương nhậm chức Phó Giám đốc Thường vụ Sở Giáo dục tỉnh. Thời gian trước Diệp Phàm còn đi thăm hỏi ông ta. Giữa Chu Cản Dương với Diệp Phàm khá thân thiết. Kỳ thực là khứu giác của Chu Cản Dương khá nhạy cảm, gần đây vẫn luôn chú ý động tĩnh ở tỉnh, cũng hỏi thăm và biết rõ Diệp Phàm cùng Phó Bí thư Tề Chấn Đào có mối quan hệ khá thân mật, hình như đến cả Bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương cũng để ý đến tên nhóc này. Bản thân Chu Cản Dương ở trong tối ca thán Diệp Phàm sao luôn gặp vận may, đồng thời ông ta cũng luôn tìm kiếm cơ hội cho mình, đương nhiên là muốn gia nhập vào hàng ngũ của Tề Chấn Đào rồi. Ông ta sau khi yên lặng một thời gian đương nhiên là muốn đông sơn tái khởi. Tuy nói đảm nhiệm phó giám đốc thường vụ sở ở sở giáo dục tỉnh, cấp bậc cũng là giám đốc sở, nhưng thời buổi này, ai không muốn làm nhân vật số 1, đặc biệt là Chu Cản Dương từng làm quan to ở thành phố Mặc Hương đương nhiên càng không cam lòng thua người khác rồi. Tuy nhiên, hậu thuẫn trước kia của Chu Cản Dương là chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm đã rất đài, tự thân còn khó bảo toàn, thì sao có thể tiếp tục chiếu cố Chu Cản Dương? Kỳ thật, kết quả hiện tại của Chu Cản Dương lúc ấy bởi do Diệp Phàm ngầm hạ thủ, bắt dâm bí thư huyện ủy Ngư Dương là cổ bảo toàn ngay tại chỗ, còn liên quan đến cả trưởng ban chỉ huy quân sự Tạ Cường. Lúc ấy Quách Phác Dương mới đến Nam Phúc đảm nhiệm chức bí thư liền bắt lấy cơ hội, tạo được uy danh, sẵn đà mà tiến, thế là Chu Cản Dương kia trên cơ bản phải rớt đài thôi. Kỳ thực, Chu Cản Dương chỉ là vật hy sinh trên đấu trường chính trị mà thôi. Ngay lúc đó, chủ tịch tỉnh Chu ở hậu trường cũng vô năng, cố gắng hết sức mới bảo vệ được Chu Cản Dương, vớt vác được chức phó giám đốc thường vụ sở. Tuy nhiên, khi Quách Phác Dương đem Chu Cản Dương nhốt đánh vào lãnh cung, Chu Cản Dương muốn đông sơn tái khởi cũng là chuyện khá khó khăn, trừ phi có thể làm thông công tác của Quách Phác Dương, bằng không, chỉ cần còn Quách Phác Dương ở Nam Phúc một ngày, Chu Cản Dương có thể ngồi ở vị trí phó giám đốc thường vụ sở đã là không tồi rồi.
Quách Phác Dương làm vậy coi như đã nhân từ rồi, sau khi chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm rơi đài đã không lôi chuyện cũ ra tính sổ xem như tốt rồi. Tuy nhiên, gần đây một là Chu Càn Dương nghe được mối quan hệ của Diệp Phàm cùng Tề Chấn Đào, hai là cũng nghe được một tin tức trọng yếu hơn nữa. Đó là, hình như đồng chí Tiểu Diệp và cháu gái ruột của Quách Phác Dương là Quách Thu Thiên là bạn học chung ở trường đảng, hơn nữa, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Chu Càn Dương liền đặc biệt chú ý ở mọi thời khắc, cho nên, đối với đồng chí Tiểu Diệp mới khách khí như vậy. Kỳ thật, Diệp Phàm cũng sớm suy xét chuyện của Mai Tử từ trước, hơn nữa, em gái mình là Tử Y cũng sắp tốt nghiệp, dù sao cũng phải suy xét vấn đề tìm chỗ làm. Cục trưởng Diệp đấy à, ha ha, sao, đến Thủy Châu rồi à, hay là đi ra ngoài uống vài chén? Chu Càn Dương hạ thấp mình, không ngờ phải mời Diệp Phàm đến. Làm thế này nếu so với Chu Càn Dương lúc còn chấp chính ở Mặc Hương thì quả thực là chuyện không thể tin nổi. Chu Càn Dương trong lòng đương nhiên cũng thấy cảm thán, người ta nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lúc này đây chỉ mới có hơn 2 năm thời gian mà đã xảy ra biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất như thế. Trốn quan trường này, hình như bất cứ lúc nào cũng xoay chuyển được, năm nay kẻ này nằm trên, sang năm lại bị trà xuống dưới, ai cũng không thể nói mình có thể ngồi vững như bàn thạch. Bản thân không chọc ghẹo người khác cũng tới khiêu chiến vị trí của mình, bản thân không rớt đài thì người khác sao có thể leo lên thượng vị, cho nên làm cán bộ, chẳng những bất cứ lúc nào cũng phải có tinh thần tiến thủ, ngoài ra cũng cần phải bất cứ lúc nào cũng giữ chặt mông tại vị trí đang ngồi mới được. Đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi thôi. Thế cũng được, tôi mời nhé, đến, Văn Xương Các, ngài thấy thế nào? Diệp Phàm mời nói. Vậy thì đi. Chu Càn Dương cười nói. Văn Xương Các, ở Thủy Châu này kỳ thật là lấy tên từ cách nói nhại âm của Văn Xương Các trong Di Hòa Viên. Nếu là một Văn Xương Các chính hiệu tại Di Hòa Viên thì đó là một kiến trúc lớn được xây dựng vào thời Càn Long năm 1750, năm 1860 bị Liên quân Anh Pháp thiêu hủy, vào thời Quang Tự được trùng tu. Còn, Văn Xương Các của Thủy Châu đương nhiên là bản nhái, hình dáng thì so với của Di Hòa Viên cũng không sai biệt lắm. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều nhân vật được gọi là chi sĩ cao nhã thích đến, Văn Xương Các, Phung Tiền, dân trong giới biết đến, Văn Xương Các, với câu nói, chỉ có cái bản thân không thể tưởng được, với Văn Xương Các thì không có cái nào không làm được. Giọng điệu khá chảnh, Diệp Phàm chỉ nghe qua kỳ danh chứ thật ra chưa đi qua. Nhưng Văn Xương Các đã dám tự xưng như thế, khẳng định là phải có chỗ dựa vững chắc đằng sau, bằng không sớm đã đóng cửa từ lâu. Chú Trương, cháu đã tới Thủy Châu rồi. Cố Tuấn Phi ở sân bay gọi cho Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Minh Đường. Công tử, cậu tới làm gì, không phải đã nói với cậu rồi sao, việc này giao cho tôi đi làm là được. Trương Minh Đường có chút nóng nảy, Cố Tuấn Phi chạy cả ngày đường để đến Thủy Châu, Cố Phong Sơn làm bố nên cũng hơi bất mãn, thường than thở ở sau lưng rằng thằng con không biết đâu là việc chính cần làm. Cháu không nuốt trôi cục tức này, Trình Giao là bà xã cháu. Dựa vào cái gì mà họ Diệp kia nhiều lần coi thường, đi giành giật Trinh Giao, lần này đến đây phải kêu vài người chỉnh đốn thằng tiểu tử này rồi nói sau. Bằng không, hắn sẽ thấy yên tĩnh quá. Cố Tuấn Phi thiếu chút nữa nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra là mịt mờ nghe được từ đâu tin tức Trinh Giao đến Đức Bình tìm Diệp Phàm, mà tin đồn này, đương nhiên do chính Tào Quốc Khánh tung rồi. Tung tin rất khôn ngoan, chút dấu vết cũng không để lại, một chút cũng không liên quan đến Tào gia. Hai huynh đệ Tào gia người ta là Tào Quốc Khánh và Tào Thiên Hạ chỉ cần mở to mắt ra ngồi chờ coi náo nhiệt. Trương Minh Đường khá già đời, mơ hồ cũng tra ra được chút gì đó. Cho nên khuyên Cố Tuấn Phi ở Bắc Kinh chờ đợi, chuyện đối phó Diệp Phàm bên này ông sẽ lo liệu. Không thể tưởng được Cố Tuấn Phi không chịu nổi, tự mình ngồi máy bay đến Thủy Châu. Hơn nữa, miệng lúc nào cũng nói phải đánh tàn phế người nào đó, và đương nhiên là đang ám chỉ Diệp Phàm rồi. Cố Tuấn Phi đến nhà cũng không về, trực tiếp ở tại nhà khách Thủy Châu. Chuyện này có Trương Minh Đường là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh ở đây, nhà khách Thủy Châu đương nhiên là cầu còn chưa được. Thăm dò rõ ràng chưa, Trinh Giao thật sự có đến Đức Bình tìm thằng danh Diệp Phàm đó có phải không? Cố Tuấn Phi ngồi ở trước quầy ba, rót ra một ly rượu Tây và uống sạch. Có tìm hiểu qua rồi, khẳng định 100%. Cô Trinh Giao ở lại một đêm. Sáng ngày hôm sau mới đi. Trương Minh Đường có tai mắt rất nhiều, thằng nhãi này hiện tại cũng nằm trong ban điều hành quốc lộ Thiên Tường, bản thân là phó tổng chỉ huy,
ở Đức Bình thật ra cũng có bố trí vài người có nhiệm vụ phải chú ý tới đồng chí Diệp Phàm mọi lúc. Là ở cùng với thằng đó hả? Xoàng một tiếng, ly rượu trong tay rốt cục cũng bị Cố Tuấn Phi đập thành từng mảnh thủy tinh nhỏ. Cái này, Trương Minh Đường khó mà nói được, lời này không thể nói lung tung, bởi nói lung tung sẽ hại chết người. Cố Tuấn Phi đỏ mắt, quát. Chú Trương, rốt cuộc là thế nào? Ừ. Trương Minh Đường bất đắc dĩ gật gật đầu. Hai người đến Khang Kiều biệt viện, sáng ngày hôm sau Diệp Phàm vội vã về cục xây dựng, nghe nói là do Chu Tiểu Hồng gây sự ồn ào, kết quả không biết ra sao, Chu Tiểu Hồng lại không gây rối, Tiểu Thư Trinh giao chờ sau khi Diệp Phàm đi rồi thì liền vội vàng về lại Thủy Châu. Thằng chó. Xoàng một tiếng, vài cái ly trên quầy bị Cố Tuấn Phi lùa hết xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Cố Tuấn Phi hai mắt đỏ ngầu, cơ mặt co giật, nhìn như muốn cắn người. Giết hắn. Cố Tuấn Phi giống lên, Trương Minh Đường thấy lúng túng, bởi thực muốn giết người thì Trương Minh Đường có chút sợ hãi, chuyện này, lưới trời tuy thưa nhưng ai có thể cam đoan không xảy ra sự cố. Cố thiếu gia, bình tĩnh một chút, giết người không phải là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật tôi đã điều tra xong, thằng nhóc kia có cô em ruột tên Diệp Tử Y đang học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu. Ngoài ra còn có em trai là Diệp Tử Kỳ đang theo học ở Đại học Long Hoa Bắc Kinh, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Trương Minh Đường khuyên nhủ. Được lắm, đám con cháu nhà rùa, mày chơi vợ của ông mày chơi lại em gái mày. Ngoài ra, Tử Kỳ có bạn gái hay không, chơi luôn một thể, chơi hết đám phụ nữ nhà họ Diệp rồi nói sau. Cố Tuấn Phi hoàn toàn điên rồi, mắt đỏ ngầu giống ra từng lời, từng chữ khiến Trương Minh Đường nghe mà toàn thân phát sốt. Cố thiếu gia, việc này, nếu thật sự muốn làm, tốt nhất là chúng ta không nên ra mặt, bảo người khác đi làm là được. Dù sao thu được hiệu quả giống như mong đợi là được, bởi chỉ cần thấy Diệp biết chuyện, nổi điên là thành công rồi. Hơn nữa, làm như vậy thì đến đối thủ cũng tìm không ra. Trương Minh Đường trong mắt bắn ra một tia hung bạo, nhưng cũng chợt kiềm chế. Không được, tôi muốn đích thân mình chơi em gái và em dâu hắn mới được, việc này không được thương lượng, chú lập tức an bài đi. Cố Tuấn Phi trở nên ác độc, căn bản có nghe khuyên cũng không vào tai. Vậy, được rồi, tuy nhiên, cậu phải chú ý đừng để lộ thân phận. Trương Minh Đường thở dài, mày mặt nhăn nhó. Hừ, tôi muốn biến em gái hắn trở thành vợ chung cho tất cả các thằng đàn ông. Cố Tuấn Phi một cước đá vào ghế, đá xong đau đến mức thằng nhãi này nửa câu không hé răng, dù sao, chân cũng không cứng bằng ghế gỗ. Chương 1070, trả thù. Cố Tuấn Phi hiện tại chắc nổi điên rồi, ha ha. Tào Thiên Hạ hắng giọng cười nói. Không sai biệt lắm. Tào Quốc Khánh thản nhiên cười nói. Đại ca, anh nói Cố Tuấn Phi có thể làm ra một vài chuyện khác người hay không? Tào Thiên Hạ hắng giọng cười nói. Rất có khả năng, Cố Tuấn Phi này đừng nhìn vẻ ngoài gã chỉ cười tủm tỉm, kỳ thực con người này rất cay độc. Lần này Diệp Phàm lật ngược vảy rồng, gã sao chịu nổi? Có lẽ... tiểu tử này sẽ liều mình. Tào Quốc Khánh đa mưu túc trí. Chỉ sợ sẽ làm liên lụy căn cơ Cố gia. Tào Thiên Hạ có chút lo lắng. Sẽ không đâu, Diệp Phàm có bao nhiêu năng lượng, còn có thể động vào Cố gia. Cho là Cố Tuấn Phi giết hắn thì phỏng chừng với khả năng của Cố gia cũng có thể che lấp được việc này. Thiết Chiêm Hùng là ai, sao có thể có biện pháp nào chứ? Hơn nữa, việc đã xảy ra rồi, Thiết Chiêm Hùng còn có thể chống lại Cố gia sao? Làm vậy khác nào là hành vi của kẻ ngốc. Thiết Chiêm Hùng tuyệt sẽ không ngu, trốn quan trường đương thời, có được mấy người bằng hữu chân chính, tất cả đều vì lợi mà đến cả. Ôi, thiên hạ rộn ràng đến vì lợi ích cả thôi, thiên hạ có nhốn nháo đều là vì lợi ích mà nhốn nháo, lời mà 2000 năm trước Thái Sử Công nói hoàn toàn chính xác, con người vốn ích kỷ, bảo người ích kỷ đi làm chuyện đại công đại đức, thì sao có khả năng? Tào Quốc Khánh nhìn thấu cuộc đời, nói cũng rất có lý. Ừ, tuy có làm chuyện đại công đại đức, thì cũng là xuất phát từ lợi ích cá nhân. Bọn họ có lẽ không vì tiền, không vì sắc, mà bọn họ vì một chữ danh. Có lẽ có người phản bác, nói một số nhà khoa học cả đời vùi đầu chịu khổ, bọn họ là vì cái gì, nói xa xôi là bọn họ vì quốc gia, kỳ thực cũng vì có tư tâm thôi. Bọn họ cũng vì thỏa mãn cái tôi cá nhân thôi, thứ cảm giác tự hào khi trong sự nghiệp tạo ra được thành tựu. Kỳ thật, đó cũng là một loại ích kỷ. Cho nên cũng chỉ nói một cách tương đối mà thôi, với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ đích thật là vì đại nghĩa.
Tào Thiên Hạ không ngờ phun ra một tràng lý luận, Tào Quốc Khánh nghe xong vỗ tay không ngừng. Chú ba, không thể tưởng được, chú còn biết lý luận nữa cơ, tôi còn tưởng rằng quân nhân như chú chỉ thích uống rượu bằng chén lớn, ăn thịt thì dùng mồm to, không thể tưởng được đầu óc lại rất triết học. Ha ha ha, hai huynh đệ cùng mỉm cười. Đồ khốn khiếp, vì quốc gia tuy nói cũng là một thứ tư kỷ, nhưng là loại tư kỷ đại nghĩa, các người là bọn hậu bối, có mấy người có thể hiểu được tư tưởng của người đi trước. Là một cán bộ, tư tâm đương nhiên phải có, các người vừa rồi cũng nói, bản tính con người vốn tư kỷ. Nhưng, tuyệt không thể nguy hại đến ích lợi quốc gia, chúng ta đầu tiên phải đem ích lợi quốc gia đặt ở trên đầu. Về sau, các người làm ra một vài chuyện tổn hại cán bộ bên trong, cũng cần phải đứng trên lập trường ích lợi quốc gia quan sát. Tỷ như đề bạt, muốn đề bạt bản thân thì phải ngăn chặn đối thủ, chuyện này, đối với đối thủ mà nói là một tổn thương nhưng không nguy hại cho ích lợi quốc gia. Muốn đề bạt cũng là vì muốn bản thân có thể đứng ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, khi bản thân đứng ở vị trí cao hơn rồi, tuyệt không thể quên đi ích lợi quốc gia. Cho nên, Quốc Khánh, Thiên Hạ, hai anh em tuyệt không thể quên bản thân mình là truyền nhân của dòng dõi cách mạng, là con cháu Trung Hoa, vì nước mà công tác, vì nước mà bỏ ra nhiệt huyết. Lúc này, ông cụ Tào Mộng Đức vừa huấn rất vừa vì hai huynh đệ khai đạo. Chúng con sẽ không quên trách nhiệm trên người mình đâu, ba, người yên tâm. Hai huynh đệ cùng đáp. Chuyện lần này, có lẽ hai anh em hơi nóng rồi, cẩn thận kẻo tự rước lấy họa. Tào Mộng Đức gõ bàn, trên mặt cũng không có gì là lạc quan. Tự rước lấy họa, không thể nào đâu ba, tiểu tử kia sao có thể có đủ năng lượng đốt tới Tào gia chúng ta, hắn còn chưa đủ phân lượng đâu. Nói một câu khó nghe, chúng ta có thể khiến hắn mất mũ, bồi thêm một câu nữa, còn khiến hắn vào đại lao cũng không phải không có khả năng. Tào Thiên Hạ có chút không phục. Nói các con khốn khiếp thì các con cãi lại, thằng danh con Diệp Phàm kia rất bất thường. Không có việc gì thì hai anh em ngàn vạn lần đừng lộ diện chơi xỏ hắn. Chuyện của Trinh Giao lần này xem như cho qua đi, từ nay về sau phải nhớ lấy. Hơn nữa, chuyện hắn cùng Cố Tuấn Phi đấu đá là chuyện của bọn họ, mấy đứa không cần chen vào là được. Tào Mộng Đức dặn dò nói, bởi vì, ông ta là ủy viên quân ủy, chủ nhiệm Bộ Tổng Chính trị, lần trước ngẫu nhiên thấy được bảng danh sách cán bộ của Bộ Tổng Tham mưu Ban Quân vụ, cuối bảng danh sách đó có tên Diệp Phàm. Chức vụ ghi rõ là phó trưởng ban. Tào Mộng Đức ghi nhớ, sau ngấm ngầm đi thăm dò điều tra, kết quả có được khiến ông kinh hãi. Vị phó trưởng ban ban quân vụ Diệp Phàm kia quả đúng là Diệp Phàm ở Đức Bình, xem như đã biết thân phận ngầm của hắn. Hơn nữa, Diệp Phàm tuổi trẻ như thế không ngờ lại là đại tá, quân hàm đại tá này làm sao có được. Phải biết rằng chức phó trưởng ban quân vụ của Bộ Tổng Tham mưu là chức vị thuộc cấp phó quân đoàn trưởng, luôn do các thiếu tướng đảm nhiệm. Những vị phó trưởng ban xếp phía trên tất cả đều là thiếu tướng, như thế sao không khiến Tào Mộng Đức âm thầm cảnh giác cho được. Tuy nhiên, Tào Mộng Đức có cố hỏi thăm thêm nữa thì cũng không hỏi thăm ra thân phận của Diệp Phàm trong tổ đặc nhiệm A. Nhưng, chỉ với thân phận phó trưởng ban thôi cũng đủ khiến Tào Mộng Đức phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Điều này đương nhiên là thân phận mà Diệp Phàm có thể lộ ra bên ngoài cho một vài lãnh đạo cấp cao biết, nhưng đa phần vẫn phải giữ bí mật. Tào Mộng Đức đã phải dùng mọi cách mới biết được, phỏng chừng Cố Thiên Long tuyệt đối không biết được việc này. Tào Mộng Đức đương nhiên cũng sẽ không báo cho liên minh là Cố Thiên Long biết, bởi vì việc này vốn là bí mật, nếu Tào Mộng Đức báo cho Cố Thiên Long biết, về sau nếu xảy ra sự cố gì về việc lộ bí mật thì sợ lại tự rước lấy họa vào thân. Cho nên, Tào Mộng Đức chỉ biết cảnh cáo con cháu trong nhà phải tránh xa Diệp Phàm. Tuy trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng hai anh em Tào gia vẫn nghe theo lời ông ta nói. Tuy vậy, Tào Mộng Đức cũng hiểu được hai anh em rõ ràng không phục. Lời mình nói anh em nó có thể nghe vào bao nhiêu cũng rất khó nói, thế nên trong lòng không khỏi thở dài, biết muốn thay đổi quan niệm trong ngày một ngày hai là chuyện rất khó. Văn Xương Các, Chu Càn Dương so với trước kia cũng không thay đổi bao nhiêu, tinh thần thấy thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Phàm dẫn Mai Tử cùng tới Văn Xương Các. Bên Chu Càn Dương cũng được Văn Xương Các sắp xếp cho một nhân viên phục vụ xinh đẹp ngồi cùng. Cô nhân viên phục vụ mặc trang phục dân tộc Thái trông rất lạ. Cục trưởng Diệp, công trình của quốc lộ Thiên Tường xem ra tiến triển rất tốt. Chu Càn Dương chúc mừng nói. Ha ha, tôi chỉ là chân chạy vặt phục vụ lãnh đạo thôi. Diệp Phàm cười nói. Ôi, cũng là cậu tốt số, cả ngày có thể đi theo sau lãnh đạo, cậu nhìn tôi đi.
chỉ biết mỗi sở giáo dục, ra khỏi sở giáo dục thì không ai biết mình. Chu Càn Dương tất nhiên trong lời nói có chứa đầy ẩn ý, muốn đưa đẩy chuyện xa xôi. Phó giám đốc sở Chu, ngài đường đường là giám đốc sở, ngài xem tôi, một tiểu cục trưởng cả ngày bị người ta la hét, cố hết sức tận lực làm chút chuyện để lấy lòng, nhưng vẫn chỉ là chân chạy vặt thôi. Diệp Phàm bật cười ha hả không muốn tiếp chiêu. Cục trưởng Diệp, không thể nói như vậy. Chúng ta đều vì lãnh đạo mà phục vụ cả, chỉ có điều đối tượng phục vụ không giống nhau thôi. Kỳ thật, có thể vì lãnh đạo phục vụ cũng là một chuyện vinh hạnh rồi. Cậu xem đi, tôi đây ăn không ngồi chờ cũng không có cơ hội phục vụ lãnh đạo, kết quả thế nào? Tất nhiên là ngồi trên ghế lạnh, không được đề bạt, không được phân công công tác, cậu nói, con người ta sống ở đời còn có mục tiêu gì? Chu Càn Dương nói huyên thuyên, hình như đang nói tình hình gần đây của mình, hình như lại không phải. Phó giám đốc sở Chu nói thật chứ, nhưng, ngài là giám đốc sở, thủ hạ chờ phục vụ ngài khẳng định có rất nhiều. Ngày qua tháng lại hẳn thấy rất thoải mái. Diệp Phàm nói. Mai Tử ngồi bên cạnh yên lặng rót trà cho Diệp Phàm, hơn nữa, rất toàn tâm toàn ý, giống như thị nữ vậy. Chu Càn Dương mịt mờ quét nhìn Mai Tử liếc mắt một cái, cảm giác có chút kỳ quái. Nếu nói cô này là bạn gái của Diệp Phàm, hình như giữa hai người lại có chút gì không giống, không phải là cấp dưới chứ, nhưng cũng không giống. Tuy nhiên, Chu Càn Dương là tay già đời nên cũng không hỏi gì, nếu Diệp Phàm không chịu giới thiệu, bản thân ông cũng sẽ không hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng. Mai Tử, cô kính phó giám đốc sở Chu một ly đi, chờ chút còn có việc phiền đến ngài. Diệp Phàm cũng cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của Chu Càn Dương, cười nói. Cục trưởng Diệp, anh nói vậy. Chu Càn Dương tinh thần chấn động, thản nhiên hỏi. Trong đầu nhủ, chỉ sợ tiểu tử cậu không cầu tôi, chứ khi cậu có việc cần cầu tôi thì tôi dễ xử lý rồi. Là như vậy, Mai Tử đang học tại Đại học Hải Giang, khoa âm nhạc, tháng 6 năm nay sẽ tốt nghiệp, tính ra cô bé còn là bạn học của em gái tôi. Hơn nữa, tình cảm với em gái tôi như chị em. Mai Tử quê ở Vân Nam, nhưng muốn ở lại tỉnh Thủy Châu của chúng ta giảng dạy. Phó giám đốc sở Chu, ha ha, cho nên, việc này còn phải phiền ngài. Diệp Phàm cười nói. Úp, việc này chỉ sợ hơi phiền, Vân Nam khác tỉnh với chúng ta, theo nguyên tắc phân phối khi tốt nghiệp thì phải báo danh về tỉnh nhà. Nếu cô Mai Tử là người trong tỉnh của chúng ta, tôi còn dễ ra tay điều chỉnh, ngoài tỉnh thì hơi phiền toái. Hơn nữa, việc này phải thông qua sự đồng ý của bộ phận nhân sự tỉnh. Chu Càn Dương đương nhiên cố ý chối từ, hơn nữa. Điều ông nói cũng là tình hình thực tế. Ha ha, Mai Tử muốn đến dạy tại trường trung học số 1 Thủy Châu, mà mảng giáo dục này lại do ngài cầm lái, khó khăn trong chuyện này hẳn đã giảm xuống mức thấp nhất rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nói đùa sao cục trưởng Diệp, sở giáo dục đâu phải do tôi cầm lái, hẳn phải là giám đốc sở Ngô Đạo Minh mới đúng, tôi cũng chỉ là tay phó mà thôi. Cậu cũng biết, đối với cán bộ thể chế chúng ta mà nói, có câu tục ngữ nói. Mười ông phó không bằng một ông chính, cái này nói ra cũng hơi xấu hổ. Tốt xấu gì cũng là nhân vật số một, so ra vẫn uy phong hơn một phó giám đốc sở. Chu Càn Dương liên tưởng nói. Ha ha, tin rằng thời điểm phó giám đốc sở Chu lên làm tránh hẳn không còn xa nữa, tôi có nghe nói Ngô giám đốc sở đã có nơi để điều đi. Diệp Phàm đột nhiên hắng giọng cười nói, tin tức này Chu Càn Dương đích xác không biết, nên trên mặt chợt lóe chút kinh ngạc rồi biến mất. Cười nói, Ngô giám đốc sở chuyển đi nơi khác, không biết đi chỗ nào, chuyện này tôi sao không có chút tin tức nào. Ha ha, tôi kính ngài một ly. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, nhìn Mai Tử liếc mắt một cái không đáp, đương nhiên là có ý nhắm vào Chu Càn Dương. Hơn nữa cũng mịt mờ nói cho Chu Càn Dương biết xử lý chuyện của Mai Tử trước sau đó tôi mới có thể nói cho ngài biết. Đây tuy nói chỉ là một tin tức, nhưng với Chu Càn Dương mà nói thì là đòn chí mạng. Nếu tin tức là thật, Chu Càn Dương không nhanh chóng hành động, cấp trên sẽ điều tới một tân giám đốc sở khác. Vậy là Chu Càn Dương lại phải chờ thêm vài năm nữa, thực chờ cho đến lúc đó thì Chu Càn Dương cũng gần 50, còn cơ hội gì nữa chứ? Diệp Phàm dám đánh cuộc Chu Càn Dương khẳng định sẽ đứng ngồi không yên. Như vậy đi cục trưởng Diệp, chuyện của Mai Tử tôi sẽ tìm hiệu trưởng trường trung học số 1 Thủy Châu đánh tiếng trước. Do ông ta ra mặt nói chuyện với Đại học Hải Giang. Sau đó tôi cũng dễ dàng tính toán, việc này tôi sẽ lo. Nếu nói Mai Tử được điều tới tỉnh khác thì tôi không dám bảo đảm, chứ đến trường trung học số 1 Thủy Châu thật ra cũng dễ làm.
hoặc là đến viện giáo dục thuộc sở giáo dục chúng ta cũng được, cậu xem thế nào. Chu Cản Dương trầm tư trong chốc lát, cùng Diệp Phàm cạn vài chén rượu, rốt cục cũng ngồi không yên, nên đồng ý làm giúp. Chương 1071, trả giá. Viện trực thuộc sở giáo dục, điểm này càng tốt, dạy ở trường trung học mệt lắm, vào viện thuộc sở giáo dục không có gánh nặng bài vở, chắc là sẽ thoải mái hơn một chút. Diệp Phàm gật gật đầu hỏi Mai Tử. Thế nào, thích trường nào, hôm nay có phó giám đốc sở Chu ở đây, tốt quá. Cái này, em nghe lời anh. Mai Dụ dịu dàng, cầu cứu ý kiến của Diệp Phàm. Thế thì tốt, vậy anh quyết định nhé. Trường Đại học Thủy Châu thế nào? Diệp Phàm cười nói. Mai Tử mắt sáng lên, được vào dạy ở trường Đại học Thủy Châu, hơn nữa trường này lại có vị trí lý tưởng cách chỗ làm việc của Diệp Phàm không xa. Trong lòng Mai Tử rất hưng phấn nhưng cô lại che giấu rất tốt. Tên nhãi này, lòng tham không nhỏ, chọn ngay học viện đứng đầu tỉnh Đại học Thủy Châu. Mấy năm nay, trường Đại học Thủy Châu càng ngày càng nổi tiếng. Có cả sinh viên Hồng Kông, Macau, Đài Loan đến đây học. Thậm chí còn có ý muốn nâng cấp cho trường này từ trường trực thuộc tỉnh thành trường trực thuộc bộ. Nhưng tỉnh không đồng ý, tuy nhiên hiệu trưởng trường Đại học Thủy Châu vẫn được thăng chức lên cấp giám đốc sở. Trong đầu Chu Cản Dương nghĩ một vòng rồi cười nói. Được, vậy thì chọn trường Đại học Thủy Châu, chắc là trong vòng một tháng sẽ làm xong. Nói xong câu này, Chu Cản Dương nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đương nhiên là muốn tên nhãi này tiết lộ về chuyện giám đốc sở giáo dục Ngô Đạo Minh ra ngoài. Ha ha, phó giám đốc Chu, vẫn còn một chuyện nữa, cùng xem xét xem thế nào, được không? Diệp Phàm lại cười ngượng nói. Chu Cản Dương suýt nữa tức giận bỏ đi rồi. Biết tên nhãi này lại muốn giở trò xảo trá nhưng cũng không có cách nào khác, đành điềm tĩnh cười nói. Còn chuyện gì nữa, cục trưởng Diệp nói xem. Dạo này tôi phụ trách việc cải tạo thành mới thôn Đại Vũ. Dù sao cũng là xây lại toàn thành, hơn nữa người bây giờ đã là khoảng 80.000 người. Dự tính sau khi xây xong sẽ lên đến khoảng 120.000 người, gần như dân một số thị trấn rồi. Cho nên về việc bố trí trường học chúng ta phải quy hoạch lại. Mong là sở giáo dục có thể ủng hộ, hỗ trợ chút tài chính đặc biệt. Nhiều thì tôi không dám đòi hỏi, chỉ cần giám đốc Chu viện trợ trường trung học số 1 Đại Vũ và trường tiểu học số 1 Đại Vũ là được rồi. Một trường nhỏ, một trường lớn. Diệp Phàm đúng là dám đề cập chuyện này thật. Trong lòng Chu Cản Dương sớm đã chửi tên nhãi này lòng tham vô đáy. Lại còn nói là không dám đòi hỏi nhiều. Một trường trung học với một trường tiểu học quy mô lớn phải tốn không biết bao nhiêu tiền. Hỏi, trường trung học số 1 Đại Vũ quy mô to cỡ nào? Trường tiểu học nữa. Trường trung học số 1 Đại Vũ dự định sẽ có khoảng 10.000 học sinh, trường tiểu học thì chắc khoảng 3.000 đến 5.000 học sinh. Diệp Phàm gật gật đầu. Chu Cản Dương suýt nữa nghẹn rồi. Sắc mặt bắt đầu có chút khó coi, các cơ mặt hiện rõ vẻ cứng ngắc, miệng nói. Chuyện này, khá là khó khăn đấy. Nếu tôi là nhân vật số 1 thì còn có thể. Một trường trung học 10.000 học sinh và một trường tiểu học 5.000 học sinh cộng lại không có 20 triệu nhân dân tệ chắc là không làm được rồi. Hơn nữa, bây giờ trường trung học mới quy hoạch cần phải có sân vận động, phòng máy vi tính. Thậm chí các trường ở các thành phố phát triển ven biển còn phải có sân bóng rổ, bể bơi. Tôi biết chuyện này tương đối khó. Đương nhiên 20 triệu này không thể hoàn toàn dựa vào sở giáo dục. Chúng tôi có thể tự chuẩn bị một ít vốn. Sở chi 10 triệu là tôi thấy tốt lắm rồi. Diệp Phàm cười nói. Cái này nói thật nhé. Cục trưởng Diệp, 10 triệu sở không chi ra được. Vẫn là câu nói đó. Tôi dù sao cũng chỉ là phó giám đốc sở. Sở cục trưởng Diệp chê cười. Số tiền có thể chi trong quyền hạn của tôi không quá 500.000 tệ. Hơn 1 triệu thì phải thông qua họp đảng ủy. Mà không có cái gật đầu của giám đốc Ngô thì họp cũng không có tác dụng. Chu Cản Dương nói sự thật. Chuyện này tôi cũng biết, nhưng phó giám đốc Chu này, nghe nói giám đốc Ngô đến Việt Đông đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh. Chắc là tuần sau sẽ có thông tin. Diệp Phàm nói, tin này của anh, Chu Cản Dương muốn xác định lại sự chính xác của thông tin này. Nếu không phải là sự thật thì không phải mình bận một cách vô ích rồi sao? Hơn nữa nếu đi hoạt động thì chắc chắn sẽ không bảo mật được. Cuối cùng cũng bị người khác phát hiện ra, cho giám đốc Ngô biết chuyện có khi cũng được. Người ta sẽ trách quyền lực của mình quá lớn làm cho người khác có cảm giác muốn ngồi lên ngai vàng.
Nếu giám đốc Ngô đi rồi thì quan niệm này lại khác. Nếu mình hợp tác với anh ta thì anh ta có khi lại giúp được mình một số chuyện. Tin này hoàn toàn đáng tin cậy. Còn chuyện nguồn thông tin ông tin thì đi chuẩn bị, không tin thì coi như tin vỉa hè là được rồi. Diệp Phàm cười nói, tất nhiên là không để lộ nguồn tin tức rồi. Cảm ơn. Ánh mắt Chu Càn Dương sáng lên rồi ngay lập tức giấu lại. Cục trưởng Diệp, chúng ta ở thành phố Mạc Hương sớm đã quen biết rồi cũng không phải giấu nữa. Vấn đề tài chính của trường trung học và tiểu học thôn Đại Vũ không khó. Quan trọng là, ha ha, tôi biết khả năng của cục trưởng Diệp, anh có thể giới thiệu tôi thì cũng có chút chắc chắn hơn. Đến lúc đó anh cần tiền cần người thì đều dễ dàng hơn. Chu Càn Dương thở phào nhẹ nhõm. Nói tóm lại là tôi không ngại giới thiệu vài nhân vật đặc biệt cho phó giám đốc Chu quen biết. Diệp Phàm đưa ra điều kiện, đương nhiên là ám chỉ nếu Chu Càn Dương có được thăng chức thì cũng phải chi cho thôn Đại Vũ 20 triệu. Được, quyết định thế đi. Chu Càn Dương không nghĩ gì cả, dù sao cũng là tiền của nhà nước, chức vụ mới là của mình. Buổi tối tôi định đi thăm chú Tề, hay là phó giám đốc Chu đi cùng tôi cho vui, nhưng mà tôi hỏi trước đã. Diệp Phàm nhắc đến Tề Chấn Đào, nghĩ lại cũng đúng. Nếu Chu Càn Dương lọt vào mắt xanh của chú Tề cũng không tồi. Tuy nói sở giáo dục nghèo nhưng nhiều mũi không phải vẫn là thịt à. Hơn nữa nhà nước ngày càng coi trọng giáo dục, coi trọng kỹ thuật. Địa vị của giáo dục cũng ngày càng được nâng cao. Cảm ơn. Chu Càn Dương nói hai từ này một cách rất chân thành. Gọi điện cho Tề Chấn Đạo, vừa nhấc máy đã cười ha ha nói. Tên nhóc này. Làm tốt lắm, đến Thủy Châu rồi hả? Mau đến đây đi, chú cháu ta uống vài cốc. Cháu đến bây giờ đây ạ. Nhưng chú Tề này, lãnh đạo cũ của cháu đồng chí Chu Càn Dương cũng là phó giám đốc sở giáo dục muốn đến thăm chú. Chú thấy thế nào ạ? Diệp Phàm cười gượng nói. Chu Càn Dương. Tề Chấn Đào trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Được, cùng đến đây đi. Tôi về nhà chuẩn bị một chút. Chu Càn Dương lập tức đứng lên. Được. Lát nữa gọi điện thoại cho tôi đến đón anh. Diệp Phàm cười nói. Chu Càn Dương sải bước như sao băng, thậm chí còn giống như đang chạy xuống tầng. Mai Tử, ăn no chưa, anh đưa em về trước. Diệp Phàm cười nói. Anh thật là có bản lĩnh, chuyện khó đến mấy anh chỉ cần nói một câu là xong ngay. Hơn nữa chuyện đến dạy ở trường Đại học Thủy Châu, em đến nằm mơ cũng không dám. Mai Tử dịu dàng rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho Diệp Phàm xong thì theo hắn xuống tầng. Ha ha, Mai Tử em là em gái của anh không giúp em thì giúp ai nữa? Diệp Phàm vừa cười vừa véo mũi Mai Tử làm cho cô sụt sịt. Đến nhà Tề Chấn Đào, Diệp Phàm cũng chỉ để giật dây thôi. Sau khi Chu Càn Dương thăm về rồi, Tề Chấn Đào cười nói. Chu Càn Dương muốn ngồi lên ghế giám đốc sở giáo dục thì còn phải học hỏi nhiều. Ngô Đạo Minh không đi đâu cả, hắn không rời chỗ thì Chu Càn Dương làm sao lên được. Tên nhóc này, không phải là đang ép ta à, nhận được lợi ích gì mau nói ra. Lợi ích, có gì đâu ạ, chú Tề, chú cũng biết đấy. Cháu không thiếu tiền, chỉ là muốn hắn đồng ý cải tạo lại hai ngôi trường thôi. Diệp Phàm cười nói, lòng tham không nhỏ, thế thì phải đến vài chục triệu nhỉ. Tề Chấn Đào gõ Diệp Phàm một cái, hừ nói. 20 triệu so với cái mũ giám đốc sở thì đáng quá ý chứ. Diệp Phàm cười nói. Cháu thì đáng rồi, còn chú phải làm thế nào? Ngô Đạo Minh chưa đi, chú đi đâu lấy cái mũ ý cho hắn đội bây giờ? Cháu thế này là làm loạn hết lên rồi đấy. Không ngờ Tề Chấn Đào vẫn còn chưa biết thông tin gì. Nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Vì tin này là do vài ngày trước Kiều Viên Viên trong lúc nói chuyện điện thoại vô tình tiết lộ ra. Chắc là ban tổ chức trung ương vẫn đang trong quá trình điều chỉnh. Ha ha, chú Tề có sức mạnh lớn, kiếm một, cái mũ không thành vấn đề mà. Diệp Phàm cười hả hê nói. Kiếm cái con khỉ ấy, cháu đi làm thử xem, chẳng khác gì để ta ngồi ghế của Quách Phác Dương. Tề Chấn Đào bực mình hừ nói, liếc mắt lườm Diệp Phàm. Hay là cháu đã nghe được tin gì rồi, nếu không sao dám vô duyên vô cớ đưa Chu Càn Dương đến đây chào hỏi. Hi hi, nghe nói Ngô Đạo Minh sắp đến Việt Đông đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh rồi. Một khi hắn đi rồi thì cái mũ ý cho người khác không bằng cho Chu Càn Dương. Huống hồ Chu Càn Dương bây giờ bị bỏ rơi ở sở giáo dục chắc cũng không bằng lòng gì. Chú Tề kéo hắn lên, hắn chắc chắn sẽ nhớ ơn cả đời.
Diệp Phàm cười nói. Ôi, Chu Càn Khôn cũng thật đáng thương. Trước kia cùng với chủ tịch tỉnh Chu, đường đường là nhân vật số một thành phố Mặc Hương, tính ra cũng giống chú lúc đầu. Nhưng số hắn không may, làm chuyện cản trở cổ bảo toàn huyện Ngư Dương. Chuyện này hình như cũng là do cháu bày ra đúng không? Đừng tưởng là chú không biết. Tề Chấn Đào mặt nghiêm túc hừ nói. Chuyện đó, cháu làm gì có bản lĩnh đấy? Diệp Phàm tất nhiên là thề thốt không nhận rồi. Hừ, có phải là cháu làm không trong lòng cháu rõ nhất? Chú không thèm quản chuyện này, nhưng Chu Càn Dương này Quách Phác Dương có ấn tượng không tốt rồi. Nếu chú đề cử hắn thì trong lòng bí thư Quách chắc cũng có chút khó chịu. Tề Chấn Đào nghĩ nói. Tin là chú Tề sẽ có cách loại bỏ sự khó chịu này. Nói thật là Chu Càn Dương cũng chỉ là con dê nhận tội thay thôi, là vật hy sinh lúc đấu tranh chính trị của bí thư Quách và chủ tịch tỉnh Chu. Người này cũng không có ác ý gì, làm việc với chữ tham cũng không tồi. Hơn nữa cũng tương đối quyết đoán, có kinh nghiệm chính trị. Từ trước đến nay bị mai một cũng đáng tiếc. Những lời này của Diệp Phàm lại là sự thật. Thôi được rồi, trước đây chú và chủ tịch Chu cũng từng hợp tác với nhau. Xét cho cùng thì chuyện lúc đó ta cũng có chút trách nhiệm. Đây coi như trả hắn chút ân tình đi. Ôi, mọi chuyện khó đoán, hợp nhau lâu rồi ắt phải chia ly. Chia ly lâu thì ắt phải hợp lại. Tề Chấn Đào thở dài, quay mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Tự nhiên hỏi. Chuyện sân huấn luyện quân sự Dốc Nguyệt Nha là thế nào đây? Không có chuyện gì ạ. Sư đoàn chủ lực muốn chuyển nhượng lại địa bàn cho Ủy ban Nhân dân Đức Bình. Chuyện này cháu cũng phải nhờ Thiết Ca nói cho mới được đấy. Nhà họ Tào không dễ nói chuyện, thu ít phí chuyển nhượng cũng là bình thường. Sân huấn luyện của người ta lúc đầu cũng đầu tư không ít, còn có cả vài tòa nhà. Diệp Phàm bật cười ha ha nói. Tất nhiên là muốn nói qua cho xong chuyện thôi. Chương 1072, anh đúng là bày trò xảo trá mà. Lấy chút tiền chuyển nhượng, đây căn bản là trò xảo trá. Văn học, một cái sân huấn luyện cũ nát, bị bỏ không mấy chục năm rồi. Cái nhà cũ nát ấy thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa ở trên sườn núi, cháu trả chú 50 triệu, chú bán cho cháu, thế nào? Tề Chấn Đào đập xuống bàn một cái, có chút tức giận rồi. Chú Tề, thực ra chuyện này cũng khó nói rõ được, người ta cứ muốn giữ sân huấn luyện không tha, công trình quốc lộ thiên tường không thể đình công vô thời hạn được. Hơn nữa, mấy hôm trước Tổng Giám Đốc Chu cũng đến hỏi thăm chỗ cháu. Cái văn phòng nát của cháu suýt nữa cũng bị phá rồi. Người đàn bà như Tổng Giám Đốc khu cháu sao dám trêu ngươi được. Diệp Phàm vội vàng kêu oan. Cháu to gan thật đấy, một mình Tổng Giám Đốc Chu thì có là cái quái gì. Trước đây cháu còn dám gọi Quách Phác Dương là lão già đấy còn gì. Chuyện này là như thế nào? Càng làm quan to thì gan lại càng nhỏ à? Thôi được rồi, không nói chuyện lung tung với cháu nữa. Muốn ban điều hành đường thiên tường bỏ ra 50 triệu phí chuyển nhượng cho Ủy ban Nhân dân Đức Bình là điều không thể được. Quốc lộ thiên tường bắt đầu từ Đức Bình. Đức Bình nhận được bao nhiêu ưu đãi tôi không tính toán nữa. Chỉ riêng đường thiên tường đi từ thôn Đại Vũ qua vùng đất này ban điều hành đã phải hỗ trợ 20 triệu rồi. Tên mặt dày Lô Trần Thiên của các anh sắp hết thời rồi. Cháu chỉ lấy bản hợp đồng mà dám đến đây đòi tiền. Phó Chủ tịch Tần suýt nữa tức điên lên rồi, phê bình Lô Trần Thiên ngay tại chỗ. Thế có khi lại hay, không lâu sau trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô lại đến biện hộ rồi. Thật là thế chấp ban điều hành quốc lộ thiên tường cho ngân hàng à. Nói thật. Chuyện này không phải do một thằng nhóc như cháu điều chỉnh được. Đừng tưởng là giấu hết được tất cả mọi người. Tề Chấn Đào gõ nhẹ lên bàn, nói thẳng vào mặt Diệp Phàm. Vợ ông, Phong Nhã Mai đứng bên cạnh nhíu nhíu mày, không vừa lòng hừ nói. Ông Tề, cái miệng ông đúng là không nói nhỏ được, dọa Tiểu Diệp sợ hết hồn rồi. Tiểu Diệp đừng để ý đến ông ấy. Ông ấy có biệt danh là quả pháo lớn cũng là do cái bộ dạng này đây. Nó, nhát gan. Em đừng bị nó lừa. Tên nhãi này, gan to bằng trời rồi. Không ngờ dám giở trò lấy tiền ở ban điều hành với anh. Còn tưởng là anh không biết. Đúng là con bê không có lương tâm. Tề Chấn Đào suýt chút nữa tức điên lên chỉ Diệp Phàm nói. Chú Tề, mong chú bớt giận. Cháu cũng không có cách nào khác rồi. Văn phòng làm việc cục xây dựng sắp xong rồi. Cục tài chính lại nghèo không còn một đồng. Chẳng lẽ cháu lại phải đi cướp ngân hàng. Cho nên... Đây là một ý kiến tồi nhưng mong chú Tề hiểu cho cháu một chút. Không được 50 triệu thì một nửa thôi thế nào ạ?
chủ tịch Lô cho người truyền xuống số tiền đó trực tiếp cấp cho cục xây dựng để xây phòng làm việc. Diệp Phàm cũng biết Tề Chấn Đào đã đánh hơi được gì đó nên đành phải nói ra hết sự thật. Nhã Mai, em thấy tên nhãi này không có ý tốt chưa? Tề Chấn Đào làm cho vui vẻ, nghiêm khắc nhìn Diệp Phàm hừ nói. Thôi được rồi, nếu trưởng ban Lô đã gọi điện đến thì sẽ cho các anh 30 triệu. Vậy thì cảm ơn chú Tề. Diệp Phàm kích động vội đứng lên. Cho anh 30 triệu không khó, nhưng anh phải thành thật nói cho tôi biết tin Ngô Đạo Minh bị điều đến Việt Đông anh nghe được từ đâu. Đừng nói với tôi đấy là tin vỉa hè, tôi chắc chắn là nếu thế thì anh không có gan dám trêu đùa phó giám đốc Sở Chu được. Tề Chấn Đào quay lại vấn đề cũ, mục tiêu lúc đầu là lật con bài cuối cùng này của Diệp Phàm. Cháu cũng chỉ là nghe Khuynh Thành nói vậy, hôm trước nói chuyện với cô ấy. Lúc đó cháu hỏi cô ấy sang năm tốt nghiệp định sẽ làm gì. Cô ấy nói chung cháu nói đến chuyện vấn đề giáo dục rồi. Sau đó cô ấy nói nghe nói giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Ngô Đạo Minh sắp phải bị điều đến Việt Đông giữ chức phó chủ tịch tỉnh. Diệp Phàm bình tĩnh nói dối. Nhất định không thể để lộ con bài cuối cùng Kiều Viên Viên ra được. Chuyện này cứ coi là bí mật của Diệp Phàm là được rồi. Ôi, chắc là cô Phượng này nghe lão già Phượng trong lúc nói chuyện vô tình nói ra. Xem ra chuyện này chắc là thật rồi. Tề Chấn Đào không ngờ bị lừa rồi. Phong Nhã Mai cũng cười nói. Cái cô Phượng đó có xinh không? Xinh đẹp như tiên nữ. Tề Chấn Đào cười nói. Nhưng mà lại hơi lạnh lùng. Thằng nhóc như cháu, sau này cô ấy phải để anh xử lý thôi. Trên mặt Tề Chấn Đào không ngờ lại hiện lên sự vui vẻ vì người khác gặp họa. Chú Tề này, cháu với cô ấy có quan hệ gì đâu? Cháu thu phục gì cơ chứ? Diệp Phàm lúc này lại giả vờ ngốc nghếch. Cháu cứ giả vờ đi, xem cháu giả vờ được đến bao giờ. Tề Chấn Đào trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Giả vờ gì chứ, biết đâu tiểu Diệp thực sự không có ý gì với cô Phượng ấy. Hay là để cô Phong giới thiệu cho cháu một người. Trong tỉnh mình có không ít tiểu thư danh giá cũng không tồi. Ví dụ như con gái ông Lưu rất tốt. Còn nữa, lần trước cháu gặp cháu gái cô Bạch Tuyết rồi nhỉ? Cũng khá là xinh đúng không? Phong Nhã Mai cười nói. Ha ha, Bạch Tuyết quả thực rất tốt. Tên nhóc này thấy thế nào, suy nghĩ chút đi. Cháu với cô Phượng không có quan hệ gì rồi thì tìm một người khác đi. Tề Chấn Đào cười gượng nói. Không ngờ cũng muốn làm mối cho cháu gái mình rồi. Kìa chú Tề, cháu bây giờ vẫn còn nhỏ. Mấy năm nữa mới tính đến chuyện ấy. Diệp Phàm vội vàng nói rồi định chuồn luôn. Thấy chưa Nhã Mai? Tên nhóc này vừa thử đã lộ đuôi ra rồi, còn nói là không có quan hệ gì với cô Phượng đó. Nhưng tên nhóc này cũng may mắn, Tề Thiên nhà chúng ta không có vận may này rồi. Ôi, tiếc cho Triệu Tứ, cô gái tốt thế mà. Tề Chấn Đào chỉ cái bóng chạy nhanh hơn thỏ của Diệp Phàm nói. Ai cũng có phúc, Tề Thiên nhà chúng ta bỏ lỡ Triệu Tứ, biết đâu mai lại mang về cho anh một phí lục cũng không nói trước được. Phong Nhã Mai không lo lắng. Phí lục. Con gái chủ tịch tỉnh Phí hình như không phải tên là Phí Lục nhỉ. Tề Chấn Đào hiểu lầm rồi, tưởng là đang nói đến con gái của Phí Mãn Thiên. Xem anh kìa, em chỉ nói thế thôi mà anh hỏi đi đâu đấy? Phong Nhã Mai tò mò hử hỏi. Tiếc là, con bé Bạch Tuyết không có cái phúc này. Bạch Tuyết không xứng với thằng bé đó. Tề Chấn Đào thở một hơi dài, yên lặng uống hết ly rượu vang trên tay. Anh Tề, anh cũng đừng yêu cầu cao quá. Tề Thiên có thể cùng với hắn cũng là phúc của nhà họ Tề chúng ta. Phong Nhã Mai cười nói. Ừ, 8 giờ sáng hôm sau. Diệp Phàm đúng giờ đến sở tài chính tỉnh. Gọi hắn vào đi. Khóe miệng Ngọc Sử cười nhạt. Hừ nói. Tên nhãi này, sông không chuyển thì núi chuyển, cuối cùng thì cậu lại về tay tôi rồi. Ngọc Sử giới cười nhạt, mở tay ra rồi lại nắm chặt lại. Có cảm giác giống như có quyền trưởng đệ nhất thiên hạ. Phó Giám đốc Sở Ngọc, tôi là Diệp Phàm của Cục Xây dựng Đức Bình. Diệp Phàm chào hỏi. Không phải giới thiệu nữa đâu, chúng ta đã quen nhau lâu rồi. Ngọc Sử giới cười nhạt xua xua tay, thư ký Lưu Kha đứng bên cạnh mặt có vẻ rất kinh ngạc nhưng lại cố giấu lại. Tự nhủ may mà vừa nãy mình còn khách sao với tên họ Diệp này, không ngờ lại là người quen của Phó Giám đốc Sở Ngọc. Hắn vừa suy nghĩ vừa nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Anh đến làm gì? Có gì thì nói đi, thời gian của tôi có hạn, ôi, bận lắm,
một đống việc của sở tài chính đang chờ tôi giải quyết. Nếu như muốn đến lấy tiền thì phải bước qua bậc thềm này đã. Ngọc Sử Giới mượn cớ nói cào nhau một trận, kỳ thực là muốn nói khoe khoang mình, ý là bây giờ mình đã là phó giám đốc thường vụ sở rồi, có thể chủ trì công việc của sở. Tôi đến để lấy tiền chuyển khoản bộ tài chính cấp để cải tạo thành cũ thôn Đại Vũ, Đức Bình. Diệp Phàm điềm tĩnh nói, đợi chiêu làm khó của Ngọc Sử Giới. Mà Ngọc Sử Giới cũng không có ý mời Diệp Phàm ngồi xuống, cứ thế để Diệp Phàm đứng thế nói chuyện. Bộ tài chính rút khoản, có khoản tiền này à, nhưng đơn vị của bộ tài chính ở tỉnh Nam Phúc chúng tôi có đến vài cái. Số tiền này không chắc được gửi trực tiếp cho thôn Đại Vũ các anh cải tạo. Ngọc Sử Giới thản nhiên liếc Diệp Phàm một cái, hừ nói. Sao có thể thế được? Văn kiện đều đã được đưa đến Ủy ban Nhân dân huyện Đức Bình chúng tôi rồi. Trong tay tôi vẫn còn một bản đây. Ông xem đi. Diệp Phàm giả vờ vẻ ngạc nhiên, rút trong túi ra một tập văn kiện. Ha ha, văn kiện, tôi cũng có. Bộ Tài chính chỉ nói sẽ cấp một khoản tiền cho thôn Đại Vũ các anh họp Ủy ban, nhưng không nói khoản tiền này là của thôn Đại Vũ các anh. Có thể khoản tiền của các anh phải đợi thêm mới được ban xuống. Chiều hôm qua Bộ Tài chính giúp một đơn vị khác, cũng chính là thị trấn Cùng Đồng. Mà Phó Chủ tịch thị trấn Cùng Đồng thành phố Thương Hải Đường Đạt Phúc cũng đến đây rồi. Chúng tôi đã cho họ 20 triệu rồi. Sớm đã vào sổ sách rồi. Bên này bây giờ chỉ còn 10 triệu thôi, trong khi còn hai đơn vị đang xin nữa. Các anh đến muộn quá rồi. Tiếc quá. Ngọc Sử Giới cười nhạt lắc lắc đầu. Thực ra là Giang ngồi như chủ tọa xem tòa. Phó Giám đốc Ngọc, sao ông có thể mang tiền cấp cho thôn Đại Vũ chúng tôi cho thị trấn Cùng Đồng, thành phố Thương Hải được? Tôi không quan tâm ông đã rút cho ai. Dù sao thì 30 triệu đó của chúng tôi nhất định phải lấy lại. Sở tài chính không thể chỉ còn 10 triệu được. Diệp Phàm tức giận rồi, lạnh lùng nói. Lão già này căn bản là muốn đùa giỡn mình mà. Đồng chí Diệp Phàm, cậu bây giờ là thái độ gì đây? Ngọc Sử Giới không cười nhạt nữa, gõ nhẹ bàn. Phó Giám đốc Sở Ngọc, ông nói xem tôi có thái độ gì. Văn kiện này viết rất rõ ràng. Khoản tiền này là cấp cho thôn Đại Vũ chúng tôi cải tạo thành cũ. Các ông không có lý do gì để chuyển cho thị trấn Cùng Đồng cả. Đó là tiền của thôn Đại Vũ chúng tôi. Diệp Phàm chỉ vào văn kiện chất vấn. Có lý do hay không là do cuộc họp đảng bộ tài chính quyết định. Không phải do anh chỉ đạo. Hừ. Ngọc Sử Giới lập tức trở mặt, gõ mạnh lên mặt bàn, vọng ra ngoài hét. Tiểu Lưu, tiễn khách, lần sau những tên lưu manh làm càn thế này thì anh phải thẩm tra lại một chút. Không phải ai cũng được vào văn phòng của tôi. Đây là sở tài chính không phải sạp hàng vỉa hè để đùa giỡn. Bụp! Diệp Phàm đập xuống bàn, chỉ Ngọc Sử Giới hừ nói. Ông nói ai làm càn? Ông nói ai là người mục nát? Hôm nay Phó Giám đốc Sở Ngọc không nói rõ ràng thì Diệp Phàm tôi cũng không đi. Diệp Phàm cũng nói rõ, Ngọc Sử Giới rõ ràng là đang chọc tức mình mà, đã đâm lao thì phải đem lao, làm cho chuyện này lớn hơn một chút. Tốt nhất là làm to đến mức đưa lên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem Ngọc Sử Giới sẽ ăn nói thế nào. Đồng chí Diệp Phàm, đây là Sở Tài chính, mong anh chú ý ảnh hưởng. Lúc này, thư ký của Ngọc Sử Giới Lưu Kha lao vào kéo Diệp Phàm ra. Nhưng bị Diệp Phàm thuận tay đẩy ra, ngã đập vào tường. Làm phản rồi, người đâu, lôi hắn ra ngoài. Ngọc Sử Giới vừa nhìn thấy cơ hội khó có được, lập tức mượn cớ làm to chuyện. Theo tiếng hô, hai người bảo vệ vội vàng chạy vào. Hơn nữa, khu bên ngoài văn phòng cũng bị kinh động. Chỉ chốc lát sau, đã có gần 10 người đến xem rồi. Lúc đó, một người đàn ông vóc dáng thấp bé, mặc áo tôn trung sơn, đầu thưa tóc. Rất có khí thế từ chỗ mấy người bảo vệ tiến đến, nhíu lông mày nói. Ai ở đây làm loạn? Đây là đâu hả? Coi đây là chợ rau phải không? Chương 1073, náo loạn đến tỉnh ủy. Giám đốc Sở Dương, anh đến thật đúng lúc. Đây là đồng chí Diệp Phàm đến từ Cục Xây dựng Đức Bình. Anh xem, làm cho bàn làm việc của chúng ta hỏng rồi, căn bản đúng là đồ lưu manh. Ngọc Sử Giới tôi chưa thấy cán bộ nào thế này, đúng là làm bừa mà. Ngọc Sử Giới tức giận hừ nói. Anh là Diệp Phàm, ở Cục Xây dựng Đức Bình phụ trách gì? Dương Học mặt trầm xuống, hừ nói. Thực ra là đang thầm dò xét Diệp Phàm, tự nhủ, người mà trưởng ban Tào nói phải đối phó cũng không ra gì mà. Không phải chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch, hơn nữa lại còn là một tên ngu xuẩn.
Tôi là Diệp Phàm, hôm nay đến đây để lấy số tiền mà Bộ Tài chính hỗ trợ cấp cho thôn Đại Vũ huyện Đức Bình. Nhưng Phó Giám đốc Sở Ngọc lại chuyển số tiền xây dựng của thôn Đại Vũ chúng tôi cho thị trấn cùng đồng. Đã thế lại còn gõ bàn. Diệp Phàm nói đến đây, Dương Học sớm đã không có đủ kiên nhẫn nghe nữa rồi, hừ nói. Tiền của các anh sao tôi lại không biết? Nói bậy, đây là tiền mà Bộ Tài chính cấp để giúp chúng tôi. Sao có thể là của thôn Đại Vũ các anh được? Chẳng nhẽ tiền trong Sở Tài chính chúng ta đều là do đồng chí Diệp Phàm an bài. Ngọc Sử Giới lạnh lùng hừ nói như kiểu Diệp Phàm muốn chiếm ghế của giám đốc Dương ý. Để tôi xem. Dương Học Chính giả vờ cầm tờ văn kiện đọc qua một lượt sau đó nghiêm mặt hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm tôi hy vọng đồng chí tự để ý đến hình tượng của mình. Đây là Sở Tài chính tỉnh, không phải là sạp hàng vỉa hè. Hành động vừa rồi của anh là không được, tôi xem nào gõ bàn của Phó Giám đốc Ngọc, làm loạn văn phòng lên. Tôi hy vọng anh có thể viết bản kiểm điểm viết rõ ràng về chuyện này. Người phải viết bản kiểm điểm phải là các anh mới đúng. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Anh có thái độ gì đấy? Dương Học Chính nghiêm mặt lại tỏ vẻ uy quyền. Thái độ của tôi là tốt lắm rồi. Các anh xem các anh có thái độ gì. Chưa được sự đồng ý của chúng tôi đã đem số tiền cấp cho thôn Đại Vũ chúng tôi tùy tiện chuyển cho người khác. Chuyện này kiện lên tòa chúng tôi cũng thắng. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, xem ra đồng chí vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình. Thế thì anh về nghĩ kỹ lại đi. Nếu vẫn còn ở đây gây rối thì tôi không khách sáo nữa đâu. Dương Học Chính vẻ mặt rất nghiêm túc. Không trả tiền thì tôi không đi. Diệp Phàm kéo một cái ghế lại, đặt mông ngồi xuống. Anh thấy không giám đốc Dương, thế này có giống một đảng viên không, không biết là hành vi gì nữa. Ngọc Sử Giới hừ nói. Kéo ra ngoài cho tôi. Dương Học Chính thấy mất mặt rồi. Một nhân vật số một như y mà chuyện này cũng lo không xong, hướng đến chỗ mấy nhân viên bảo vệ hét to. Mời. Một thanh niên khỏe mạnh đi đến, khách sáo một chút định kéo Diệp Phàm đi. Lui ra. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Diệp Phàm ngồi vững trên ghế gỗ, giống tư thế của tướng quân, nói với người bảo vệ. Tên nhãi này, được đấy. Nhất Tam, Dương Phong, tài binh mau lôi tên không biết trời cao đất dày này ra ngoài. Tên bảo vệ này hình như là đại ca, hét với ba người bảo vệ khác. Ba người vây lại cố gắng kéo Diệp Phàm. Hừ, ba tiếng bịch 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 kêu lên, ba tên bảo vệ đều ngã lăn ra đất. Lập tức làm cho mọi người cười ầm lên. Cười cái gì, lũ vô dụng. Dương Học Chính tức giận rồi. Mẹ kiếp, đánh gãy cái chân chó đi cho tôi. Thủ trưởng phòng bảo vệ cũng xông lên rồi. Cùng với ba tên mặt đỏ bừng vừa hét vừa xông về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi ở trên ghế, nhấc chân quét một cái, bốn tên đều ngã xuống đất. Hơn nữa lần này Diệp Phàm ra tay tương đối mạnh, mấy tên ai cũng đau, lập tức hình như không đứng lên được. Được lắm Diệp Phàm, anh dám gây chuyện ở Sở Tài chính tỉnh. Chuyện hôm nay anh làm to rồi. Anh coi giám đốc Sở Tài chính là cái gì đây? Ngọc Sử Giới thêm dầu vào lửa. Dương Học Chính lập tức rút điện thoại ra nói. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, đồng chí Diệp Phàm của Cục Xây dựng Địa khu Đức Bình đang khóc lóc om sòm ở Sở Tài chính tỉnh. Đập bàn làm việc của Phó Giám đốc Sở Tài chính không được, còn lấy ghế đập người. Mấy đồng chí ở phòng bảo vệ cũng bị hắn đánh bị thương rồi. Tôi hy vọng anh đứng ra nói vài câu với Trang Thế Thành của huyện Đức Bình, bảo ông ta lên đưa tên điên này về. Nếu không Sở Tài chính không thể tiếp tục làm việc được. Diệp Phàm nào? Tần Hoài Bắc vừa nghe thấy giật mình hỏi. Diệp Phàm ở Cục Xây dựng Đức Bình. Dương Học Chính nói. Sao hắn lại vô duyên vô cớ đến gây chuyện ở Sở Tài chính tỉnh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang tham gia hội nghị tỉnh ủy mở rộng, vừa lúc đi vệ sinh. Anh nói nhỏ một chút. Tần Hoài Bắc không làm gì, hỏi nguyên nhân sự việc. Làm cho Dương Học Chính hơi hơi sửng sốt, cảm thấy có chút không ngờ. Theo lý mà nói thì Tần Hoài Bắc phải ủng hộ mình, lập tức gọi điện cho Trang Thế Thành hoặc đích thân Tần Hoài Bắc sẽ đến giải quyết, cũng có thể gọi mấy người vào tỉnh ủy. Ngọc Sử Giới đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại rồi. Buổi sáng hôm nay, Dương Học Chính đương nhiên là sẽ kể lại chuyện theo hướng có lợi cho mình. Ừ. Tôi biết rồi, tôi đi xin phép rồi ra ngay. Tần Hoài Bắc suy nghĩ xem Diệp Phàm làm như vậy là có ý gì. Theo lý thì Diệp Phàm không phải ngốc,
Hồi trước ở bộ chỉ huy biểu hiện cũng tương đối xảo trá, đến một tay già đời như Trương Minh Đường cũng thao túng hắn. Hôm nay sao có thể ngu ngốc như thế được, chắc chắn là có ý đồ gì đây. Vào đến phòng họp đúng lúc được nghỉ 10 phút, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng bí thư đảng quần chúng Cố Phong Sơn hét xa. Phó chủ tịch tỉnh Tần, rốt cuộc sở tìa chính tỉnh đã xảy ra chuyện lớn gì mà đến nỗi công việc cũng không triển khai được. Nghe thấy ông ta hét như vậy, toàn bộ ủy viên lập tức ồ lên, tất cả nhìn chằm chằm vào Tần Hoài Bắc, không biết sở tài chính tỉnh xảy ra chuyện gì. Hừ, Cố Phong Sơn vẫn chưa yên tâm, xem ra có người đưa Diệp Phàm vào bẫy rồi, Tần Hoài Bắc suy nghĩ nói. Ha ha, Diệp Phàm của Cục Xây Dựng Đức Bình đi lấy tiền, sở tài chính tỉnh không đưa. Chắc là có chút mâu thuẫn gì đó. Không có gì đâu, tôi cũng đang định đi giải quyết một chút. Mâu thuẫn nhỏ, nghe nói hắn đập phòng làm việc của Phó Giám đốc Sở Ngọc, đánh ngã 4 đồng chí phòng bảo vệ, mắng Giám đốc Sở Dương, Phó Giám đốc Sở Ngọc. Đồng chí Diệp Phàm này đúng là văn võ song toàn. Cố Phong Sơn lạnh lùng hừ nói. Giọng nói bao hàm đầy sự châm chọc. Tiểu Diệp phải không, gọi hắn đến đây, gọi cả Dương Học Chính và Ngọc Sử Giới của Sở Tài Chính đến đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ồn ào nhốn nháo còn ra thể thống gì nữa? Ai ngờ không đợi Tề Chấn Đào lên tiếng, Bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương đã lên tiếng trước rồi. Thực ra, ông ta cũng nghĩ đến một chút gì đó. Một người thông minh như Diệp Phàm sao có thể mắc một lỗi cơ bản như thế được? Thôi thì nhân cơ hội này thăm dò một chút Cố Phong Sơn. Cái này, Bí thư Quách, chúng ta đang dự hội nghị tỉnh ủy mở rộng, sợ là không thích hợp. Lại phải kéo dài thời gian. Nhiệm vụ quan trọng sợ là không kịp đến. Tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần cử vài đồng chí đi giải quyết là được rồi. Cố Phong Sơn hần trừ nêu ý kiến. Đương nhiên là không muốn đưa chuyện này lên đến hội nghị tỉnh ủy. Nói như vừa rồi, chỉ là để mọi người nhớ cái tên Diệp Phàm, lấy một người đi trước làm chủ thôi. Không ngờ Quách Phác Dương còn cáo giả hơn, chắc là muốn làm to chuyện này lên. Cố Phong Sơn đương nhiên không ngờ mọi chuyện kết thúc thế này rồi. Tôi thấy cũng được, sở tài chính xảy ra chuyện lớn thế thì nên làm rõ mọi chuyện đã. Tề Chấn Đào cũng lên tiếng rồi, đoán cũng đoán được là tên nhãi Diệp Phàm cố ý làm to chuyện chính là muốn thu hút sự coi trọng của các vị lãnh đạo tỉnh. Thế thì tác thành cho tên nhóc này vậy. Bí thư Tề, hội nghị ủy viên tỉnh ủy quan trọng như thế nào, sao có thể để lỡ được? Phó Chủ tịch Thường trực Tống Sơ Kiệt với Cố Phong Sơn có cùng ý đồ đen tối. Tất nhiên là giúp hắn rồi. Tôi thấy cũng không có gì là làm lỡ hay không làm lỡ. Chẳng qua cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian thôi mà. Sở Tài chính là cơ quan quan trọng, nhất định không thể loạn được. Nếu mọi người đều hành động giống như đồng chí Diệp Phàm, làm cho công việc ở Sở Tài chính không thể nào triển khai được, thì sau này sẽ thành tiền lệ, ảnh hưởng cực kỳ mạnh. Hay là cứ gọi đến hỏi rõ ràng đi rồi nói tiếp. Nên phạt thì phải phạt, cần phê bình thì không thể cho qua. Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Mã Quốc Chính nói đệm theo. Có vẻ như là đang phê bình Diệp Phàm, thực chất là đang giúp Quách Phác Dương. Ừ, tôi thấy cần gọi đến để hỏi cho rõ. Ai đúng ai sai nhìn là biết ngay. Tuy nói là đồng chí cấp dưới không nên gây chuyện nhưng các đồng chí cấp trên nếu quá đáng quá, quan bi dân phản, cần phải có lời giải thích. Nếu không sẽ làm lạnh tâm huyết của người cấp dưới. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu tỏ thái độ ủng hộ. Ừ, nên gọi đến đây hỏi xem, làm rõ sự thật là nguyên tắc từ trước đến nay của đảng. Bí thư thành ủy Thủy Châu Đo Ân Thiên Hải mới được điều đến cũng gật đầu. Được, đồng chí Hoài Bắc đích thân gọi điên cho Dương Học Chính, Ngọc Sử Giới và cả Diệp Phàm, gọi ba người họ lập tức đến đây. Tôi muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Còn ra thể thống gì nữa? Quách Phác Dương nhăn mặt ra, hừ nói. Diệp Phàm không sợ gì nữa cả đến tỉnh ủy. Còn Dương Học Chính và Ngọc Sử Giới lại luôn căng thẳng, nét mặt trầm ngâm. Hai tên này nắm mơ cũng không nghĩ được là chuyện này lại to đến tận tỉnh ủy. Hơn nữa lại do đích thân bí thư Quách điểm danh muốn nghe nguyên nhân. Hai tên trong bụng có quỷ tất nhiên không thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi được. Giám đốc Sở Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Thiết Thác đến hỏi chuyện rồi. Chuyện này tất nhiên là có dụng ý của nó. Hơn nữa con người Thiết Thác tương đối công bằng. Mọi người đều tin phục ông ta. Chủ nhiệm Thiết, lúc đầu tôi cũng không biết chuyện gì cả. Tôi chỉ là nghe thấy tiếng cãi nhau đến xem thế nào thôi.
hay là để phó giám đốc Ngọc kể tường tận lại quá trình sự việc xem. Lúc này Dương Học Chính lại tìm cách thoát thân, tên nhãi này đã chuẩn bị xong việc đi Việt Đông nhận chức. Tất nhiên là không muốn can thiệp quá nhiều. Tuy nhiên, lúc đầu Dương Học Chính có cơ hội tốt như thế cũng có một phần công của nhà họ Cố. Mà nhà họ Tào ở thủ đô lại có quan hệ tương đối tốt với nhà họ Cố. Tào Quốc Khánh yêu cầu Dương Học Chính làm như vậy, đương nhiên là Dương Học Chính thấy mặt lão già Cố cũng không tiện phản bác Tào Quốc Khánh. Hơn nữa vẫn còn một tin vỉa hè, nghe nói không lâu nữa Tào Quốc Khánh sẽ điều đến Việt Đông đảm nhiệm chức bí thư tỉnh. Mà Dương Học Chính cũng đến Đông Việt đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Có thể tạo quan hệ tốt với hắn là chuyện mà Dương Học Chính muốn thấy rồi. Nhưng chuyện phát triển đến mức này đã vượt ra ngoài dự liệu hắn rồi. Dù vừa nãy là Cố Phong Sơn thầm tiếp sức cho hắn nhưng Dương Học Chính vẫn đang có chút lo lắng, nên nếu đá sang cho Ngọc Sử Giới thì cố gắng đá cho Ngọc Sử Giới. Hơn nữa, đường đường là một bí thư tỉnh như Quách Phác Dương lại đi quản mấy chuyện nhỏ nhặt thế này thì kỳ lạ quá. Dương Học Chính sợ mình lại trở thành vật hy sinh lúc tranh đấu của Quách Phác Dương và vài lão già khác. Nếu để chuyện đi Việt Đông thất bại thì mình thiệt to. Ừ, Phó Giám đốc Ngọc nói trước đi. Khuôn mặt đen đen của Thiết Thác gật gật đầu. Chương 1074, tài năng của lãnh đạo tỉnh ủy. Buổi sáng, đồng chí Diệp Phàm tới Sở Tài chính, chúng ta là người Ngư Dương, đồng chí Diệp Phàm cũng từ Ngư Dương mà đi, cho nên, tôi có thể sắp xếp ông ấy vào được. Ai ngờ hắn vừa đến là hỏi tiền, hơn nữa, dám dựa vào nói hôm trước khoản tiền Bộ Tài chính chuyển đến là cho thôn Đại Vũ của bọn hắn. Việc này tôi không thể chấp nhận. Bởi vì khoản tiền này đúng là Bộ Tài chính chuyển về nhưng cũng không chỉ cho thôn Đại Vũ của Đức Bình. Cho nên, Phó Chủ tịch thành phố Thương Hải đến đòi tiền, tôi đã bàn bạc với đồng chí Dương Giám đốc Sở cảm thấy thị trấn Củng Đồng càng cần khoản tiền này, trước đó đã rút ra 20 triệu rồi, còn lại 10 triệu phải suy xét một chút, xem tình hình thực tế cho ai. Nào biết đồng chí Diệp Phàm chết không tha, tôi bảo anh ta bình tĩnh đi ra ngoài, hắn tức giận đập bàn bảo tôi làm việc không nói, còn ra tay đánh người. Thư ký Lưu của tôi khuyên can, còn bị hắn đánh đẩy vào tường, lưng sưng lên. Sau đó giám đốc Sở Dương có ra mặt, hắn vẫn không nghe. Căn bản không giống đảng viên, lại càng không giống cán bộ đảng, các đồng chí bảo vệ khuyên hắn lại đánh. Tôi không thể không nói, đồng chí Diệp Phàm đi làm cảnh sát hình sự vẫn tốt hơn. Toàn bộ Sở Tài chính vì hắn mà không thể làm việc bình thường được, buổi sáng về cơ bản là chưa làm gì. Cậu nhóc này cũng khá có kinh nghiệm. Có lý. Đương nhiên, Ngọc Sử Giới cũng khá dối trá, đem Dương Học Chính nhân vật số một cột vào trên thuyền của mình. Giám đốc Dương có phải như vậy không? Thiết Thác thản nhiên nhìn Ngọc Sử Giới một cái, hỏi Dương Học Chính. Sự việc đúng là như vậy, khoản tiền này hôm qua tôi và Phó Giám đốc Sở Ngọc đã trao đổi qua, là nên cấp cho thị trấn Củng Đồng. Đồng chí Diệp Phàm quá kích quá, đánh người, làm xáo trộn công tác của Sở Tài chính không nói. Còn giống như công việc của Sở Tài chính chúng tôi dường như do hắn chủ trì, thật sự rất hống hách. Dương Học Chính bị Ngọc Sử Giới kéo xuống ngựa, không có cách nào hơn, đành phải kết hội, nói về Diệp Phàm. Được, đồng chí Diệp Phàm, cậu nói một chút sao rốt cuộc lại thế này. Thiết Thác vẻ mặt vẫn không thay đổi hỏi, những lãnh đạo tỉnh ủy khác đều dương mắt nhìn, căng lỗ tai nghe. Đánh người thì tôi thừa nhận, đó là tự vệ, các vị lãnh đạo. Tôi một mình đến Sở Tài chính dám đập văn phòng người ta sao? Không có cách nào, thôn Đại Vũ là cái quán mục nát, đã thành bãi rác của Đức Bình, vụ án rất nhiều, dân chúng sống trong vòng rác rưởi, rất khổ sở. Tôi sợ không xử lý tốt chuyện thôn Đại Vũ sẽ xảy ra chuyện lớn, bí thư Trang, chủ tịch Lô đều nhìn thấy việc này. Cho nên, từ năm ngoái đã bắt đầu dặn dò tôi cải tạo thôn Đại Vũ, nơi đó có 8 vạn dân sinh xong. Tôi trăm cay nghìn đắng mới đi Bộ Tài chính xin được khoản tiền, Bộ trưởng Tào đồng ý cấp cho chúng ta 30 triệu, hôm trước cũng đúng ngày tiền về đến. Hơn nữa, còn có văn bản gửi kèm xuống phòng chuyên môn của địa ủy và ủy ban nhân dân địa khu Đức Bình. Tôi có giữ một bản, các vị lãnh đạo có thể xem. Diệp Phàm nói lấy từ trong cặp ra một văn bản đẩy tới. Đầu tiên tới tay Quách Phác Dương, y nhìn qua sau chuyển đi. Cậu nói tiếp xem. Thiết Thác vừa nhìn văn bản vừa nói. Sáng nay đến Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Ngọc tiếp tôi, tuy nhiên, không trả tiền. Dựa vào cái gì mà tiền Đức Bình chúng tôi vất vả mới có lại cho thị trấn Củng Đông? Các vị lãnh đạo không cần nói Diệp Phàm tôi ích kỷ,
tư tưởng nhỏ, tôi đúng là một người như thế, ở vị trí nào thì bàn chuyện vị trí đó. Hôm nay tôi ở Đức Bình, phải vì nhân dân Đức Bình mà mưu cầu hạnh phúc, nếu hiện tại tôi nhậm chức ở Củng Đồng tôi cũng sẽ vì nhân dân Củng Đồng suy nghĩ. Quốc lộ Thiên Tường là một minh chứng rất tốt, tôi chỉ là một vị quan nhỏ, tới sở tài chính tỉnh, họ đều là những ông lớn. Tôi là một cục trưởng nhỏ sao có thể đối với bọn họ như vậy? Phó Giám đốc Sở Ngọc nói khoản tiền kia cho ai, tôi dương mắt nhìn. Không có cách nào, tôi chỉ nói không xử lý tốt tôi không đi, bọn họ thân thể cường tráng, văn phòng cũng không cho ở lại, thư ký Lưu Hùng Hổ đuổi tôi đi. Tôi chỉ là không phục mà phản ứng, y ngã sấp xuống, còn mấy người của phòng bảo vệ, toàn bộ chạy lên chú ý đến tôi. May mắn tôi trước đây có làm chút việc nặng, còn có chút sức. Hơn nữa, Phó Giám đốc Sở Ngọc lập tức sa sầm mặt, bảo tôi viết kiểm điểm. Giám đốc Sở Dương cũng không khác gì, tôi không phạm sai lầm hơn nữa một lòng vì nhân dân Đức Bình phục vụ, chẳng lẽ vì nhân dân phục vụ cũng là sai? Dựa vào cái gì bảo tôi viết kiểm điểm? Khoản tiền đó không phải là chuyển cho thôn Đại Vũ chúng tôi sao? Các vị lãnh đạo vừa rồi cũng đã xem qua văn bản, trong lòng rất rõ. Nếu nói Diệp Phàm tôi có hành vi hơi quá khích, tôi thừa nhận cho tổ chức điều tra xử lý. Huống chi các vị lãnh đạo cũng hiểu, chúng tôi ở bên dưới lên tỉnh bàn việc gặp bao nhiêu khó khăn. Diệp Phàm nói một hồi cũng rất có khả năng thuyết phục, thật ra làm cho không ít ủy viên thông cảm. Việc này đồng chí Diệp Phàm có sai, cậu cũng không nên gây náo loạn như thế ở sở tài chính. Có việc có thể báo cáo lãnh đạo cấp trên. Điểm này, tôi phê bình cậu. Thiết Thác tỏ vẻ nói. Tôi thừa nhận thái độ của tôi có chút không tốt, tôi nhận sự phê bình của chủ nhiệm Thiết. Diệp Phàm biết Thiết Thác còn có câu chưa nói, cũng thành khẩn tiếp nhận. Phê bình là được sao? Hành vi này có ảnh hưởng rất lớn, tôi nghĩ tạm thời phải cách chức điều tra. Cố Phong Sơn nắm lấy chủ đề, lạnh lùng nói. Bí thư Cố, tôi còn chưa nói hết, anh chờ một chút. Thiết Thác vẻ mặt kiên quyết, không nể mặt Cố Phong Sơn. Thiết Thác nói như vậy cũng có lý, bởi vì ông ta và Quách Phác Dương đều là ủy ban kiểm tra, tuy xếp hạng trong nội bộ đảng thì Cố Phong Sơn là bí thư đảng quần chúng xếp trước Thiết Thác nhưng trong mọi trường hợp như thế này, Thiết Thác là lớn nhất. Vậy anh nói xem, Cố Phong Sơn vẻ mặt có vẻ hơi trầm xuống nhìn Thiết Thác một cái. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm sao lại dùng hành vi quá khích này? Nói vậy các vị lãnh đạo ngồi ở đây đều biết rõ. Tôi rất đồng ý với đồng chí Diệp Phàm ở việc một lòng vì nhân dân, bất kể được hay mất mạo hiểm cả chức vụ của mình. Thiết Thác nói đến đây, đột nhiên đập bàn quát lớn. Đồng chí Ngọc Sử Giới, đồng chí Dương Học Chính, các anh biết mình sai ở chỗ nào không? Việc này thật sự chúng tôi không rõ, chủ nhiệm Thiết, chúng tôi làm việc hình như không sai. Dương Học Chính và Ngọc Sử Giới trước sau đều nói vậy. Đúng không? Bộ Tài chính gửi khoản tiền này không phải là cho thôn Đại Vũ của Đức Bình sao? Thiết Thác hỏi. Có phần là như vậy, cũng không phải chỉ khoản tiền này, có lẽ khoản tiền cho thôn Đại Vũ chuyển đến sau. Dương Học Chính đáp. Có lẽ, ha ha, hai anh làm lãnh đạo của sở tài chính sao lại không biết khoản tiền này không phải chuyển cho thôn Đại Vũ? Thiết Thác lợi hại, áp dụng phương pháp hỏi ngược lại. Dương Học Chính có phần lo lắng, Ngọc Sử Giới cũng vậy. Việc này, chúng tôi cho rằng thị trấn Củng Đồng thành phố Thương Hải cần thiết hơn. Ngọc Sử Giới một lần nữa nói. Đừng nói chuyện khác, nói xem sở tài chính các anh tại sao lại cho rằng khoản tiền này không phải chuyển cho thôn Đại Vũ. Thiết Thác vẫn không chuyển chủ đề khác. Trên công văn không nói khoản tiền này chuyển cho thôn Đại Vũ. Chỉ nói là cấp tiền cho thôn Đại Vũ. Chúng tôi cho rằng gửi đến sau. Dương Học Chính suy nghĩ nhanh, nghĩ ra một lý do qua loa tắc trách một chút. Thật ra Dương Học Chính cũng hiểu, lời của y cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Có thể ngồi ở đây đều là tỉnh ủy viên, không phải ngu ngốc. Hừ, các anh cho rằng, lãnh đạo Bộ Tài chính ăn cơm no không có việc gì làm, đột nhiên gửi một công văn, hơn nữa vừa lúc khoản tiền này được chuyển xuống. Thiết Thác hừ lạnh lùng nói, Ngọc Sử Giới trên trán bắt đầu toát mồ hôi. Ha ha, trùng hợp thật đúng là nhiều. Các vị lãnh đạo đều đã đọc qua công văn, ngay cả mốt xu cũng không kém. Bộ Tài chính nói cấp cho thôn Đại Vũ chúng tôi 30 triệu thì công văn cũng gửi xuống sở tài chính 30 triệu, chẳng lẽ vấn đề này còn chưa rõ ràng sao? Diệp Phàm đột nhiên nói. Thiết Thác nhíu nhíu mày, hừ nói. Câm miệng cho tôi,
đây có phải để cậu xen vào đâu, cậu cho là các lãnh đạo ngồi đây đều là người mù, 30 triệu lớn như vậy không nhìn thấy có phải không? Suy nghĩ này của cậu không được, vì nhân dân cũng phải có quyết tâm, các lãnh đạo sao lại không suy xét đến thôn Đại Vũ của các cậu? Có lẽ lúc đó cậu bình tĩnh một chút bàn bạc với Giám đốc Sở Dương và Phó Giám đốc Sở Ngọc, bọn họ cũng sẽ suy xét đến tình hình thực tế, chuyển 30 triệu từ địa phương khác lại đây thì đã không có chuyện này. Giám đốc Dương, Phó Giám đốc Ngọc, các anh thấy có đúng không? Thia Thác thật sự lợi hại, nhằm vào hai người Dương Ngọc, lại tâng bốc lãnh đạo tỉnh. Nhìn ngoài có vẻ như phê bình Diệp Phàm nhưng thực ra là bắt ép Giám đốc Dương và Phó Giám đốc Ngọc bày tỏ thái độ, lập tức rút ra 30 triệu. Tin rằng lúc này Dương Học Chính và Ngọc Sử Giới không còn dám mạnh miệng vớ vẩn nữa. Quả nhiên là như vậy. Vâng, tôi và Phó Giám đốc Ngọc đã suy xét đến tình hình thực tế của thôn Đại Vũ, cũng đã định, khoản tiền từ Bộ Tài chính chắc chưa tới, tính rút trước 30 triệu từ Sở Tài chính cấp để cải tạo thôn Đại Vũ. Ngoài ra chúng tôi xét đến tình hình thực tế của thôn Đại Vũ, còn cấp cho thôn Đại Vũ thêm 10 triệu. Chỉ có điều đồng chí Diệp Phàm có lẽ rất vì dân chúng, cho nên không nói rõ ràng. Việc hôm nay chúng tôi đều có trách nhiệm, xin mời các vị lãnh đạo phê bình. Dương Học Chính lập tức bày tỏ thái độ, Ngọc Sử Giới cũng vội vàng phụ họa gật đầu, anh ta đến giọt mồ hôi trên trán cũng không dám giơ tay lau đi. Ha ha, hai vị giám đốc Sở rung động vì thôn Đại Vũ, một lòng vì dân chúng tôi rất vui mừng, nếu hai vị suy xét tới rồi, thì lập tức rút ra 40 triệu cấp cho thôn Đại Vũ của Đức Bình. Về phần đồng chí Diệp Phàm, cũng là vì dân chúng nên trong lòng có chút nóng nảy, tình có thể nguyên. Tuy nhiên về sau nên chú ý, có việc gì phải trao đổi. Đương nhiên, cũng hy vọng các lãnh đạo cũng có thể công bằng, suy nghĩ cho các đồng chí bên dưới, nói thật ngồi ở đây đều là lãnh đạo nòng cốt của Nam Phúc. Cấp dưới tình hình như thế nào các vị đều rõ trong lòng. Thiết Thác cứng rắn buộc hai người Dương Ngọc lập tức rút tiền. Quay đầu lại hỏi Doách Phác Dương nói. Bí thư Quách, anh thấy có được không? Chương 1075, Chủ tịch tỉnh phí nhắc nhở. Được, việc này cứ như vậy đi. Tuy nhiên, ba đồng chí sau khi về phải suy nghĩ lại chuyện ngày hôm nay đã làm những gì, đồng thời phải nhớ kỹ mình là đảng viên, phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu mới đúng. Nhìn Diệp Phàm chúng ta thấy hy vọng của tỉnh Nam Phúc. Một thế hệ trẻ đang dần trưởng thành, tôi rất vui mừng. Đồng chí Diệp Phàm, sau khi về hãy làm tốt công việc của thôn Đại Vũ. Dùng thật tốt số tiền 40 triệu kia, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, 8 vạn dân chúng thôn Đại Vũ giao cho cậu. Nếu không thể làm tốt công việc, Quách Phác Dương tôi không đồng ý. Còn nữa, nếu Bộ Tài chính có thành ý như vậy, tỉnh Nam Phúc chúng ta đương nhiên không để cho họ cười chê. Như vậy đi, với tình hình thực tế ở Đức Bình, tỉnh cấp thêm cho thôn Đại Vũ 20 triệu để cải tạo đi. Quách Phác Dương nói đến đây, quay sang nhìn người mới đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh cách đây không lâu Phí Mãn Thiên, hỏi. Chủ tịch Phí, anh xem có được không? Người này, vừa nói ra đã là 20 triệu, một đống tiền bị ông làm cho không có gì. Tuy nhiên, Phí Mãn Thiên cũng mỉm cười gật đầu. Ừ, bí thư Quách nói được là được, 20 triệu không nhiều lắm. Rõ ràng 30 triệu thôi vậy. Giám đốc Sở Dương, việc này giao cho anh, trong vòng 3 ngày trực tiếp đem tiền chuyển xuống dưới. Phí Mã Thiên nói xong đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái cười nói. Cậu nhóc, có đảm bảo, khoản tiền này giao cho cậu, sau khi hoàn thành việc cải tạo thôn Đại Vũ tôi sẽ đến xem, nhất định phải quản lý sử dụng tốt khoản tiền này. Bí thư Quách, Chủ tịch tỉnh Phí, các vị lãnh đạo yên tâm, tất cả đều dùng để cải tạo thôn Đại Vũ. Chỉ có điều số tiền này khá lớn ở tỉnh 30 triệu, hơn nữa Bộ Tài chính 30 triệu, còn có Giám đốc Sở Dương đồng ý 10 triệu, gần 70 triệu. Tôi sợ một cục trưởng nhỏ không chủ trì được một việc lớn như vậy. Tôi cảm thấy hay là Bí thư Trang và Chủ tịch Địa khu Lô đến xử lý. Diệp Phàm khiêm tốn nói, thực ra mượn cơ hội nắm lấy quyền quản lý khoản tiền này trong tay. Nếu không trở lại Đức Bình, không biết có bao nhiêu người nhìn theo khoản tiền này. Ha ha. Đồng chí Tiểu Diệp rất khiêm tốn, quốc lộ thiên tường vài trăm triệu cũng có thể quản lý được, mấy ngàn vạn còn có thể làm khó câu. Nghe nói cậu ở Ngư Dương đã được người ta gọi là nguyên chủ tịch thị trấn trăm triệu, không phải là chức quan càng lớn lá gan càng nhỏ chứ. Người thanh niên, hơi bốc đồng thật là tốt, điềm đạm là tố chất cán bộ cần nhưng không có sự bốc đồng thì không thể có chí tiến thủ.
Ngoài ra cậu phải tin tưởng vào con mắt của bí thư Quách và chủ tịch Tỉnh Phí, bọn họ chọn cậu, chẳng lẽ cậu không tự tin, vừa rồi gây rối cũng đâu sợ ai. Tề Chấn Đào nhân dịp này nói một câu, lập tức mọi người cười vang. Tốt lắm, ba anh đều về đi, hội nghị của chúng ta còn phải tiếp tục tiến hành, xem ra phải kéo dài thời gian. Quách Phác Dương cười rất thoải mái, bộ máy đoàn kết. Dương Học Chính và Ngọc Sử Giới nếu không dám gây phiền phức, một hồi đi vay mượn khắp nơi, hôm sau liền đem 70 triệu gửi xuống cục tài chính Đức Bình. Lô Trần Thiên đang định giữ lại mấy ngàn vạn dùng cho việc xây dựng toàn bộ địa khu Đức Bình, tuy nhiên Lô Minh Châu gọi điện thoại đến biết khoản tiền này là bí thư Quách tự mình giao, lãnh đạo tỉnh ủy đều theo dõi, Lô Trần Thiên đều phải nhịn đau, đem 70 triệu không thiếu một xu giao cho Diệp Phàm, chủ trì ủy ban xây dựng thôn Đại Vũ. Trang Thế Thành thầm buồn cười, không có tiền, chủ tịch địa khu Lô cũng tự buồn. Hơn nữa Trang Thế Thành ác hơn, ngày hôm sau đã có công văn xác nhận chức vụ chủ nhiệm bí thư ủy ban xây dựng thôn Đại Vũ Diệp Phàm. Cũng làm cho nhiều vị cán bộ nhìn chằm chằm khoản tiền này đau lòng muốn nhảy lầu. Mà việc khai thác phát triển thôn Đại Vũ từ một thôn rác rưởi thành cái bánh ngon. Có 70 triệu khởi động, Đại sư Trương Đạo Lâm đi cùng chủ tịch tỉnh Phí tự mình cắt băng bước vào giai đoạn khai thác, phát triển, đồng thời tiến hành thu hút đầu tư. Đang thời kỳ hy vọng lập tức có vài khách hàng lớn. Tuy nhiên, sau khi cắt băng khánh thành, chủ tịch tỉnh Phí gặp Diệp Phàm. Chủ tịch tỉnh Phí, chào ngài. Diệp Phàm lên tiếng chào. Ừ, ngồi đi. Phí Mãn Thiên nhìn Diệp Phàm một cái nói. Cây cầu ở sườn núi Nguyệt Nga đã khởi công chưa? Phí Mãn Thiên biết rõ còn hỏi. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, đây là lãnh đạo đang nhắc nhở mình về chuyện công ty xây dựng số 1 Nam Hoa. Đã khởi công, công trình tiến triển rất thuận lợi. Diệp Phàm giấu giếm chờ Phí Mãn Thiên nhắc nhở mình. Ừ, cây cầu ở sườn núi Nguyệt Nga là công trình trọng điểm, công ty xây dựng số 1 Nam Hoa là một trong 3 công ty tốt của tỉnh. Đối với chất lượng công trình, hẳn là tin tưởng được. Phí Mãn Thiên hình như rất quan tâm đến cây cầu ở núi Nguyệt Nga. Diệp Phàm biết ông ta không phải chú ý đến cây cầu mà nhìn đến việc xây dựng thôn Đại Vũ. Xem ra ông ta cấp thêm 10 triệu chính là vì việc này. Chu Tiểu Hồng là cháu gái ông ta, quốc gia kiếm tiền tư nhân bao thầu, hơn nữa, quang minh chính đại, cớ sao không làm. Vâng, công ty xây dựng số 1 Nam Hoa là một công ty lớn, có tiếng ở mấy tỉnh phía Nam chúng ta. Hơn nữa, các công trình từ trước đến nay, công ty xây dựng số 1 Nam Hoa làm không tồi, chất lượng chắc chắn tin được. Với những công ty đã được kiểm tra chất lượng, Ủy ban khai thác phát triển thôn Đại Vũ ở 2 công trình quan trọng cũng sẽ cân nhắc. Chung cư liên quan đến hàng nghìn hộ dân, không làm qua loa được. Huống chi, Tổng Giám đốc công ty xây dựng số 1 Nam Hoa có năng lực, chúng tôi đã có mối quan hệ hợp tác rất tốt. Tôi cũng hy vọng, mối quan hệ hợp tác này có thể tiếp tục. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Nhưng ý là sẽ ưu tiên công ty xây dựng số 1 Nam Hoa. Ừ. Ủy ban khai thác phát triển thôn Đại Vũ các cậu quan tâm đến các công ty đã qua kiểm định chất lượng công trình là rất tốt. An toàn xây dựng liên quan đến ngàn vạn hộ dân, càng quan trọng trong việc xây dựng thôn Đại Vũ các cậu. Tìm một công ty uy tín, chất lượng đã được kiểm định, phát triển thôn Đại Vũ, bọn họ cũng có thể nâng cao thương hiệu thôn Đại Vũ. Vì sao mỗi thành thị đều có dấu ấn xây dựng riêng, sẽ thể hiện ở đây, tôi hy vọng thôn Đại Vũ cũng có dấu ấn xây dựng của chính mình. Có lẽ, còn có thể trở thành dấu ấn xây dựng của toàn nước Bình, cũng có lợi cho thu hút đầu tư. Phí Mãn Thiên suy nghĩ trước nói cũng có lý, tuy nói là rõ ràng dành tình cảm cho công ty xây dựng số 1 Nam Hòa nhưng thực sự làm cho người ta tìm không thấy một chút nhược điểm. Diệp Phàm âm thầm khâm phục. Diệp Phàm gật đầu, Phí Mãn Thiên cũng vừa lòng. Tuy nhiên buổi tối khá náo nhiệt, điện thoại của Diệp Phàm bận liên tục, đều là các công ty xây dựng gọi đến. Hơn nữa vì tranh giành miếng bánh thôn Đại Vũ này, lãnh đạo tỉnh đến địa khu đều gọi đến hỏi thăm, nói chuyện tình nghĩa làm Diệp Phàm phiền chết. Hầu Tổng Ôn Bảo Linh đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Diệp Phàm thấy không nên tiếp bọn họ, mà Ôn Tín Niên cũng gọi điện thoại đến, đương nhiên là thầm vì công ty Thiên Lạc của Ôn Bảo Ninh. Cả Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên cũng gọi điện chỉ thị, đương nhiên, bọn họ cũng có người của chính mình, đặc biệt Lô Trần Thiên. Không phải là có cậu ở công ty xây dựng số 1 Nam Hoa, công ty xây dựng khá. Tăng nhiều cháo ít, tất cả đều là các công ty xây dựng đã được kiểm định chất lượng công trình, bảo mình cho ai.
đánh tan toàn bộ cũng không phải cách. Diệp Phàm bực tức nói, thậm chí hơi hối hận vì đã nhận 70 triệu. Có quyền thì tốt nhưng quyền lực cũng là con dao hai lưỡi, Diệp Phàm may mắn không lo tiền nếu không, có thể ngã quỵ ở thôn Đại Vũ hay không cũng khó nói. Hơn nữa, đắc tội với người khác, Ôn Bảo Linh 5 lần 7 lượt 10 Diệp Phàm không dám lộ diện, Ôn Bảo Linh đương nhiên tức giận hừ nói. Có phải bộ dạng tôi xấu tới mức cậu không dám gặp mặt? Tôi đang ở phòng số 8 Khang Kiều biệt viện chờ cậu, cậu tới hay không, nếu không thì gọi Hồng Ngẫu và Trần Lôi. Cậu đang đùa với tôi phải không? Chị Ôn, tôi có khổ tâm, nhân tình thì nhiều, ngàn lần đừng gọi các cô Hồng Ngẫu, người ta đã kết hôn với Trần Lôi, ảnh hưởng không tốt. Diệp Phàm cười khổ nói. Không gọi, được, cậu có đến hay không? Đến. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, lúc này thật ra cũng chưa hề nghĩ gì chỉ cần đỡ đau đầu. Phòng số 8. Diệp Phàm từ từ đi vào, không thấy Ôn Bảo Linh ra đón, thầm nghĩ, hay là cô ta chưa tới, mình có vẻ nóng nảy quá. Hành lang nhỏ từ xa đã nhìn thấy một ngọn nến màu hồng. Một cô nàng như thiên sứ tóc dài, cơ thể mỏng manh trong bộ quần áo trắng nõn đang ngồi gần bờ ao, mông lung nhìn ngọn nến, có vẻ rất thần bí. Sao lại thế, không biết nữa. Thấy Diệp Phàm có vẻ thẫn thờ, Ôn Bảo Linh quay đầu lại, thản nhiên cười, giống như hoa mẫu đơn nở trong đêm, cao quý mà thanh nhã. Đẹp quá. Diệp Phàm khen một cậu ngồi xuống, Ôn Bảo Linh lúc này không ngờ quỳ xuống rót rượu cho Diệp Phàm. Chị. Diệp Phàm vội vàng đỡ cô dậy từ chối cười nói. Đại cục trưởng, nghe nói người Trung Quốc chúng ta thích phụ nữ Nhật Bản dịu dàng, anh xem, trên TV chiếu các cô nàng có khách đến đều quỳ xuống rót rượu, đây là lễ nghĩa thôi, chị Ôn đêm nay cho cậu làm đại gia một lần, ha ha. Chị Ôn, tôi, làm sao có thể được chị như vậy, chuyện công trình chị không cần phải nói nữa, tôi đã tính toán trước rồi. Diệp Phàm nói, không cần nói chuyện công trình. Ôn Bảo Linh giơ tay đè môi Diệp Phàm. Tôi có ý khác. Tôi bia cậu sẽ không quên công ty nhỏ của tôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, cậu vẫn chưa cho tôi cơ hội. Tôi chưa đến 28 tuổi, bằng tuổi này, nhiều người đã có con 4-5 tuổi. Tuy nhiên tôi có một tâm nguyện, cũng có thể nói là tâm nguyện của ba tôi. Công ty Thiên Lạc là do ông ấy xây dựng nên. Trước đây ba tôi chỉ là một thợ làm gạch thấy dân sống như vậy không thấy tiền, cảm thấy như vậy không được, cho nên, lập nên công ty xây dựng. Công ty Thiên Lạc lúc đó ít, chỉ có 8 người, hiện tại cũng có mấy trăm người, ba khi còn sống vẫn dặn dò tôi, phải làm cho công ty phát triển, cố gắng tuyển nhiều người. Sau đó bác tôi Ôn Tín Niên tìm một ít công trình giao cho chúng tôi, sau vài năm cũng phát triển đi lên. Tuy nhiên xã hội cạnh tranh ngày càng nghiêm trọng, nhiều công ty thương hiệu lâu đời như công ty xây dựng số 1 Nam Hoa, tập đoàn Vũ Thành, còn có công ty Vạn Thông, chúng tôi rõ ràng kém hơn. Lần trước quốc lộ thiên tường cậu chiếu cố chúng ta buôn bán lời mấy trăm vạn. Tuy nhiên công ty trước đây còn nợ tiền gia công, nhưng còn lại đến 200 vạn, mua máy móc lại trống trơn. Ôi! Chương 1076, phòng kinh tế nhỏ. Ừ, công ty lớn tài chính hùng hậu, các công trình hiện tại đều do các công ty ứng ra trước một khoản nhất định để làm công trình, sau đó chủ đầu tư mới trả tiền. Không có lượng vốn hùng hậu làm hậu thuẫn, muốn nhận công trình cũng khó. Bảo phó chủ tịch địa khu Ôn cho các chị vay ít tiền hẳn là không khó. Diệp Phàm hỏi. Cho vay mấy trăm vạn, chưa trả hết, giờ lại vay, bao giờ mới trả được. Mà công trình thôn Đại Vũ mới khởi động với số tiền 70 triệu, đây mới là nguyên nhân các công ty tập trung sự quan tâm. Bởi vì công trình vừa khởi công đã có thể lấy bằng đấy tiền, mình sẽ không phải ứng ra nhiều lắm. Ôn Bảo Linh vừa rót rượu cho Diệp Phàm vừa nói. Hai người uống mấy chén rượu cơ thể bắt đầu nóng lên, Ôn Bảo Linh tuy nói tửu lượng cũng được nhưng dù sao cũng là con gái, mặt cũng đã ửng đỏ. Nhìn dưới ngọn đèn hồng thật mê người. Hơn nữa, bộ váy mày trắng trong suốt kia, da thịt lúc ẩn lúc hiện làm Diệp Phàm có chút sao động chỉ có điều phải cố chịu đựng. Muốn nhìn thì nhìn còn giả vờ che giấu thấy ghét. Ôn Bảo Linh thấy ánh mắt của Diệp Phàm, không khỏi sẵng giọng lườm Diệp Phàm một cái. Ôi, Bảo Linh! Chị rất lương thiện không thích hợp quản lý công ty. Diệp Phàm lắc đầu. Ha ha, tôi đúng là lương thiện với công nhân của mình, nhưng đối với lãnh đạo các anh thì chưa chắc. Bọn họ không chiếm được sự ưu ái của tôi. Ôn Bảo Linh cười nhạt, nụ cười như hoa nở. Câu này đầy ẩn ý. Vậy chị không sợ tôi?
Diệp Phàm trêu đùa. Tôi tự nguyện. Nói xong, cúi đầu có chút ngượng ngùng. Rất vinh hạnh. Diệp Phàm nói ra ba chữ này, nhẹ nhàng kéo cô nàng vào ngực, cũng không có động tác gì, cứ như vậy ôm, cảm giác được mùi hương của đối phương. Tôi có phải rất xấu đúng không? Người con gái đang tựa vào ngực đột nhiên hỏi. Chị đương nhiên xấu. Diệp Phàm cười nói, thấy Ôn Bảo Linh ngước mắt lên, mới vừa cười vừa nói. Với người đàn ông khác, cô đúng là xấu, nhưng đối với tôi, cái xấu của cô biến thành trong sáng. Ngụy biện. Ôn Bảo Linh hừ nói. Có phải anh cho rằng tôi là người phụ nữ tùy tiện? Cô, không phải. Diệp Phàm cười nói, kéo cô sát vào, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Cô không ngờ rất bất ngờ hình như chưa từng trải qua việc này, hai người nồng nhiệt hôn, thật lâu mới buông ra. Động tác của cô không tự nhiên. Diệp Phàm cười như không. Hừ, anh hôn qua nhiều phụ nữ, ngựa quen đường cũ, tôi chỉ hôn một người. Ôn Bảo Linh lườm Diệp Phàm một cái. Càng vinh hạnh ha ha. Sợ cười, tuy nói có khi là gặp dịp chơi nhưng đối với người lần đầu tiên trong lòng cũng rất thoải mái, việc này giống như một người đàn ông hư danh, độc ác. Đồ xấu xa. Ôn Bảo Linh hừ nói. Bảo Linh, nếu phải làm một công ty lớn, cũng phải tính toán tổ chức lại, mau chóng kiếm tiền, sát nhập một số công ty nhỏ, mới có thể phát triển mạnh được. Bằng không, tài chính và nhân lực đều yếu hơn các công ty khác, cô lấy gì cạnh tranh với người ta. Còn nữa, tuy là cha cô có giao lại nhưng cô cũng đừng theo đuổi việc đó, công ty có điều lệ của công ty, không có quy củ thì không phải là công ty, việc này chắc cô hiểu. Nên thế nào thì làm thế, đừng theo cảm tính. Cô nhìn những tập đoàn gia đình của nước ngoài, mặc dù là người thân, nhưng anh em ruột thịt cũng tính sổ, cứ theo điều lệ công ty làm việc. Nếu không, mặc dù là cô có thể lên mặt nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn không phát triển được. Năm bè bảy mảng không có sức tập trung, như vậy muốn công ty tồn tại và phát triển căn bản là không có khả năng. Diệp Phàm bắt đầu quan tâm tới công ty của cô. Tôi hiểu rồi. Tôi đối với bọn họ tốt nhưng cũng không phải là để mặc bọn họ. Nếu không, công ty Thiên Lạc cũng không phát triển nhanh như vậy, thôn Đại Vũ của Đức Bình chính là cơ hội tốt, chỉ cần kiếm được tiền, chúng tôi có thể sát nhập một vài công ty nhỏ. Ôn Bảo Linh cười giơ tay xoa nhẹ bộ ngực của Diệp Phàm. Thôn Đại Vũ, tuy nói là chiếc bánh ngọt nhưng công ty các cô không thể có được nhiều hạng mục, ôi! Diệp Phàm thở dài. Tôi biết anh cố hết sức, có phải có cấp trên ép xuống dưới? Chủ tịch mới của công ty xây dựng số 1 Nam Hoa Chu Tiểu Hồng lai lịch nghe nói rất lớn, có phải đã làm khó dễ? Ôn Bảo Linh tin tức cũng rất nhanh, đoán cũng rất chuẩn, xem ra Ôn Tín Nhiệm cũng nghe phong phanh về Trang Thế Thành. Không nói được, thôn Đại Vũ tôi sẽ cho các công trình trên dưới 500 vạn. Đây cũng là cố gắng giúp đỡ công ty của địa phương, nhằm giúp đỡ các công ty phát triển. Đương nhiên, giá trị công trình sẽ ít đi. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng để chọn ra những công trình béo bở cho các cô. Tuy nhiên, các cô phải đảm bảo chất lượng mới là vật đảm bảo căn bản nhất cho sự tồn tại của các công ty lớn. Một lần có sự cố, có lẽ sẽ bắt chết một công ty. Diệp Phàm vẻ mặt cẩn thận, cũng hiểu được trọng trách trên vai. Cảm ơn, ít nhất cũng có thể kiếm được một ít. Ôn Bảo Linh cho dù có chút mất mát, nhưng vẫn cố gắng che giấu. Cô sẽ không trách tôi bạc tình chứ? Diệp Phàm cười nói, xoa xoa đầu cô, khen. Thơm quá. Tuy nói là công trình có 500 vạn nhưng tôi tin tưởng anh đã cố hết sức nếu không ngay cả công trình 500 vạn cũng không có. Ôn Bảo Linh giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp đùi Diệp Phàm. Hai tiếng trôi qua, hai người chỉ ngồi uống một chút rượu, Diệp Phàm chỉ nhẹ nhàng ôm cô, có khi vuốt ve một chút lưng của cô, không có hành động gì khác. Muốn mân mê bộ ngực nhưng Diệp Phàm nhìn không động bởi vì hắn sợ làm tổn thương cô. Bảo Linh, tôi có quà tặng cho cô. Diệp Phàm khẽ cười nói. Đưa đây. Ôn Bảo Linh trừng mắt nhìn, giơ tay ra. Đồ vật này quá lớn, tôi không thể đem vào. Diệp Phàm mỉm cười chuyển sang chuyện khác nói. Bảo Linh, nếu đêm tôi làm một số chuyện khác người với cô có oán tôi không? Thân này cho anh. Nếu anh không lấy tôi sẽ không cho người đàn ông nào động đến. Ôn Bảo Linh nói một câu rất thẳng thắn làm Diệp Phàm cảm động. Tốt, cô lấy thân này đối đãi, ngày mai cô đến cục xây dựng ký hợp đồng. Diệp Phàm đột nhiên hào hứng. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, Diệp Phàm có cảm giác về mặt tiền vốn như trứng chọi đá, việc này không có cơ sở kinh doanh của chính mình,
đi khắp nơi lấy được tiền, nhờ người ta đến đầu tư cũng không phải hay. Diệp Phàm đã nghĩ đến việc thành lập một phe cánh kinh tế của chính mình, tự mình muốn lập một công ty quy mô. Tuy nhiên, về việc này còn phải bồi dưỡng một số công ty để hình thành một vòng tuần hoàn kinh doanh. Về sau việc xây dựng và phát triển kinh tế có thể trợ giúp. Công ty Thiên Lạc của Ôn Bảo Linh và tập đoàn Vũ Thánh của Hầu Kim An đều là đối tượng mà Diệp Phàm chuẩn bị. Trong sự cho phép sẽ ưu ái hơn để bồi dưỡng họ, sau có thể mượn lực để làm ra lực. Mà gần đây Hạ Hải Vĩ đang bận điều tra Thứ trưởng Bộ Công an Lâm Thiên Dân đào trộm mộ cổ quốc gia. Lão Hạ rất cẩn thận bởi vì Lâm Thiên Dân không phải người bình thường, tuyệt đối không thể buông tha con cá lớn này. Hơn nữa, đây là phát pháo đầu tiên kể từ khi Hạ Hải Vĩ nhận chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, rất quan trọng, nếu có thể thành, có lẽ có thể lọt vào mắt của một số lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật. Muốn làm việc ở Ủy ban Kỷ luật không có năng lực nhất định chỉ dựa vào quan hệ cũng không được, đương nhiên quan hệ cũng quan trọng hơn. Mà Hạ Hải Vĩ được phân công một bộ phận của Ủy ban Kỷ luật. Năm nay cũng có hai ủy ban kỷ luật huyện phải xây lại nhà làm việc. Tuy nói công trình giá trị không lớn nhưng mũi tốt xấu cũng là thịt, vì tình cảm riêng tất nhiên bị Diệp Phàm kéo lại đây. Hạ Hải Vĩ bận chuyện điều tra Lâm Thiên Dân cho nên cũng không sao cả. Không phải thôn Đại Vũ có ủy ban sao? Ôn Bảo Linh không hiểu, bởi vì việc xây dựng trụ sở cục xây dựng là bí mật, tiền là cũng từ ban điều hành quốc lộ Thiên Tường lấy từ phí chuyển nhượng cái gọi là khu huấn luyện sườn núi Nguyệt Nga của sư đoàn chủ lực số 1. Tề Trấn Đào đồng ý cho Ủy ban Nhân dân địa khu Đức Bình 400 vạn, Lô Trần Thiên đồng ý với Diệp Phàm, trực tiếp chuyển đến tài khoản của cục xây dựng. Ha ha, hôn tôi một cái tôi sẽ nói cho cô. Diệp Phàm tự đại trừng mắt nhìn Ôn Bảo Linh. Được. Ôn Bảo Linh mỉm cười, thật sự đưa môi lại gần hôn một cái. Nụ hôn của cô cũng không rẻ, nụ hôn vừa rồi đáng giá 4 triệu. Diệp Phàm cười nói. Không phải nói 5 triệu, sao lại thành 4 triệu? Ôn Bảo Linh có vẻ giận. 5 triệu kia không tính, là cục xây dựng chúng tôi chuẩn bị xây trụ sở làm vệ ích, chuẩn bị đầu tư 400 vạn, trước đó Ủy ban Nhân dân, địa ủy cho 200 vạn, trước kia bí thư cho tôi 200 vạn có thể chuyển đến từ số tiền cải tạo thôn Đại Vũ. Đó là 4 triệu, ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt trầm ngâm cười nói. Đáng ghét, không nói sớm. Ôn Bảo Linh sẵn giọng, mắng yêu Diệp Phàm. Lại hôn hai cái nữa, còn có món quà nhỏ chưa đưa. Diệp Phàm tiếp tục cười nói. Thật sự còn. Ôn Bảo Linh hai mắt mở to, không do dự hôn Diệp Phàm hai cái. Diệp Phàm nói về chuyện cấp dưới của Hạ Hải Vĩ xây trụ sở làm việc của Ủy ban Kỷ luật huyện. Có phải giá trị nhỏ hay không Bảo Linh? Diệp Phàm trêu chọc. Anh không để cho tôi xây nhà tôi cũng hôn. Ôn Bảo Linh lườm hắn một cái, rất đưa tình, Diệp Phàm ôm chặt người, rồi buông ra hai người rời khỏi Khang Kiều biệt viện. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng đã quyết định chia xong cái bánh ngọt, Diệp Phàm cũng thoát khỏi nhiều tâng vây. Kết quả nói tóm lại cũng được, công ty xây dựng số 1 Nam Hoa của Chu Tiểu Hồng nhận khối lượng lớn nhất, gần 1.000 vạn. Tập đoàn Vũ Thánh có số vốn hùng hậu. Thực lực cũng không kém gì công ty xây dựng số 1 Nam Hoa lại được Diệp Phàm dành tình cảm riêng. Cho nên, cũng được công trình giá trị gần 1.000 vạn. Hầu Kim Anh bảo mình gặp quý nhân, từ khi quen biết Diệp Phàm tới này, công trình cứ liên tục đến, quốc lộ Thiên Tường cũng lời chút ít, không thể tưởng tượng công trình thôn Đại Vũ lại đến. Tổng giám đốc Hầu cảm thấy băn khoăn, lén lút lấy 50 đưa cho Diệp Phàm. Tuy nhiên bị Diệp Phàm dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối nói. Tổng giám đốc Hầu, nếu còn làm như vậy thì chúng ta sẽ không còn là anh em gì nữa, tình cảm dừng ở đây. Nói thật, tôi không thiếu tiền, đời này cũng không định kiếm tiền trên quan trường. Nếu cảm thấy băn khoăn, có thể quyên tặng một chút dụng cụ, bàn học cho bọn nhỏ là được, ha ha. Chương 1077, làm người yêu. Hầu Kim An rất khâm phục, gật đầu nói. Chủ nhiệm Diệp, nói thật tôi vẫn chưa hiểu rõ a hát. Hơn một năm quen biết, anh là một số ít lãnh đạo chân chính vì dân chúng. Hơn nữa, thành tích cũng rất hiếm. Không cần nói đâu xa, Ma Xuyên thay đổi nhiều, quốc lộ Thiên Tường là một công trình lớn, lại có thôn Đại Vũ sắp thay đổi, đều là do anh làm nên. Anh không biết, trong lòng nhân dân Ma Xuyên hiện nay anh như thần, đặc biệt là xã Kim Đào mấy vạn dân ở đó mỗi ngày đều nhắc đến lòng tốt của anh. Đã lại đến mùa đào, bọn họ đang đợi anh về. Bọn họ đã chuẩn bị một gánh lớn quả đào để chiêu đãi anh. Một đời ăn ở,
có thể làm được như vậy, cũng coi như đi đến cảnh giới cuối cùng. Anh là người bạn mà tôi đáng quen biết nhất, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Đương nhiên, anh cũng có thể nhìn thấy tập đoàn Vũ Thánh không ngừng phát triển lớn mạnh. Tổng Giám đốc Hầu, quan hệ của anh với cô nàng Triệu không tồi, ha ha. Diệp Phàm đột nhiên cười nói, quen biết Hầu Kim An đã lâu, cũng coi là bạn bè, nói năng cũng thoải mái. Ha ha, chủ nhiệm Diệp nếu có ý tôi có thể nói vài câu, bắt cô là được, tuy nhiên, cô Triệu tính tình có chút bướng bỉnh. Đương nhiên, chủ nhiệm Diệp là cán bộ ưu tú như vậy Triệu cô nương không thể không động lòng. Hầu Kim An nhún vai, cười thầm trong bụng. Không không, Tổng Giám đốc Hầu, anh hiểu sai rồi, không phải tôi có ý đó, tôi thấy hình như là anh. Thật ra đại trưởng phu có điều không thể, nếu có thể sẽ đi làm. Tổng Giám đốc Hầu đến giờ còn độc thân, hoàn toàn có thể khuất phục Triệu cô nương. Rất xứng đôi, thường thường con gái giống cô nương Triệu rất có cá tính, sau đó cô sẽ thành thật theo anh. Hơn nữa, để anh quản lý công ty, như vậy là một bà xã đích đáng, cũng là một trợ thủ tương đối tốt. Làm tổng công ty của Giám đốc Hầu lớn mạnh hiếm có. Xây dựng thôn Đại Vũ vững vàng tiến hành. Quốc lộ thiên tường cũng khí thế ngất trời, trụ sở làm việc cục xây dựng địa khu cũng đang phá đi xây lại. Nháy mắt đã đến Tết Nguyên đán năm 1999. Thủ đô Bangkok của Thái Lan là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật và giáo dục của cả nước. Từ sân bay vài người đi ra nhìn kỹ không phải Diệp Phàm thì là ai? Hành trình đến Thái Lan lần này, Diệp Phàm dẫn theo Tề Thiên, Hạ Hải Vĩ Phương Viên, Trần Quân. Lô Vĩ vì chưa kết thúc vụ án ở công trình Cảnh Dương nên không thể đến đây. Phương Viên muốn tìm người đã hạ độc thủ xem ra cũng khó, Thái Lan lớn như vậy, có lẽ người đó đã đi rồi. Hơn nữa, người này cũng là cao thủ, trong lòng Diệp Phàm cũng không tự tin cho lắm. Trong lòng Phương Viên đương nhiên cũng muốn lấy ngựa chết trị ngựa sống. Hạ Hải Vĩ gần đây được một chút thịt chăn của Diệp Phàm còn sót lại hỗ trợ cũng đã đột phá thành công đến tam đẳng khai nguyên. So với người bình thường cũng mạnh mẽ hơn. Ha ha, Bangkok này có tòa thiên sứ, có khu vui chơi, có cả tượng Phật, so với Trung Quốc chúng ta có nhiều điểm khác. Tề Thiên tới bây giờ vẫn vô tư, chỉ vào tháp Phật xa xa, cười ha ha không ngừng. Tòa thiên sứ không biết có phải Thượng Đế không? Hạ Hải Vĩ cười nói. Ngài là Diệp Phàm. Sảnh sân bay có một người đàn ông trung niên đến gần Diệp Phàm hỏi. Đúng, anh là... Diệp Phàm có vẻ không hiểu, tò mò nhìn người đàn ông. Thấy người này trên dưới 30 tuổi, cao chừng 1m9 tuy nhiên, rất khỏe mạnh. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy được một nội tức. Tôi là Lô Phương Đông, là người của dòng họ Lô ở Thủy Châu. Dòng họ cũng kinh doanh ở Thái Lan, công tử Lô Vĩ đã báo tôi tiếp đón các vị. Công tử đã dặn dò cẩn thận, các vị đến đây bất cứ lúc nào tôi cũng tiếp đón. Chúng ta sắp đến chính là khách sạn Hoàng gia Khải Việt. Cũng là do công ty nhà họ Lô chúng tôi quản lý. Lô Phương Đông rất lễ phép, giới thiệu hơn nữa lấy ra ảnh chụp chung với Lô Vĩ làm bằng chứng. Một lát sau Lô Vĩ gọi điện thoại đến cười nói. Đại ca, Lô Phương Đông thật sự mà nói, em còn phải gọi ông ấy là chú. Tuy nhiên cũng khá xa về sau ở Thái Lan cần giúp đỡ gì anh cứ tìm ông ấy không cần khách sáo. Hơn nữa, nhà họ Lô bọn em ở Thái Lan cũng có người, họ đều có thân thủ nhị đẳng. So với người bình thường vẫn mạnh hơn. Phương Đông ở Thái Lan đã nhiều năm, quan hệ cũng rộng, có ông ta dẫn đường mọi người cũng tiện hơn. Ông ấy cũng tam đẳng đỉnh bậc, tuy nhiên vẫn không thể đột phá đến tứ đẳng rất buồn rầu. Cậu đưa tôi đến đây là có chủ ý. Diệp Phàm cười mắng. Không dám việc này, đại ca, nếu có dịp liền giúp ông ta đi, Phương Đông rất trung thành với nhà họ Lô, người này rất có nghĩa khí, kết bạn cũng không tồi. Lô Vĩ cười nói, thằng nhóc, đem tính toán của cậu bày lên đầu tôi. Việc này để tôi xem tình hình thế nào, ha ha từng việc một. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Mấy người vào khách sạn Hoàng gia Khải Việt, Lô Phương Đông đúng là rất khách sáo, không ngờ sắp xếp cho Diệp Phàm một phòng khách sạn cao cấp tương đương tổng thống. Trong phòng quán rượu nhỏ, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc cái gì cũng có, rất xa xỉ. Diệp Phàm biết đây là do Lô Vĩ chuẩn bị cũng không khách sáo, và ở ngày, Tề Thiên vào phòng mở bình brandy lên uống. Còn nói đây là ăn hôi, dù sao anh Vĩ trả tiền không ăn cũng không được. Tắm rửa xong mọi người ngồi vây quanh bên quầy rượu nhỏ, Lô Phương Đông cử đến một người phục vụ,
cao khoảng 1m7, rất xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Phàm nghĩ tới Lâu Lan trong truyền thuyết người con gái Tây Vực. Người con gái đến gần Diệp Phàm, khom người chào nói. Anh Diệp, tôi là Lô Nguyệt, là em của Lô Vĩ, anh tôi là Lô Vân, tham gia quân ngũ ở tập đoàn quân thứ 2 ở Vĩnh Lam Nguyệt. Hả, cô là em gái của Lô Vân, ha ha, chúng ta đều là người một nhà, ngồi đi. Diệp Phàm khách sáo gật đầu, không có gì nghi ngờ. Trong lòng nghĩ Lô Vĩ làm chuyện này, lại tìm một người con gái xinh đẹp đến đây là có ý gì, chẳng lẽ dùng kế mỹ nhân. Lô Nguyệt rất dạn dĩ, nhanh chóng ngồi xuống gần Diệp Phàm, làm nhiệm vụ của cô gái rót rượu. Diệp Phàm chỉ cần uống một ngụm Lô Nguyệt đã giơ tay rót đầy, phục vụ có thể nói không gì chu đáo hơn. Diệp Phàm nhìn cô gái này mấy lần, thấy ánh mắt rất lớn, lông mi dài, có vẻ rất yêu quái. Phương Viên cậu đem chuyện năm đó nói cho mọi người, cụ thể một chút, không cần ngại lần này mọi người là bất cứ giá nào. Càng chi tiết càng tốt, chúng ta làm việc càng thuận lợi. Đối thủ của chúng ta ở nơi bí mật, chưa từng gặp qua, có lẽ có nguy hiểm đến sinh mạng. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tháng 6 3 năm trước đây, mấy người chúng tôi đến Bangkok. Mục tiêu chính là câu lạc bộ giải trí Liên Hoàng. Phương Viên không nói rõ là tổ đặc nhiệm A, chỉ có thể dùng chúng tôi để thay thế. Nói đến đây, nhìn Lô Nguyệt một cái, nói. Cô Lô hẳn biết về câu lạc bộ giải trí Liên Hoàng. Đương nhiên hiểu được. Câu lạc bộ giải trí Liên Hoàn rất lớn. Gồm ăn uống, giải trí, sòng bạc, ca múa và trên thực tế là vui chơi giải trí tổng hợp. Nhưng thật sự phía sau nghe nói là bà con thân thích của quốc vương có cổ phần khống chế, gọi là Mạc Dã, người này rất bí ẩn, không thấy xuất hiện có lẽ người hầu nam trẻ tuổi ở câu lạc bộ giải trí là y, hoặc vài nhân viên chia bài là y. Người này nuôi dưỡng một đám cao thủ, hơn nữa tập hợp các cao thủ ở các quốc gia thành lập một tổ chức gọi là Hội Hắc La. Trông nom một số công ty kinh doanh của Mạc Dã trên thế giới. Đến xã hội đen New York bọn họ cũng dám đấu một trận, còn nói về tài sản, có người đoán đến 6 tỷ, cùng có người nói còn lớn hơn, không có tin tức chính xác. Lô Nguyệt nói, Phương Viên, các anh lúc đó đi làm nhiệm vụ gì, cụ thể xảy ra chuyện ở chỗ nào? Hạ Hải Vĩ hỏi, nhiệm vụ bí mật lúc đó nhận được lệnh của Tổng Bộ, nói là có đặc vụ của địch đang ở câu lạc bộ giải trí Liên Hoàng. Cho nên, chúng tôi đến đó. Tuy nhiên bên trong rất loạn, người nào cũng có. Lúc đó vừa đến khu vực ca múa, thấy vũ công thể hiện vũ điệu điên cuồng. Trên sân khấu có một đội người Thái đang biểu diễn thoát y. Những người đó nằm trên bàn kính biểu diễn, ghê tởm chết. Phương Viên nói đến đây vẫn có cảm giác buồn nôn. Phương Viên, Phong Lưu A, còn có người yêu. Tề Thiên trêu. Đừng dài dòng, nói về việc chính, sau đó thế nào. Diệp Phàm nghiêm mặt, Tề Thiên rụt cổ không thể trêu tiếp. Sau đó, phòng khiêu vũ, có người khá xinh đẹp, thậm chí là đẹp, dáng người có lẽ hơn 1m7, toàn thân chỉ mặc một quần tam giác, trước ngực là áo lót hở màu xanh ái nam ái nữ đến gần tôi kính rượu. Lúc đó tôi rất ghê tởm, vung tay bảo hắn cút ngay. Kẻ đồng tính đó vẫn cười tủm tỉm giơ tay sờ soạng, tôi không để ý sờ, cho nên hất tay ra. Không thể tưởng được. Kẻ PD đó khí lực không nhỏ, dám dựa vào đó ôm lấy tôi, lúc này bên cạnh có một đám người chạy đến, vây quanh lấy tôi. Đội của tôi sợ lộ mục tiêu, chỉ có thể nhìn. Tuy nhiên không có xảy ra việc gì nguy hiểm, không lâu sau mục tiêu của chúng tôi xuất hiện, toàn đội vọt đến. Tôi vừa thấy nóng nảy, mấy trưởng xuống đánh ngã vài người rồi chạy đến, đúng lúc này, toàn bộ đèn tắt. Chúng tôi sờ soạng vật lộn, tuy nhiên đáng tiếc, mục tiêu nhân lúc này trốn. Sau đó chúng tôi không phát hiện mục tiêu, nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Phương Viên thở dài. Tề Thiên, Lão Hạ, Trần Quân, các cậu nói xem, người ái nam ái nữ mời rượu Phương Viên có vấn đề hay không? Diệp Phàm giật mình hỏi. Chương 1078, nụ hôn của nữ hoàng ca múa. Việc này khó nói, Phương Viên thi hành nhiệm vụ bí mật, theo lý thuyết là không thể có người phát hiện. Chẳng lẽ cố tình đến quấy rối Phương Viên? Việc này không thể nói. Vì sao các đội viên khác lại không bị quấy rầy, chứng tỏ đây là ngẫu nhiên chứ không phải là có tính toán trước. Nếu kẻ PD đó quả thực có vấn đề, chúng ta đến câu lạc bộ Liên Hoàng sẽ rõ. Hạ Hải Vĩ nhiều kinh nghiệm, phân tích rõ ràng. Phương Viên, có nhớ rõ hình dáng của kẻ PD không? Miêu tả cụ thể một chút, để gọi người phác họa chân dung đến.
Diệp Phàm nói. Được. Phương Viên gật đầy. Hình dáng của người ái nam ái nữ tôi nhớ rất rõ, bởi vì lúc đó đặc biệt ghê tởm, nên cũng nhớ hình dáng của hắn. Không lâu Lô Nguyệt mời đến một người vẽ bản đồ giỏi, căn cứ miêu tả của Phương Viên vẽ ra một bức tranh. Tuy nhiên, khi Lô Nguyệt xem nói, người này chưa từng gặp qua. Lập tức điều tra mọi kẻ PD ở câu lạc bộ Liên Hoàng xem có phát hiện manh mối gì không. Diệp Phàm nói, tuy nhiên thật đáng tiếc, sau khi điều tra, thực không phát hiện ra kẻ PD giống như Phương Viên miêu tả. Diệp Phàm suy nghĩ một lát nói, xem ra, kẻ PD đó thật sự có vấn đề. Việc này không nói chính xác được, đã vài năm trôi qua, người ái nam ái nữ ở câu lạc bộ Liên Hoàng mỗi ngày đều thay đổi, có lẽ người ta đã đi rồi. Có lẽ kẻ PD cũng không phải ở câu lạc bộ Liên Hoàng, chỉ có điều nhất thời được thuê biểu diễn xong là đi. Đây cũng có thể là diễn viên. Tuy nhiên, chắc là bộ phận quản lý nhân sự tài vụ của câu lạc bộ Liên Hoàng chắc có ghi chép, dù sao thuê người ái nam ái nữ đến cũng phải trả tiền công. Lô Nguyệt nói, nhưng muốn lấy bản ghi chép này có vẻ không dễ dàng, vừa rồi Lô Nguyệt cũng nói qua, câu lạc bộ Liên Hoàng thật sự là do hội Hắc La của Mạc Dã khống chế. Bọn họ có rất nhiều cao thủ, nghe đồn trong đó có người Trung Quốc chúng ta có trình độ võ thuật lục đẳng. Nếu thật sự có cao thủ như vậy, chúng ta làm việc này là không sáng suốt. Lô Phương Đông vẻ mặt ưu tư, nhìn Diệp Phàm một cái, nghĩ một chút, dường như hạ quyết tâm nói. Anh Diệp, không biết đẳng cấp của anh thực sự thế nào. Việc này tôi cũng không có ý gì khác, chỉ có điều, khi hành động phải đánh giá chính xác địch và ta, nếu không, sẽ trả giá trầm trọng. Nói vậy anh Diệp cũng không phải muốn thấy kết quả này đúng không? Nghe y nói như vậy, mọi người trong phòng đều nhìn Diệp Phàm. Bởi vì bọn họ cũng tò mò, không biết Diệp Phàm đến trình độ nào rồi. Đặc biệt là Lô Nguyệt, hai mắt không chớp, bởi vì Lô Vĩ đã cẩn thận giải thích, bảo cô nhất định phải kính trọng Diệp Phàm như trưởng lão tiên giật. Lô Vĩ tuy không giải thích rõ, nhưng ám chỉ sức mạnh của Diệp Phàm, không ngờ sánh ngang với trưởng lão Lô tiên giật của nhà họ Lô. Lô Nguyệt kinh ngạc nhưng cũng rất hào hứng, Lô Nguyệt thật ra là người ham võ thuật, tuy điều kiện thân thể không được tốt trải qua khổ luyện, hiện tại cũng đạt tới thân thủ tam đẳng định bậc. Ha ha, Trần Quân cậu nói một chút đi. Tề Thiên nhìn Trần Quân chớp mắt vài cái nói. Tôi hiện tại là thân thủ ngũ đẳng, đại ca thực lực có thể đánh ngã 20 người như tôi không có vấn đề gì. Trần Quân chưa nói ra đẳng cấp của Diệp Phàm, mà mang sự so sánh để nói ra thực lực của Diệp Phàm. Việc này, anh Diệp, chắc chắn anh là cao thủ lục đẳng. Lô Nguyệt rất hào hứng, không ngờ hai tay cầm lấy cánh tay của Diệp Phàm, giống như gặp được thần. Hạ Hải Vĩ không rõ đẳng cấp của quốc thuật nhưng lục đẳng anh ta đoán có thể đến cảnh giới quốc thuật thân thủ đại sư. Lô Nguyệt, còn không buông tay ra, cháu xem không có một chút đúng mực. Lô Phương Đông quát lên. Cháu rất xúc động, xin lỗi Diệp công tử. Lô Nguyệt vội vàng buông tay ra. Mặt đỏ bừng như một đám hoa đào rất đáng yêu. Không việc gì, cô muốn vài đoạn của tôi cứ muốn, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười. Rõ ràng nhân dịp này đêm nay chúng ta đến câu lạc bộ Liên Hoàng hiện tại đã 12 giờ không biết câu lạc bộ Liên Hoàng có đóng cửa không? Không đóng cửa, bọn họ phục vụ đến sáng. Đến câu lạc bộ Liên Hoàng đều là con cú, buổi tối hoạt động rất phong phú. Lô Nguyệt cười nói. Công tử Diệp tôi dẫn đường cho anh thế nào? Cô, được không? Hạ Hải Vĩ nhìn nhầm, có chút khinh thường Lô Nguyệt, cô nàng nhìn qua có chút yếu đuối. Chỉ sợ xảy ra điều gì bất thường cô nàng thành gánh nặng. Hừ, tôi đã đi nhiều lần. Lô Nguyệt không vui, hua hua nắm tay. Không sao, cứ để Lô Nguyệt dẫn đường. Diệp Phàm khoát tay, thầm nghĩ lão Hạ đúng là nhìn lầm, nếu tỉ thí với Lô Nguyệt thì không biết thắng thua thế nào. Mấy người sau khi bàn bạc một hồi liền xuất phát. Lô Phương Đông còn chọn bốn thanh niên trai tráng đi theo giống như vệ sĩ bình thường, Diệp Phàm được giả trang là thương nhân lớn, Lô Nguyệt là thư ký. Câu lạc bộ Liên Hoàng thật sự là lớn, Diệp Phàm rất khí thế, bốn vệ sĩ trước sau một bên dắt tay Lô Nguyệt, điếu xì gà Cuba ngậm ở miệng, hướng về phía phòng khiêu vũ Phương Viên đã ở mà đến. Phòng khiêu vũ lớn này rất xa hoa, nằm trên tầng 2. Toàn bộ phòng rộng khoảng 5-60 mét vuông, hình bán nguyệt, vây quanh một sân khấu, trên sân khấu có một đám con gái lộ ngực đang nhảy, đôi chân mở ra bao nhiêu cây cỏ cũng từ trong chiếc quần tam giác chui ra.
sàn nhảy bên cạnh đặt nhiều bàn, mọi người kêu gào điên cuồng, không khí rất ồn ào. Phi! Lâu Nguyệt kêu lên một tiếng, bởi vì trên sân khấu một cô nàng đang lõa thể, Lâu Nguyệt dù sao cũng là con gái, có chút đỏ mặt. Ha ha, ngượng thì về trước đi. Diệp Phàm trừng mắt cười nói. Tôi mới không sợ, không phải là anh sợ sao? Lâu Nguyệt mặt đỏ lên nói, nhưng người ép bộ ngực vào Diệp Phàm còn cười kích thích, cùng với âm nhạc, đồ chơi trong khố của Diệp Phàm có chút phản ứng. Mấy người ngồi xuống một cái bàn thưởng thức ca múa. Các quý ông quý bà, một phút đồng hồ nữa, nữ hoàng ca múa Trảo Liên Hoàng chúng tôi tiểu thư Lạc Hồng sẽ xuất hiện, mọi người hãy nín thở chờ đợi. Một âm thanh lớn vang lên, mọi người ở dưới lập tức vỗ tay cuồng nhiệt, có cả tiếng kêu, điếc hết tai. Thật đúng là lửa nóng tiểu thư Lạc Hồng không biết hình dáng ra sao. Tề Thiên mắng. Hình dáng, so với tôi thì xinh đẹp gấp bội. Nếu anh Tề muốn âu yếm thì công ty chúng tôi có thể ra mặt bàn bạc một chút. Nghe nói tiểu thư Lạc Hồng tối này phải hiến hôn. Lô Nguyệt có vẻ châm chọc nói. Được, có con gái xinh đẹp hôn tôi không phản đối, nhưng tiền của cô thì hơi ngượng. Xem ra hôn nữ hoàng ca múa không tiện. Tề Thiên hắng giọng cười nói. Không việc gì, chúng tôi còn được rất tốt, không phải 10.000 đồng không thôi. Lô Nguyệt thản nhiên cười, rất xinh đẹp, Tề Thiên ngây người vài giây, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nói, lại là đại ca, bố chỉ có thể dương mắt nhìn, có bản lĩnh chính là tướng, cô nàng có vẻ tình nguyện rồi. Nhìn thấy không, Lô Nguyệt đã nghiêng ngực ép vào đại ca rồi. Kìa, ngại quá nếu tôi từ chối thì bất kính. Tề Thiên miệng không chút nào yên, hừ nói. Anh Tề, nếu anh thật sự muốn tôi sẽ đánh tiếng trước, bằng không để cho nhiều người tranh mua thì nguy. Lô Phương Đông cười kỳ quặc. Đương nhiên phải, chẳng lẽ không dám hôn sao? Tề Thiên kiên trì đáp. Tốt lắm, xin lỗi tôi đi liên hệ một chút. Lô Phương Đông cười rồi xoay người bỏ đi. Tên đứng đầu bảng Lạc Hồng tiểu thư sẽ không phải là Simale chứ? Phương Viên giật mình, đột nhiên hỏi một câu. Nói đến chuyện ái nam ái nữ cậu ta có chút nhút nhát. Chú thích, Simale là từ chỉ những người đàn ông chuyển đổi giới tính thành phụ nữ tại Thái Lan. Được ghép bởi hai từ si cô ấy, và mêu, đàn ông. Ha ha, chúc mừng anh đoán đúng, đúng là ái nam ái nữ, hơn nữa từ Indonesia tới. Lô Nguyệt đắc ý mỉm cười. Tề Thiên không nói được câu nào, thiếu chút nữa phun ngụm rượu ra, vội vàng tìm bóng dáng Lô Phương Đông, tuy nhiên Lô Phương Đông đã biến mất. Lô Nguyệt, có thể không hôn không? Tề Thiên nói. Việc này sợ là không được, nghe nói lần trước có thương nhân cũng thế. Khi Lạc Hồng đến bên cạnh lão định không hôn. Kết quả thế nào anh biết không? Lô Nguyệt thản nhiên cười, trừng mắt thần bí. Sẽ không bị hoạn thành người ái nam ái nữ chứ? Hạ Hải Vĩ cũng hiếu kỳ thật sự, liếc mắt nhìn Tề Thiên một cái, vẻ mặt như vui vẻ khi người khác gặp họa. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ có điều cuối cùng hội Hắc La ra mặt, bốn người đàn ông, cầm lấy cổ lão kia, bắt hắn liếm mông Lạc Hồng. Lão kia cuối cùng phải đưa ra 200 vạn giải quyết việc này. Tuy nhiên Liên Hoàng nói là ông ta làm ô nhục nữ hoàng, tiền cũng không giải quyết được. Một điều kiện được đưa ra, đó chính là hôn mông. Lô Nguyệt thật sự như đang chờ để cười Tề Thiên. Lô Nguyệt, cô không phải đang nói đùa chứ, thực sự là như vậy. Diệp Phàm nhíu mày hừ nói. Không nói dối anh, thật sự là có chuyện như vậy, đây cũng là quy định của câu lạc bộ Liên Hoàng. Từ đó về sau, không ai dám nói đùa, bởi vì trong này nữ hoàng ca múa rất có uy danh, không thể sằng bậy. Lô Nguyệt vẻ mặt chân thật nói. Lão đại, việc này. Tề Thiên mặt tối sầm, việc đùa vui này hơi quá. Có thể hủy bỏ hay không hiện tại hẳn còn kịp. Diệp Phàm vừa dứt lời, một giọng nói vang lên. Mọi người, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào đón nữ hoàng ca múa tiểu thư Lạc Hồng. Thật đáng tiếc vì bàn 18 vừa rồi có anh Tề đã ra tay trước, đặt trước đêm nay sẽ hôn Lạc Hồng. Hơn nữa, anh Tề đặt trước chính là khách hôn toàn bộ, nói cách khác, đêm nay tiểu thư Lạc Hồng hôn anh Tề 3 cái. Thứ nhất hôn mặt, thứ hai hôn môi, thứ ba là hai người cùng hôn. Nói vậy quý vị đều biết, trước đây tiểu thư Lạc Hồng đã hôn 2 cái trước ít khi hôn cái thứ ba. Thế nào gọi là cùng hôn? Thật ra chính là chỉ có hai người hôn, bình thường thời gian khá dài. Ha ha, cũng kính anh Tề, bởi vì cái hôn thứ ba phải được tiểu thư Lạc Hồng đồng ý, tuy nhiên tiểu thư Lạc Hồng đã đồng ý với anh cho nên, chúc mừng anh.